Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 23. Tuyền. Trên thân tháp màu đen có khắc những hoa văn kỳ lạ, những hoa văn đó luôn tỏa ra ánh sáng, như đang trấn áp thứ gì đó. Tháp linh thú. Nói nó là một tòa tháp không bằng nói nó là một ngọn núi, tầng dưới cùng, cũng chính y à tầng lớn nhất, đường kính ít nhất cũng phải 5 đến 600.000 mét. Tòa tháp lung linh 1.000 tầng, mắt thường không nhìn thấy ngọn tháp ở đâu, giống như thật sự thông thiên, xuyên thẳng qua mây xanh. Chấn động. Trần Đức trước giờ chưa từng chấn động như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một tòa tháp cao như vậy. Tháp linh thú này, cho dù là địa tôn giả, hay thiên tôn giả, cũng hoàn toàn không thể xây dựng được. Theo lời đồn, tháp linh thú là do một số vị thánh tối cao cùng nhau xây dựng, là một thánh khí quý báu thực sự. Đạo sĩ Đoạn Nguyên nhìn theo ánh mắt của Trần Đức cũng nhìn thấy tháp linh thú, cũng vô cùng kinh ngạc. Tầng thứ nhất của tháp linh thú nhốt những con dã thú bình thường, nhưng những con dã thú này không phải là của trái đất, cho dù là những con thú bình thường nhất, kích thước, hình dáng của nó tương đối cao lớn. Tầng thứ hai, tầng thứ ba là một vài hung thú. Bên trên tầng thứ ba trở lên là linh thú. Càng lên cao, càng mạnh. Trên quảng trường, ngoài tháp linh thú, còn có mỗi ủy bức tượng đá cao vút tầng mây, tượng đá rất lớn, rất nổi bật, đứng ở trước tháp linh thú. Sau khi Trần Đức, Đoạn Nguyên và một nhóm người tham gia sát hạch xuất trình giấy chứng nhận thân phận, liền đến quan sát bức tượng đá. Những bức tượng đá này đều là những người xuất sắc trong những lần sát hạch trước đó, bọn họ hoặc là phá kỷ lục hoặc là có kết quả đáng kinh ngạc mới có thế đế đứng ở đây. Càng đến gần tháp linh thú, lại càng cao càng lớn. Trên tảng đá ở phần đế của những bức tượng đá này viết hết chữ này đến chữ khác, trình bày thân phận chủ nhân của những bức tượng đá. Kiểu chữ khác nhau, hình dạng chữ khác nhau, nét chữ cũng khác, chúng là do chính tay chủ nhân bức tượng đá viết lên, mặc dù chúng khác nhau, nhưng lại có một điểm chung. Chữ của mỗi người đều bộc lộ ra một loại bất khả chiến bại, tự tin, kiêu ngạo, tự hào. Đối diện với những chữ đó, giống như đối diện với họ, có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức ngang tàng mà bọn họ để lại, tương đối dọa người. Tổng cộng có 8 bức tượng đá. Trước mỗi bức tượng đá đều có rất nhiều võ giả tham gia sát hạch vây quanh quan sát, cũng chỉ có những người đã báo danh tham gia sát hạch mới có thể tới đây. Ánh mắt của Trần Đức lại rơi trên bức tượng đá cao nhất, lớn nhất. Trên bức tượng đá viết hai chữ lớn như lưỡi dao sắc bén. Một chữ bàn, một chữ khai. Hai chữ tinh tế có lực. Vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy võ học bá đạo, trực tiếp xuyên qua tảng đá ở phần đế. Chỉ cần nhìn thấy hai chữ, có thể tưởng tượng bàn khai kiêu ngạo như nào, ngang tàng như nào. Đạo sĩ Đoạn Nguyên cũng hâm mộ, kính trọng ngưỡng mộ nhìn bức tượng cao lớn, ngạo mạn xưng hùng xưng bá đó, nói, sợ rằng cả đời này cũng không thể đạt được độ cao như cậu chủ đại bàn. Cậu chủ đại bàn, đây là tôn xưng mà tất cả mọi người ở thành thông thiên dành cho bàn khai. Không ai dám gọi thẳng tên của người đó, bởi vì người đó quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi ngay cả cái tên của người đó cũng là điều cấm kỵ. Em trai của người đó là bàn chiến được gọi là cậu chủ Tiếu Bàn. Do nguyên nhân anh trai của hắn, rất ít người nhắc đến tên của bàn chiến, ở trước mặt hai người, bất kể là ai, đều gánh không nối hai chữ cậu chủ. Rất khó sao? Trần Đức kỳ quái hỏi, không phải nói kỷ lục của người đó chỉ có 483 tầng sao? 483, đó chỉ là kỷ lục lần đầu tiên của người đó, Đoạn Nguyên nói ỉ, hàng năm, đều sẽ có rất nhiều người đã từng tham gia sát hạch đến thử lại, cậu chủ đại bàn cũng vậy. Bây giờ, kỷ lục của bàn khai đã là tầng 763, vi dây trí thứ hai, cho dù có quay lại sát hạch nhiều lần, cũng chỉ có thể dừng ở tầng 499. Mặc dù Trần Đức đã dự liệu trước, nhưng anh Vân rất chấn động, khoảng cách giữa vị trí thứ nhất và thứ hai quá lớn. Có thể tưởng tượng lên đến tầng thứ hơn 700 sẽ khó khăn đến mức nào. Tên bàn khai này khủng khiếp thật. Có điều, ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Trần Đức vẫn rất có tự tin. Mặc dù mục tiêu của anh chỉ là đến Vân Tiêu Giới, nhưng nếu như đã tới tham gia sát hạch, vậy thì nhất định phải nghiêm túc. Trong mọi chuyện, đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải cố gắng làm tốt nhất có thể. Ít nhất, mục tiêu thứ nhất trong cuộc sát hạch lần này của anh. Tất nhiên phải cố gắng hết sức phá kỷ lục của bàn khai. Đến lúc đó, để Liễu Tông Nguyên ở trái đất xa xôi thấy rằng, ngay cả cái tên bàn khai cũng là cấm kỵ như ông ta đã từng nói, có thể trực tiếp gọi tên hay không. Lần này,
Trần Đức không chỉ chiến đấu vì bản thân mà còn chiến đấu vì quê hương trái đất của mình. Để những tu sĩ từ các giới khác nhau thấy, trái đất không hề yếu như bọn họ nghĩ. Anh Trần, đi thôi, tôi dẫn anh đi đến nơi hay ho này, Đoạn Nguyên rất quen thuộc, dẫn Trần Bát Hoang đi về phía một đám đông, chung quanh có rất nhiều người, bọn họ vậy mà lại đang cá cược. Cá cược những người tham gia cuộc sát hạch lần này có thể đạt được vị trí thứ mấy. Hình thức cá cược được phản chia rất rõ ràng, cuộc sát hạch này có tổng cộng 3.676 người tham gia. Mỗi một người đều có thể cược từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ 3.676. Chỉ có điều, tỷ lệ ăn cược không giống nhau. Ví dụ, dưới 4 chữ cậu chủ tiểu bàn, nếu cược hắn đứng đầu thì chỉ có thế một ăn 0.2. Nếu cược hắn xếp thứ hai thì có thể ăn cao hơn một chút, cứ như vậy mà tăng dần. Cược hẳn đứng vị trí cuối cùng, tỷ lệ ăn cược cực cao, một ăn 1.000. Khá là giật gân. Đương nhiên, chính là bởi vì tỷ lệ ăn cược quá cao nên mới có những con bạc liều ăn nhiều, cược hắn đứng hạng cuối cùng, đương nhiên có rất ít người cược như vây. Ngoài hình thức cá cược tiêu chuẩn này ra, còn có hình thức cá cược đứng top 10, top 20, top 30, top 100, có rất nhiều loại. Xếp ở vị trí đầu bảng, lối chơi mãn nhãn nhất là phá kỷ lục. Ngoài bàn chiến ra, chỉ cần phá kỷ lục, tỷ lệ ăn cược là 1 ăn 5.000. Bàn chiến, tỷ lệ là 1 ăn 1.000, bằng với tỷ lệ ăn cược ở vị trí cuối cùng của hắn. Có điều đối với việc phá kỷ lục, không ai đặt cược cả, cho dù là bàn chiến cũng không có ai cược. Tên của Trần Đức đứng thứ 10. Rõ ràng, tên của top 100 trong danh sách này là được viết theo bảng hào kiệt. Sau top 100 đều do nhà cái tự sắp xếp. Trần Đức đứng thứ nhất có tỷ lệ ăn cược rất cao, 1 ăn 800, cao hơn hắn so với hình thức tiếp theo từ thứ 11 đến 20. Có thể thấy nhà cái không mấy lạc quan về anh. Thứ hạng của Trần Đức được cược nhiều nhất ở khoảng 30 đến 40, trong thứ hạng đó, tỷ lệ ăn cược cũng thấp nhất. Chỗ này chơi lớn nhỉ, Trần Đức tặc lưỡi, có hơn 200 người tham gia cá cược ở đây. Hơn nữa, tiền cược thấp nhất là từ 100 tiền thông thiên trở lên. Thế nào, anh Trần, cược không? Đoạn Nguyên cười lấy ra 1-2 ngàn tiền thông thiên. Sau khi nói chuyện với Trần Đức xong, anh ta bước tới chỗ nhàn viên và nói, tỏi cược Trần Bát Hoang, top 10, 500 tiền thông thiên, số tiền còn lại cược Trần Bát Hoang và cậu chủ tiếu bản đứng nhất. Sau khi trở lại, Đoạn Nguyên nói, thế nào, anh Trần, tôi rất xem trọng anh đấy, nhất định đừng khiến tôi thất vọng. Khụ. Được thôi, cảm ơn. Trên người Trần Đức vẫn còn hơn 20.000 tiền thông thiên. Anh lấy ra hết, bước về phía trước và nói với nhàn viên ghi chép, tôi cược Trần Bát Hoang. Cược loại nào, thứ mấy, nhân viên hỏi mà không hề ngẩng đầu nhìn lên. Tôi suy nghĩ chút. Trần Đức đang xem xét liệu nên cược đứng thứ nhất hay phá kỷ lục. Thời gian suy nghĩ của anh không lâu, ước chừng 10 giây, sau đó liền nói, phá kỷ lục. Hả, cậu chắc chứ, lúc này, người nhân viên không khỏi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Trần Đức. Chắc, Trần Đức đưa tiền cho nhàn viên với một giọng điệu chắc chắn. Nếu như muốn cược, Trần Đức phải cược bản thân sẽ phá kỷ lục. Như vậy, có thể xem đó là một loại động lực chiến đấu cho chính mình. Đồ ngu, trong lòng người nhân viên lẩm bẩm một câu, đúng thật là đốt tiền, 20.000 cuộn thông thiên cược phá kỷ lục, đây không phải là tặng tiền cho nhà cái sao. Tuy nhiên ngoài mặt người nhàn viên vẫn không nói gì, chỉ im lặng ghi lại tiền cược của Trần Đức, đồng thời lấy ra một tấm phiếu đặc biệt đưa cho anh, nếu như thắng cược thì dùng phiếu này đổi tiền. Anh Trần, không thể không nói, anh thực là có chí hướng cao xa. Đoạn Nguyên cực kỳ cạn lời, 20.000 cuộn thông thiên, đây không phải là số tiền nhỏ, ngay cả ở thành phố thông thiên cũng có thể tiêu xài một khoảng thời gian dài. Còn Trần Đức thì cứ như vậy mà vung tiền. Đoạn Nguyên thực sự rất đau lòng, siêu đau lòng. Kỷ lục tầng 763, ngay cả cậu chủ tiểu bàn cũng không có ai đánh cược. Những con bạc liều ăn nhiều kia cũng không đắt cược. Như vậy cũng đủ tưởng tượng việc phá kỷ lục khó khăn như thế nào. Trần Bát Hoang phá kỷ lục. Giống như đang nói chuyện viển vông. Ít nhất, Đoạn Nguyên đã nghĩ như vậy. Không có chút chí hướng thì so với cá muối có gì khác biệt, Trần Đức sờ sờ chóp mũi, cười mỉa. Anh Trần, không phải tôi nói anh chứ, có tiền cũng không thể vung tay như vậy được. Hai, 10.000 cân lỉnh thạch đẩy, Đoạn Nguyên cảm thấy da thịt nhói đau, anh ta cho rằng Trần Đức quá tự tin. Một lúc sau,
khi trên nhà cái hiển thị có người cược trần bát hoang phá vỡ kỷ lục, trong đám đông vang lên những tràng cười vang dội. Kẻ ngu nào mà không có mắt thế, vậy mà lại cược trần bát hoang phá kỷ lục. Đệt, nếu hắn có thể phá kỷ lục, tôi sẽ ăn phân. Muốn có tiền đến phát đẽn rồi sao? Cho dù như vậy thì cũng nên cược cậu chủ tiểu bàn chứ, sao lại đi cược trần bát hoang? Tôi đoán, chắc là tên trần bát hoang đó tự cược đấy, nếu không có ai bị mù mà cược hắn chứ. Đám đông bàn tán xôn xao, toàn những lời chào phúng chế giễu. Tôi cược trần bát hoang phá kỷ lục, 500.000 tiền thông thiên, ngay khi mọi người đang bàn luận, một giọng nói lạnh lùng dễ nghe đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về hướng phát ra giọng nói, nhưng lại thấy. Tại quầy thanh toán, có một bóng dáng xinh đẹp vừa xuất hiện, đó là một người phụ nữ mang khăn che mặt, mặc đồ trắng, giống như tiên nữ không nhiễm bụi trần. Sau lưng cô ta, có hai nha hoàn và nô bộc. Hoa Linh Vi. Nhìn thấy bóng dáng đó, tất cả mọi người đều đồng loạt sững sờ. Hoa Linh Vi, không phải cô ta trở về Đại Lục Long Huyền rồi sao? Sao bây giờ lại đến đây rồi? Còn cược trần bát hoang phá kỷ lục. Trời ơi! Cô ta bị ma nhập rồi ư? Trần bát hoang có điếm gì thu hút cô ta đến vậy, dùng 500.000 tiền thông thiên đánh cược vô ích. Cô Tư, cô có chắc không, Hoa Linh Vi vừa xuất hiện đã trực tiếp kinh động đến người quản lý khu cá cược, đó là một ông lão, ông ta thận trọng hỏi, cô có chắc muốn dùng 500.000 tiền thông thiên để cược trần bát hoang phá kỷ lục không? Tỏi chắc. Hoa Linh Vi tao nhã nói, sao, ông sợ tôi không đủ tiền cược à? Ha ha. Ông lão cười gượng, đương nhiên là không rồi, tỏi chỉ muốn nhắc nhở cô cược như thế này có tính rủi ro rất cao. Nếu như đủ tiền cược, vậy thì nhận tiền đi. Hoa Linh Vi không nhiều lời, giọng nói như nước suối, rất êm tai. Được rồi, nếu như cô Tư đã cố chấp như vậy thì tôi sẽ nhận. Ông lão phất tay bảo nhân viên nhận 500.000 tiền thông thiên, rồi đích thân lấy phiếu đổi tặng phẩm cho cô ta. Mặc dù vậy, ông ta cũng không nghĩ Trần Đức có thể phá kỷ lục. Ở phía xa, Trần Đức và Đoạn Nguyên đều nhìn Hoa Linh Vi, ánh mắt sững sờ. Người trước tự hỏi tại sao cô ta lại ở đây, trong khi người sau đang bị choáng váng trước hành động của Hoa Linh Vi. Anh Trần, anh có tài đức gì, sao có thể khiến cô Tư thích anh đến vậy? Đoạn Nguyên ghen tị nói, thậm chí, vì để cổ vũ anh, vậy mà lại không chút do dự dùng 500.000 tiền thông thiên đi đánh cược một cách lãng phí. Những lời này của Đoạn Nguyên khá thẳng thắn, không chút gì gọi là bóng gió. Nhưng cũng không khiến anh cảm thấy khó chịu. Kỷ lục tầng 763 của tháp linh thú không phải trò chơi trẻ con, sao có thể nói phá là phá được. Theo quan điểm của Đoạn Nguyên, hành động của Hoa Linh Vi chỉ là đang lãng phí tiền bạc, anh ta chỉ đang nói sự thật. Trần Đức không hề tức giận, việc phá kỷ lục không hề dễ dàng, e là ngoại trừ bản thân Trần Đức thực sự tin rằng anh có thể phá kỷ lục thì không còn ai khác nữa, kể cả Hoa Linh Vi. Trần Bát Hoang. Hoa Linh Vi bước thẳng đến chỗ Trần Đức, mỉm cười gọi, như thể cô ta đã lấy lại được sự nhẹ nhàng và thánh thiện trước đây. Linh Vi, không phải cô không thể tham gia cuộc sát hạch lần này sao? Trần Đức khó hiểu. Chuyện xảy ra năm đó dễ điều tra hơn tỏi tưởng rất nhiều, Hoa Linh Vi xinh đẹp như tiên nữ, giọng nói thánh thoát cho nên tôi đã nhanh chóng trở lại. Thiên tai nhà họ Hoa do tôi làm chủ. Trần Bát Hoang, chuyện này, tôi phải cảm ơn anh. Nếu muốn cảm ơn thì phải là tôi cảm ơn cô mới đúng, nếu không có cô, e là bây giờ tôi cũng không có cơ hội đứng ở đây, Trần Đức cười đáp lại. Hai người khiêm nhường với nhau, Đoạn Nguyên đứng một bên trông có vẻ rất ghen tị, vội vàng xen vào, cô Tư, tôi tên là Đoạn Nguyên, là bạn của anh Trần, xin chào. Xin chào, Hoa Linh Vi nhìn anh ta, khẽ gật. Đầu, động thái này khiến những người xung quanh đều phải ngưỡng mộ. Có thể nói chuyện với Hoa Linh Vi. Thực sự mà quá mức vinh dự. Có điều, chuyện dùng 500.000 tiền thông thiên cược Trần Đức phá kỷ lục lúc nãy của Hoa Linh Vi vẫn gây xôn xao và chế giễu. Cho dù Hoa Linh Vi có thực lực mạnh mẽ và thân phận cao quý thì hành vi của cô ta vẫn rất ngu ngốc. Ngay cả cậu chủ tiếu bàn cũng không dám nói có thể phá kỷ lục, Trần Bát Hoang, dựa vào cái gì để phá? Lấy gì để phá? Tưởng tháp linh thú thực sự chỉ là một tòa tháp bình thường sao? Tôi có 2,5 kg tử linh thạch, tôi cược trần bát hoang phá kỷ lục, ngay khi mọi người đang cảm thấy Hoa Linh Vi ngu ngốc thì một giọng nói khác lại vang lên. Lại là một người phụ nữ khác. Cô ta mặc một bộ hán phục màu đỏ cổ xưa, ngay cả giày cũng có màu đỏ,
mái tóc dài màu đỏ rực được buộc thành đuôi ngựa nằm ở phía sau như yêu tinh. Trong tay cô ta cầm một viên linh thạch lớn, không giống như những viên linh thạch bình thường, toàn thân nó phủ một màu tím, thậm chí ánh sáng phát ra cũng có màu tím. Tử linh thạch. Nửa ký tử linh thạch tương đương với 500.000 ký linh thạch thượng phẩm. Cho dù trong toàn bộ thành Thiên Tông, loại đá màu tím này cũng không vượt quá 10 ký. Như vậy cũng đủ để chứng tỏ sự hiếm có của loại đá này. Cỏ ta, cô ta vậy mà lại có 2 ký rưỡi, hơn nữa còn dùng tất cả để đánh cược Trần Bát Hoang phá kỷ lục. Là điên rồ hay ngu ngốc? Nhìn thấy viên tử linh thạch kia, hầu như tất cả mọi người đều sững sờ, hai mắt trở nên nóng rực, nếu không phải đang ở Thông Thiên Các thì e rằng đã có người ra tay cướp đoạt rồi. Quan trọng nhất là người sở hữu tử linh thạch cũng vô cùng xinh đẹp. Lông mày lá liễu, mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng, đường nét khuôn mặt thanh tú hợp với ngũ quan sắc sảo, thân hình nóng bỏng đến mức mặc hán phục cũng không thể che giấu được, so với Hoa Linh Vi không thua kém chút nào. Quan trọng là, cô ta không mang khăn che mặt. Một số võ giả trẻ tuổi nhiệt huyết vậy mà lại xịt máu mũi khi nhìn thấy. Lại là người phụ nữ của Trần Bát Hoang. Ghen tị rồi. Những người xung quanh hoàn toàn ghen tị, hai người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Đều cực Trần Bát Hoang phá kỷ lục, bị tẽ này cho bùa mê gì rồi sao? Khi tất cả mọi người đều đang sững sờ thì ba người Trần Đức, Hoa Linh Vi và Đoạn Nguyên đều nhìn về phía người phụ nữ kia, Hồng Y. Nhìn thấy cô ta, Trần Đức vô cùng sửng sốt. Hóa ra là Hồng Y. Sau vài tháng không gặp, Hồng Y không còn ốm yếu như trước nữa, chất độc trong người đã được loại bỏ hoàn toàn, không chỉ trở nên có tinh thần hơn mà còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Anh Bát Hoang, thế nào, nhìn thấy tôi có phải là rất ngạc nhiên không? Hồng Y đi về phía Trần Đức, nháy mắt tinh nghịch. So với thân phận nữ sát thủ và nữ lính đánh thuẽ trước đây, cô ta dường như đã thay đổi thành một người khác, ngoại trừ cách ăn mặc thì khí chất khác hẳn. Gặp lại Trần Bát Hoang, Hồng Y cảm thấy như đã cách mấy đời, khóe mắt mờ sương. Hiện tại cô ta đã trở về nhà, thân phận và thực lực đã khôi phục như trước. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó cô ta chưa bao giờ quên người đàn ông từng là chủ nhân của mình. Tên nhóc nhà cậu có diêm phúc thật đấy, từ khi nào lại có thể quen biết một cô gái như này, cô ta không đơn giản chút nào. Trong thức hải, giọng nói của Linh Lung có chút kinh ngạc, cô ta là một người phụ nữ cũng có chút ghen tị với vận đào hoa của Trần Bát Hoang rồi. Rất rõ ràng, cô gái Hồng Y kia thích Trần Đức. Ánh mắt cỏ ta nhìn Trần Bát Hoang giống như nhìn thần tượng. Trong đôi mắt trong veo tràn đầy sùng bái và yêu mến rất rõ ràng, không có bất kỳ che giấu nào. Hơn nữa, còn gọi Trần Bát Hoang là anh Bát Hoang. Không đơn giản, thế nào mà không đơn giản, Trần Đức hỏi, Hồng Y được Linh Lung dùng ba chữ, không đơn giản, để đánh giá, anh rất kinh ngạc. Phải biết rằng, Linh Lung có thể chưa từng đánh giá cao anh như vậy. Chỉ cần biết không có ích lợi với anh, tóm lại là không đơn giản. Trừ phi bản thản cỏ ta tự bại lộ thản phận, nếu không thì anh đừng biết còn tốt hơn, hiển nhiên Linh Lung không muốn nói. Được rồi. Trần Đức bất đắc dĩ, anh cũng hết cách với Linh Lung, vậy nên không tiếp tục truy hỏi nữa, mà anh. Nói với Hồng Y, là ngoài dữ liệu, không ngờ. Thật sự không ngờ. Không ngờ tôi có thể đến thành Thông Thiên, Hồng Y chớp đôi mặt to, hàng lông mi dài theo mí mắt khẽ chuyển động, cực kỳ xinh đẹp. Tia. Trần Đức gật đầu. Hồng Y, chính là người anh quen ở địa cầu. Anh thật sự không ngờ ở địa cầu ngoại trừ anh lại còn có người có thể đến thành Thông Thiên. Càng không ngờ người này lại là Hồng Y. Hầu gái ngày trước của anh. Nơi nhỏ bé như thành Thông Thiên này đương nhiên tôi có thể tới rồi. Hơn nữa muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Người ta nghe nói anh ở đây nên mới đặc biệt chạy qua đây, Hồng Y nói. Anh Bát Hoang. Lần sát hạch này anh nhất định phải phá kỷ lục, nếu không 5 cân tử linh thạch của cô đây mất oan đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức, Trần Đức Vân vê chóp. Mũi. Tôi tin anh mà, Hồng Y rất có lòng tin với Trần Bát Hoang, nói thật, trong thời gian mấy tháng, Trần Bát Hoang có thể từ một tông sư địa cầu cho đến giờ đạt đến địa tôn giả, đây chính là người có tốc độ nhanh nhất trong số những người cô ta đã gặp. Nói xong, cỏ ta nhìn về phía Hoa Linh Vi, bổ sung thêm. Người ta có giá trị gấp hơn 10 lần cô nhất định phải cố gắng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong giọng nói tinh nghịch mang theo mùi vị khiêu khích, giống như đang so sánh với Hoa Linh Vi,
khoe khoang với cô ta rằng mình có tiền và lợi hại hơn cô ta nhiều. Cô có tiền như vậy, sớm biết thì đã để một mình cô đặt cược rồi, hiệu suất lỗ một đền 5.000, cô cũng không lo lắng nhà cái có thể đền nổi không, Hoa Linh Vi hừ một tiếng, trong giọng nói có chút oan ức. Rõ ràng là có ta đang giúp đỡ Trần Bát Hoang, ai biết được 7 giờ lại nhảy ra một cô gái dung mạo kém hơn và có tiền hơn cả mình. Anh Bát Hoang, mau nhìn đi, cô ta ghen rồi, Hồng Y mang vẻ dí dỏm, cô ta cười hạc hắc nói. Tranh đấu giữa hai người phụ nữ làm Trần Đức mặt đen xì, không nói nên lời. Nhưng, anh không ngờ Hoa Linh Vi sẽ ghen. Thời gian hai người tiếp xúc ngắn như vậy, chẳng lẽ cô ta đã rung động với anh? Quả thật khiến người ta không dám tin nổi. Mặc kệ cô nói gì, hai người từ từ nói chuyện, tôi đi đây, Hoa Linh Vi nhàn nhạt đế lại một câu, cô ta đưa phiếu đối thưởng 500.000 tiền thông thiên cho Trần Đức, sau đó xoay người rời đi. Không ai phát hiện ra, lúc cõ ta xoay người, gương mặt xinh đẹp dưới khăn che mặt đã chuyển sang màu đỏ hồng, đỏ từ tai đến xương quai xanh, nhịp tim thì đập thình thịch. Đây là cảm giác rung động sao? Chẳng lẽ, mình thật sự thích anh ta? Hoa Linh Vi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thầm nói trong lòng. Trần Đức nhức đầu một trận, anh không ngờ hai người phụ nữ lại tranh giành ghen tuông. Loại người kiêu ngạo như Hoa Linh Vi mà lại rung động với anh sao? Mặc kệ Hoa Linh Vi có rung động hay không, dù sao Trần Đức cũng không có cảm giác gì, anh đã gặp qua quá nhiều người đẹp, ngủ cùng cực phẩm còn nhiều hơn, muốn anh rung động thì rất khó. Chí ít bây giờ Hoa Linh Vi không khiến anh rung động. Đoạn Nguyên ở bên cạnh nhìn đến trợn tròn mắt, trong mắt anh ta toàn vẻ hâm mộ, mặc dù anh ta là đạo sĩ, nhưng cũng cần phụ nữ. Sao không có tiên nữ nào như vậy thích anh ta chứ? Mời những vị thiên tài và yêu nghiệt đến từ các giới tham gia sát hạch đi về quảng trường trước tháp linh thú, đứng theo dấu hiệu trên mặt đất, chờ đợi sát hạch. Lúc này, một giọng nói cực kỳ khí thế truyền ra, đám người nhốn nháo một hồi. Hơn 3.000 đệ tử tham dự sát hạch rối rít đi về phía tháp linh thú. Anh Bát Hoang, anh nhất định phải cố gắng lên, đừng khiến tôi thất vọng, Hồng Y cười khanh khách, nói xong liền đưa phiếu đối thưởng cho Trần Đức, còn nữa, anh cầm cái này đi, nếu thắng rồi nhất định phải đi lĩnh thưởng, lúc tôi đặt cược anh, lão già kia còn cười nhạo tôi một hồi. Hồng Y cố tình dúi vào tay Trần Đức phiếu đổi thưởng, sau đó xoay người rời đi, cô ta vừa mới đi chưa được mấy bước thì có người tiến lên bắt chuyện. Nhưng, cô ta vốn không để ý đến người khác, chí lạnh lùng hừ một tiếng, con dao găm trong tay xuất hiện, đột nhiên hạ xuống trước mi tâm người đó, cô ta lạnh lùng nói anh có chắc muốn quen tôi không? Tu sĩ kia sững tại chỗ, liên tục lắc đầu. Lúc này Hồng Y mới cất dao găm. Thì ra, mặt đáng yêu của cô ta không phải ai cũng có thể thấy. Trần Đức cũng không chú ý đến cảnh đó, anh và Đoạn Nguyên đi cùng nhau đi thẳng đến quảng trường trước tháp linh thú. Trên sân quảng trường đã vẽ xong vòng tròn từ trước, sắp xếp người của các giới lớn ở các vị trí khác nhau. Địa cầu chỉ có một mình Trần Đức. Vì vậy, so sánh ra thì thật cô đơn và nhỏ bé. Người phía bàn chiến là nhiều nhất, khoảng chừng 40-50 người, bọn họ đến cùng một giới, Đại Lục Thương Huyền chính là giới đứng đầu Vân Tiêu giới. Bàn chiến mặc áo bào lưu tinh, hắn đứng ở nơi trung tâm nhất, trong vòng chu vi 3 mét không có bất kỳ ai dám đến gần. Dù là người của Đại Lục Thương Huyền cũng cách rất xa. Giới còn lại nhiều là mười mấy người, 7-8 người tạo thành nhóm nhỏ, bên Hoa Linh Vi có 4 người, đứng cách Trần Đức không xa. Trần Bát Hoang, con rùa rụt cổ mày cuối cùng cũng chịu ra rồi sao, lăng không cách Trần Đức không xa, nhìn thấy anh, hắn liền quát tháo. Nhưng Trần Đức chẳng buồn để ý đến hắn. Trần Bát Hoang, con kiến hôi trái đất như anh mà dám đứng chẽn đầu tôi. Lần này số tầng tôi leo lên nhất định phải vượt qua anh, lãng không chịu khuất phục, hắn đẩy mũi, tôi muốn chứng minh rằng trái đất các anh chính là trò của kiến hôi, rác rưởi. Trần Đức cũng không đáp lại, anh không muốn lãng phí miệng lưỡi với cái tên lăng không ngây thơ tự cho mình hơn hẳn người khác này. Anh không nói, người xung quanh chú ý đến nơi này thì cho rằng anh sợ hãi nên không phản bác lăng không, bọn họ liền bàn luận sôi nổi. Ha ha, quả nhiên là đồ hèn nhát. Đúng vậy. Sợ thế mà còn xếp thứ 10. Vừa rồi tôi chú ý thấy anh ta còn ép bản thân phá kỷ lục ý. Mẹ kiếp, thật không biết xấu hổ. N. Từng tiếng bàn luận không dứt, Trần Đức vẫn rất bình tĩnh, mắt điếc tai ngơ, ánh mắt anh quan. Sát bốn phía. Sau lưng bọn họ là khán đài người đông nghìn nghịt,
100.000 người tập trung trên sân rộng bát ngát như vậy cũng không hề chật chội. Trước khán đài có 40-50 căn phòng đẹp đẽ và độc lập hơn khán đài. Căn phòng chế tạo từ chất liệu đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn ra tình hình bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không hề nhìn thấy bên trong, cho dù Trần Đức khởi động thấu thị nhãn, anh cũng chỉ thấy một vài bóng người mờ ảo bên trong, nhìn không rõ lắm. Những vị trí này hẳn là nhân viên tuyển chọn từ Vân Tiêu Giới và các lãnh đạo cốt lõi của Thông Thiên Các, chỉ có bọn họ mới có tư cách sử dụng phòng đơn. Mà xung quanh chỗ đám người Trần Đức đứng có trên 1.000 màn hình cực lớn to gấp mất 100 lần rạp chiếu phim ở thế tục trái đất. Một màn hình trong số đó lúc này hiện lên tên của hơn 3.000 người tham gia sát hạch. Hiển nhiên, màn hình cực lớn đó dùng để quan sát tình hình của những người tham gia sát hạch, e rằng bẽn trong tháp linh thú cũng có cách có thể truyền tình hình của bọn họ đến màn hình phản quang lớn. Hình ảnh biểu hiện trên màn hình phản quang lớn gần như toàn cảnh không góc chết. Trước tháp linh thú có một lão giả đứng sừng sững, ông ta trông cực kỳ già, giống như một cây tùng già bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống, ông ta khom lưng đứng trước tầng một tháp linh thú. Trên mặt ông ta mang theo nụ cười ấm áp, một thân áo dài màu lam, giống như một ông lão bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng, Trần Đức biết rõ ổng lão này chắc chắn rất mạnh. Với thực lực bây giờ của anh thì không có cách nào nhìn thấu. Trước đó là ông ta gọi đám người sát hạch đến. Đây, người đã tới gần như đông đủ, thời gian cũng đã đến, lão giả lại một lần nữa nói, các vị, mọi người đều là nhân tài và thiên tài cực kỳ xuất sắc. Đến từ các giới, sát hạch tháp linh thú sắp bắt đầu, mọi người. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tinh thần của hơn 3.000 võ giả phía dưới lập tức phấn chấn, ánh mắt sáng rực, kích động và đầy phấn chấn. Trải qua mấy ngày điều chỉnh, mỗi người đều đã điều chỉnh trạng thái lên mức cao nhất. Dừng một chút, lão giả cười khanh khách rồi tiếp tục nói. Trong mỗi căn phòng độc lập sau lưng mọi người kia là những người tuyến chọn của thế lực tam phẩm đến từ Vân Tiêu Giới, thông qua màn hình phản quang lớn, họ sẽ quan sát tỉ mỉ tất cả nhất cử nhất động của mọi người. Người xuất sắc nhất trong số này sẽ theo bọn họ về Vân Tiêu Giới. Tại đây, lão hủ cầu chúc mọi người vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã, làm vẻ vang các giới của mình. Không nói nhiều lời thừa thãi nữa, khai trận. Lời lão giả vừa dứt, ông ta liền biến mất, khi xuất hiện một lần nữa thì đã đứng trên không cam mấy chục mét. Chân ống ta đạp hư không, ông ta giơ ngón trỏ. Lên, trên ngón trỏ rạch ra một miệng máu, ông ta lấy máu vẽ ra ấn. Từng phù văn kỳ quái rơi xuống đất. Sau mấy trăm cái hít thở, ánh sáng dưới mặt đất mở rộng ra. Ầm ầm, một tràng tiếng vo ve vang lên, mặt đất trước tháp linh thú mọc lên một cánh cửa đá rộng lớn chừng 200-300 mét, từng đường ánh sáng hỗn độn lóe lên. Tháp linh thú đã khởi động. Đám người ở khán đài kích động dâng trào, từng ánh mắt dõi theo cánh cửa đá, các tu sĩ sát hạch cũng rất kích động. Toàn bộ cánh cửa cao 400-500 mét. Giống như người khổng lồ đứng sừng sững trước mắt mọi người, khung cửa lớn chế tạo từ đá, trên đá phủ đầy phù văn. Mặt cửa nối bồng bềnh từng đường sóng huyết sắc giống như mặt nước, không ngừng tạo ra từng tầng dao động. Phía sau làn sóng thấp thoáng như nghe được. Tiếng thú dữ gào thét gầm rú. Phù, đây chính là tháp linh thú sao, chỉ ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được dao động bên trong, Trần Đức ngước lên nhìn cửa lớn kia, trong lòng sinh ra cảm khái. Vào thời khắc tháp linh thú mở ra, dường như có một luồng thú triều sắp hạ xuống, khí tức khủng khiếp ùn ùn tấn công đến, khiến người ta rụt rè. Khi cửa lớn hoàn toàn hiện ra trong mắt đám người, tiếng ầm ầm cuối cùng đã dừng lại rồi biến mất. Đây là truyền tống phù, mọi người cầm lấy, nếu như gặp phải nguy hiểm không có cách nào tiếp tục thực hiện sát hạch, hãy xé nát nó là có thể đi ra. Lão giả vung tay cực kỳ lão luyện. Từng lá bùa màu vàng giống như mưa sao băng rải xuống từ chẽn không trung, rơi vào tay các tu sĩ. Nơi sâu nhất mỗi tầng tháp linh thú đều có cửa đi thông lẻn tầng chẽn, nếu muốn lên tầng cao hơn, chỉ cần đi vào cánh cửa đó. Vì bảo đảm trật tự, cách mấy trăm cái hít thở thì 100 người đi vào, lần sát hạch này tổng cộng có 3.676 người, phân ra 30 bái nhóm, chẽn truyền tống phù cỏ. Thứ tự nhóm của mọi người, lời lão giả từ trên không vừa dứt. Ông ta đi đến trước cửa lớn, từ từ nói. Trần Đức mở truyền tống phù ra, trên đó viết số 37. Cũng chính là nhóm cuối cùng. Anh đành phải dựa theo thứ tự sắp xếp lui về phía sau, đi tới vị trí thuộc về mình. Trần Bát Hoang, ha ha,
không ngờ chúng ta lại cùng một nhóm, vui đấy. Lăng không nhìn số 37 trong tay, hắn cười lạnh, giống như thợ săn đã để mắt sẵn con mồi từ lâu, lóe lẹn ánh sáng u ám. Trần Đức Luòn coi thường hắn, trong lòng hắn đã tức giận từ lâu, khó chịu đến cực điểm, lần này nhìn thấy Trần Đức và hắn cùng một nhóm, hắn đứng ngay tại chỗ cười gần đầy dữ tợn. Vậy sao, nếu anh muốn chơi, tôi có thể phục vụ anh bất cứ lúc nào, vẻ mặt Trần Đức không đổi, anh nhàn nhạt đáp một câu, lại một lần nữa coi thường hắn. Nhóm cuối cùng ngoại trừ Lăng không ra còn có bàn chiến, dù đờ eo đến đâu hắn cũng là tiêu điểm trong tiêu điểm, trăng sáng giữa ngàn sao, được không ít người lấy lòng. Ngoài ra còn có Liễu An giật xếp thứ 8 bảng hào kiệt, có thế xếp thứ 8 ở bảng xếp hạng mơ hồ nhất, đương nhiên cũng là tồn tại cực kỳ khủng khiếp, hắn ta ôm một thanh kiếm, nhắm mắt đứng một mình, toàn thân giống như một ngọn núi băng, hắn ta ở trong thế giới của riêng mình, không nói lời nào, không nhúc nhích. Nhóm đầu tiên, vào. Thấy trình tự vị trí đã sắp xếp xong, lão giả bắt đầu truyền mệnh lệnh. Trong nháy mắt, 100 người đầu tiên không kịp chờ đợi đã nhảy vọt vào cửa huyết sặc lớn. Sau 100 cái hít thở, nhóm thứ 2 vào, nhóm thứ 3 vào, nhóm thứ 4. Theo thời gian, người của từng nhóm tiến vào cửa lớn, đồng thời một trong những màn hình phản quang cực lớn bắt đầu hiện ra hình ảnh. Tháp linh thú, tầng thứ nhất. Rõ ràng có thể thấy. Tầng thứ nhất tháp linh thú giống như một rừng rậm nguyên thủy, đập vào mắt là từng cây đại thụ che trời, từng con dã thú thân cao hàng chục hàng trăm mét đang lao nhanh, gầm thét trong đó. Vừa đi vào, đã có người đụng phải một con giáp thú và bắt đầu đại chiến. Đó là, khủng long, Trần Đức nhìn thấy con dã thú kia, anh không khỏi chấn động, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trong thế tục, khủng long đã bị tuyệt chủng từ lâu. Không ngờ vậy mà vẫn còn tồn tại trong tháp linh thú. Điều quan trọng nhất đẩy vẫn là tầng thứ nhất. Thế nào, đủ kinh ngạc chưa? Thực tế, đại thiên thế giới có khá nhiều thứ độ anh không ngờ đến đâu. Thông qua sát hạch lần này, anh sẽ nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, giọng nói êm du của Linh Lung truyền vào trong thần thức. Ở cố hương của tôi, con khủng long này giống như gà vịt chó giới thế tục vậy, nhưng được người ta nuôi làm thú cưng và gia súc. Nếu anh vượt qua bước này thì mớ ồ xem như bước vào tu hành một cách chân chính. Cho dù Trần Đức tâm tình ổn định, nhưng lúc này anh cũng giật kích động, hai tay hơi nắm lại, tôi nhất định phải phá kỷ lục, đế tên và tượng đá của tôi lưu lại ở thông thiên các. Thời gian hơn ngàn cái hít thở trôi qua, đã có mười mấy nhóm vào trong tháp linh thú. Nhưng, trước mặt vẫn chưa ai có thể thành công tiến vào tầng thứ hai tháp linh thú. Nhóm thứ 19, vào tháp. Dưới sự chủ trì của lão giả, lại một nhóm người đi vào, trong nhóm này có không ít người xuất sắc như Hoa Linh Vi, Tả Cao Nghĩa xếp thứ 9 bảng hào kiệt, Hàn Hư xếp thứ 2, lại cả Trình Nhất Kiếm xếp thứ 6. Nhiều thiên kiêu vào sân như vậy đương nhiên sẽ dẫn đến huyên náo một hồi, dù là các cường giả đến từ Vân Tiêu Giới ở phòng xem đơn cũng đã bắt đầu có hứng thú. Ngày trước đã nghe nói Hoa Linh Vi là một mỹ nhân, hôm nay xem ra quả đúng như vậy, trong một gian phòng. Ánh mặt thạch thiên của Thái Dương cung lóe lên vẻ tham lam, nghe nói quan hệ giữa cô ta và Trần Bát Hoang cũng không tệ. Chờ sát hạch xong, chúng ta chiêu mộ cô ta vào Thái Dương cung, cho cô ta làm nô tỳ của tôi, trưởng lão Giang, ông thấy thế nào? Trưởng lão Thái Thiên cung Giang Đồng Hải ở bên cạnh hắn ta có chút trầm ngâm, ổng ta gật đầu nói, có thể, nhưng thiên phú của cô ta không tệ, làm nô tỳ thì lại có chút oan ức cho cô ta quá, có thể cho làm đệ tử chính thức, nhưng... Lựa chọn phải từ hai phía, chúng ta chọn cô ta cũng phải đồng ý mới được. Cũng đúng, nhưng tỏi cảm thấy vấn đề chắc. Không lớn lắm, chúng ta không tuyển được cường giả như bàn khai, chẳng lẽ ngay cả người phụ nữ Hoa Linh Vi này cũng không tuyển nổi, Thạch Thiên tràn đầy tự tin. Huống chi, sau khi Trần Bát Hoang khỏng chúng tuyển thì sẽ chạy đến cầu xỉn tôi, đợi đến lúc đó, tôi lại đề xuất yêu cầu với Hoa Linh Vi, chỉ cần cô ta đồng ý, tỏi liền thu nhận Trần Bát Hoang. Cỏ ta có lý do gì để từ chối chứ? Giang Đồng Hải im lặng, thiếu chủ này cái gì cũng giỏi, chính là quá mức tự tin, quá mức thích phụ nữ, nhìn thấy gái xinh liền muốn chiếm làm của riêng. Nhanh như vậy đã có người đến tầng thứ hai rồi sao, đột nhiên, Thạch Thiên chuyến chú đề, hắn ta nhìn về phía trước. Ở kia, lại một màn hình phản quang lớn sáng lên, tầng thứ hai tháp linh thú. Tầng thứ hai khác với tầng thứ nhất là rừng rậm nguyên thủy. Còn tầng thứ hai lại là một vùng sa mạc gió lớn gào thét,
cát vàng cuồn cuộn, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. Dàn đầu tầng thứ hai là Hàn Hư xếp thứ hai bảng hào kiệt. Màn hình phản quang lớn của tầng thứ hai mới vừa sáng không lâu. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Hết màn hình phản quang này đến màn hình phản quang khác, còn chưa đến 100 cái hít thở đã lần lượt sáng lên, chỉ thấy bóng dáng của Hàn Hư liên tục xuyên qua từng màn hình phản quang lớn. Giống như tháp linh thú kia là do hắn chế tạo, không hề có bất cứ trở ngại nào. Hơn 10 phút sau, hắn đã vọt đến tầng thứ 78. Tốc độ như vậy, nhất thời khiến cho người trên khán đài đứng ngồi không yên. Hàn Hư quá mạnh, nhưng phàm là nơi hắn đi ra lại không có bất kỳ dã thú nào, lĩnh thú phát hiện ra hắn, cho dù thỉnh thoảng đụng phải một con, sau khi thấy hắn cũng lập tức cúi đầu, bò lổm ngổm nhường đường cho. Mãi đến tầng thứ 78, tốc độ của hắn mới dần dần chậm lại. Nhưng, tốc độ chậm rãi này cũng là tốc độ tương đối so với trước đó, trên thực tế vẫn còn khá nhanh và vượt xa người khác. Tốc độ của Hàn Hư gần như hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người, hắn giống như người mở đường, thắp sáng từng màn hình phản quang lớn. Không hổ danh là xếp thứ hai bảng hào kiệt, một đường thông suốt, tốc độ siêu nhiên. Những người khác cũng không yếu. Trình Nhất Kiếm, Hoa Linh Vi, Tả Cao Nghĩa và một người vốn xếp hạng cao trên bảng hào kiệt cũng giống như Hàn Hư, thực lực đều bọn họ xuất sắc, cũng nổi bật trong đám người. Nhóm thứ 36, vào. Lại một nhóm người đi vào, nhóm này còn bao. Hàm cả cường giả top 100 trong bảng hào kiệt, bọn họ tràn ngập hưng phấn, nhảy một cái liền tiến vào cửa lớn. Lúc này, chỉ còn lại nhóm thứ 37, cũng chính là nhóm của Trần Bát Hoang có số người ít nhất, chỉ có 76 người. Trong 76 người đó có bao gồm cả Trần Đức, Lăng Không và cả Cõng Tử nhỏ bàn chiến được tất cả mọi người coi trọng. Khi chỉ còn bọn họ đứng trước tháp linh thú, đột nhiên, phía trước, từng bóng người lần lượt đi ra từ các gian phòng quan sát, 50-60 người đến từ Vân Tiêu giới đều đi ra hết. Không một ngoại lệ, ánh mắt mỗi người đều rơi trên người bàn chiến. Sở dĩ bọn họ từ trong phòng đi ra, chủ yếu là để quan sát bàn chiến trong khoảng cách gần, Liễu An Giật xếp thứ 6 còn có thể nhận được chút ánh mắt nhìn vào, 74 người còn lại bao gồm cả Trần Đức thì bị coi khinh. Lần này bàn chiến tham gia sát hạch, hắn xứng đáng là người mạnh nhất, tôi cảm thấy hắn có thể giành được thành tích vô cùng tốt. Người nói chuyện là một lão già tóc bạch kim, tinh thần khỏe mạnh, đôi mắt tam giác rơi trên người bàn chiến, tràn đầy tán thưởng. Ông ta tên là Quách Ly Long, đến từ Tiêu Lôi môn, thế lực tam phẩm hạng nhất của Vân Tiêu giới, thần thái bình tĩnh, mang theo mấy phần khí tức của cấp chẽn An Xương, cô cảm thấy nào? Bên cạnh Quách Ly Long có cô gái khoảng 22-23 tuổi, ngũ quan cô ta như được thượng đế điêu khắc cẩn thận, mắt ngọc mày ngài, tươi đẹp thanh nhã, dáng vẻ uyển chuyến vô cùng xinh đẹp. Thánh nữ của Tiêu Lôi môn ẩn An Xương, mơ hồ cũng không biết mạnh hơn Thạch Thiên bao nhiêu, chí ít cũng phải tương đương với lão giả chủ trì trước tháp linh thú kia. Quả thật hắn cũng không tệ, nhưng người tên Trần Bát Hoang kia cũng khiến tôi rất bất ngờ, đôi môi đỏ mọng của ẩn An Xương khẽ mấp máy. Cô ta chậm rãi nói tôi. Khó nhìn thấu hắn. Ha, thánh nữ, không phải cô nhìn không thấu, mà chẽn người hắn vốn chẳng có linh hải hay khí tức kim đan, giống như một tên phế nhân thôi. Quách Ly Long nói, theo lời đồn chắc là tu. Luyện phương pháp giấu cảnh giới gì đó, như tôi thấy chắc cũng không bằng bàn chiến. Lần sát hạch này bàn chiến không phá kỷ lục của anh trai hắn thì chí ít đứng đầu cũng không có vấn đề. Đúng thật, ấn An Xương gật đầu. Trần Bát Hoang dĩ nhiên khiến người khác bất ngờ, công tâm mà nói, chắc chắn bản chiến mạnh hơn. Lần này có thể xếp trong top 20, ngoại trừ Trần Bát Hoang có chút may mắn ra, còn lại chắc cũng không tệ, Quách Ly Long nói, chúng ta cố gắng hết sức có thể kéo được bao nhiêu thì kéo. Quách Ly Long, ông coi như chúng tôi không tồn tại sao, cách chỗ Quách Ly Long đứng không xa, một người đàn ông dáng vẻ 50 tuổi hừng một tiếng, mặt lộ vẻ tức giận. Ông là nhất phẩm hạng nhất không sai. Nhưng dù ông ăn thịt cũng nén thừa lại cho chúng tôi chút canh, nếu ông lấy đi hết, há chẳng phải chúng tôi đi một chuyến uống công sao? Xin lỗi, thịt và canh Tiêu Lôi môn chúng tôi đều cần, cho mấy người hạng 2 hạng 3 hạng 18 các ông thừa chút xương cũng không tệ đâu, đừng yêu cầu quá nhiều, Quách Ly Long không khách khí nói, Tiêu Lôi môn chúng tôi những thứ khác thì bình thường, nhưng khẩu vị vẫn rất tốt, Cố Vĩnh An, ông muốn thế nào? Ông nói cái gì? Cố Vĩnh An mặt đỏ tía tai, Quách Ly Long.
Tốt nhất ông nên cân nhắc kỹ trước khi nói, thực lực của ông mạnh, nhưng hạng 2 đến hạng 18 tôi cũng không sợ ông đâu. Không sai, Quách Ly Long, nếu ông để chúng tôi phí công, hôm nay chúng tôi sẽ lật bàn, đừng mong chọn được ai. Quách Ly Long, khấu vị Tiêu Lôi Môn các ông tốt nhất đừng có lớn quá. Ông cho rằng ông là đối thủ của tất cả chúng tỏi sao? Không tin thì ông ra tay thử xem. Một câu nói của Quách Ly Long giống như chạm vào tố ong vỏ vẽ, người của 20-30 thế lực còn lại đều đã đứng lẽn trợn mắt nhìn. Một đám ô hợp. Quách Ly Long nhàn nhạt hừ một tiếng, sát ý văng khắp nơi, ông ta đang muốn nổi giận thì Ấn An Sương nói, Tam trưởng lão, những người này đang cố ý chọc giận ổng đấy, muốn ép ông ra tay, ổng bình tĩnh chút đừng nóng nảy. Thành Thông Thiên có quy củ của Thành Thông Thiên, mặc dù Thành Thông Thiên do một vài người quản lý thực lực không bằng bọn họ, nhưng đứng sau lưng Thành Thông Thiên chính là một vài kẻ quyền thế ở Vân Tiêu giới. Dám ở đây chủ động gây chuyện, nếu kinh động đến những cường giả kia, dù là Tiêu Lôi Môn cũng không chịu nổi. Đến lúc đó chẳng những không chọn được người, e rằng còn trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao lúc trước sau khi người làm của Thạch Thi Én đánh Vương Hoan, hắn ta đã phủi sạch mối quan hệ với người đó. Ấn An Sương nhẹ nhàng nói, nếu ổng ra tay trước, bọn họ liên hiệp lại làm lớn chuyện, người thua thiệt là chúng ta, hơn nữa việc chọn lựa là theo hai chiều, dù bọn họ muốn, một vài người thiên phú tốt cũng sẽ chịu đi theo bọn họ sao. Sau khi sát hạch xong, dù chúng ta không nói lời nào, những thiên tài chắc cũng biết nên chọn thế nào, giọng của Ấn An Sương đầy ma mị, mang theo một loại khí chất của ngự tỷ. Đến lúc đó, nếu như bọn họ có ý kiến thì phải. Làm sao đây, nếu như dám ra tay với chúng ta trước, chúng ta cũng không phải kiêng kỵ, giết là được. Ha ha, không tệ, Quách Ly Long cười nói, lão phu sơ ý quá, suýt chút nữa bị bọn họ lừa rồi. Hừ, N. Cố Vĩnh An hừ lạnh, ông ta thất vọng trở lại vị trí cũ, nhìn Ấn An Sương thật sâu, có thể làm thánh nữ của Tiêu Lôi Môn, quả nhiên không đơn giản. Nếu cô ta không có ở đây, với tính cách nóng nảy của Quách Ly Long, tất nhiên sẽ bị đuổi đi. Tiêu Lôi Môn vừa đi. Bàn Chiến đi theo ai, có thế rất khó nói. Bàn Chiến chưa tiến vào tháp linh thú, các thế lực lớn của Vân Tiêu giới đều tranh đoạt bằng miệng vì hắn, có thể tưởng tượng được những thế lực này muốn đưa hắn về dưới quyền mình nhường nào. Không có hắn. Ai cũng biết anh trai Bàn Khai của hắn bây giờ đã là một trong những người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ. Thân là em trai, Bàn Chiến dù kém hơn anh mình một chút, nhưng chí ít cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Nhóm thứ 37, vào. Ngay khi cuộc cãi vã giữa mấy người dừng lại, trước tháp linh thú, lão giả chủ trì nhóm người sát hạch cuối cùng tiến vào trong đó. Nhất thời. Lúc này, ngoài Trần Đức, Bàn Chiến, Liễu An giật ra thì 73 người còn lại đều bùng nổ linh khí tạo nén dao động khủng bố thoáng chốc khiến xung quanh nổi lên một cơn gió lốc đáng sợ. Hừ. Giờ phút này, kể cả Trần Đức, ánh mắt của rất nhiều người đều không kiềm được nhìn về phía Lăng Không và phát hiện khí thế của Hân là mạnh nhất trong số 70 mấy người kia. Địa tôn giả tầng 6. Ha ha, sao, Trần Bát Hoang, có phái bất ngờ lắm đúng không? Lăng Không chú ý tới ánh mắt bất ngờ của Trần Đức, nghiền ngẫm cười khẩy, tao nói rồi, mày, một con kiến đến từ trái đất không xứng đẻ đầu cưỡi cổ tao, càng không xứng tơ tưởng lỉnh vi. Khí thế Lăng Không điên cuồng tăng lên địa tôn tầng 6. Vì là đám cuối cùng nên rất được chú ý, không ít người đều chú ý tới hắn. Dù là Thạch Thiên trước đó vẫn xem nhẹ hắn cũng ngấn ra, hơi bất ngờ nói, không ngờ tên kia cũng quá mạnh đi chứ. Đúng vậy, hẳn hẳn là cũng tu luyện công pháp hay võ kỹ che giấu thực lực nào đỏ như Trần Bát. Hoang, Giang Đồng Hải sáng mắt nói, nếu hắn muốn vào Thái Dương Cung thì sau khi sát hạch kết thúc, nếu có thành tích tốt thì có thể qua lại. Ừ, Thạch Thiên gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý. Trên thực tế, không chỉ bọn họ mà không ít người trong những thế lực còn lại cũng hài lòng với Lăng Không, đưa hắn vào danh sách ứng tuyển. Trong đội ngũ cuối cùng, từng bóng người vội vàng nhảy vào tháp linh thú, Lăng Không đặc ý nhìn Trần Đức, từ vẻ mặt, động tác cho đến ngôn ngữ đều lộ ra đủ loại khiêu khích anh. Thực lực đúng là khiến tôi bất ngờ đấy, nhưng, chí số thông minh có vẻ đáng lo đỏ, Trần Đức bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng thật sự hiểu được tại sao Lăng Không cứ quấn lấy anh mãi không bỏ. Một mặt là vì thứ tự, nhưng nhiều hơn, e rằng chắc là vì hoa linh vi. Lăng Không nhắc tới hai chữ linh vi thì hai mắt hơi đỏ lên, tràn ngập sự yêu mến,
dù hắn đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn khó có thể giấu được. Trần Đức hoàn toàn không muốn để ý đến hắn, nếu thích Hoa Linh Vi thì đi theo đuổi cô ta đi, là ó. Lên mặt trước mặt anh làm gì? Hoa Linh Vi có thể nhìn thấy chắc. Mẹ nó, đúng là đồ điên. Mày nói ai chỉ số thông minh đáng lo. Lăng không nổi giận, định chửi thêm mấy câu, lại phát hiện người trong đội ngũ này đã sắp đi vào tháp linh thú hết. Ngay cả cậu chủ Tiếu Bàn cũng chậm rãi tiến vào tháp linh thú, trước tháp chỉ còn lại hắn và Trần Bát Hoang. Thế nên, Lăng không không khỏi thầm hoảng hốt, sợ tụt lại phía sau bèn vừa đi về phía cửa vào tháp linh thú, vừa không quên đe dọa Trần Đức. Thằng khốn, tao sẽ chờ mày trong đó. Hai, quả nhiên là hồng nhan họa thủy, Trần Đức bất đắc dĩ lắc đầu, thân thiết với người đẹp quá luôn dễ đưa tới một ít ruồi bọ không đâu. Trần Đức thôi không nghĩ nữa, cũng chẳng sốt ruột, mỗi một đợt đều có khoảng 5 phút để chuẩn bị. Anh vừa điều chỉnh trạng thái, vừa quan sát từng màn hình lớn. Giờ phút này, chẽn màn hình đã sáng lên tới 123 tầng, Hàn Hư vẫn là người dẫn đầu. Theo sát sau đó là đám người xuất sắc trên bảng hào kiệt như Hoa Linh Vi, Trình Nhất Kiếm. Tên nhóc kia đang làm gì vậy? Còn chưa vào đã sợ rồi hả? Thạch Thiên ngồi ớ xa cười lạnh nói, hèn như vậy. Nhìn kia, chẳng phải tên kia là người trái đất hả? Một mình đứng ở cửa, không dám đi vào. Ha ha, cũng rất có thế, dù sao trong kỷ lục của trái đất thì trước giờ cao nhất cũng chỉ hơn 30 tầng thôi. Thật mất mặt, đúng là phí phạm cơ hội. Đồ bỏ đi như trái đất thì người trên đó càng rác rưởi thôi. Trái đất, rác rưởi, trái đất. Trên thính phòng xuất hiện từng tiếng reo hò cười cợt, thế mà dần chuyển thành trò domino hét to bốn chữ trái đất rác rưởi, tiếng lớn đinh tai nhức óc, vang lẻn hết đợt này đến đợt khác. Các thế lực lớn ở Vân Tiêu giới cũng lộ ra vẻ chế giễu. Trần Bát Hoang đứng trước cửa, trực tiếp trở thành một trò cười. Anh Bát Hoang, anh phải cố lên đó. Đợi những người kia thấy được thực lực chân chính của anh thì không biết sẽ lộ ra vẻ mặt thú vị như thế nào. Hồng Y núp trong hư không, cách cánh cửa kia rất gần, nhưng lại chẳng có bất cứ kẻ nào phát hiện ra cô ta. Cho dù là cao thủ đến từ Vân Tiêu giới cũng không một ai phát hiện ra hết. Trước cửa, Trần Đức ghi nhớ những người có thực lực nổi bật và hoàn cảnh mỗi một tầng trong màn hình vào lòng, rồi mới nhìn về phía cánh cửa khổng lồ kia. Nhất định phải phá hủy kỷ lục. Trong lòng Trần Đức nghẹn một cục tức. Tuy anh khá tốt tính, nhưng bốn chữ trái đất rác rưởi đằng sau thật sự rất chói tai. Trần Đức đến từ tầng trái đất, nơi đó là quê hương của anh nên anh cực kỳ có tình cảm với nó. Ở một nơi đất khách quê người như Thành Thông Thiến, trái đất y như một người bố người mẹ nuôi nấng anh thành người. Những người kia sỉ nhục trái đất đồng nghĩ với việc nhục nhã bố mẹ anh. Hỏi sao anh không tức giận? Xong, anh biết. Giờ có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể hiện ra thực lực tuyệt đối mới khiến họ câm miệng lại và chấp nhận trái đất. Trần Đức hít sâu một hơi, sau đó nhấc chân tiến vào tháp linh thú trước mắt bao người. Cùng với sự bước vào của anh, cuối cùng thì cuộc sát hạch của thông thiên các cũng chính thức bắt đầu. Những người xuất sắc trên bảng hào kiệt như Hàn Hư, Trình Nhất Kiếm, Liều An Giật, Tả Cao. Nghĩa, Hoa Linh Vi đang điên cuồng leo lẻn. Hết tầng này đến tầng khác được thắp sáng chẽn màn hình với tốc độ khá nhanh. Mà lúc này, cũng đã có người xé nát đồ án truyền tống ra khỏi tháp linh thú, thành tích của hắn là 43 tầng. Thành tích kém cũng thôi, nhưng lại ra đầu tiên cũng là lót đế trong hơn 3.000 người. Nói cách khác, Hân đã không có cơ hội tiến vào Vân Tiêu giới. Sau khi hắn đi ra, mặt mày ngơ ngác, mất mát, thậm chí còn khóc. Có người thứ nhất thì đương nhiên sẽ có người thứ hai. Thứ ba, thứ tư. Sau khi đến 50 tầng, theo cường độ càng ngày càng gia tăng đã có 400.500 người không chịu nổi rời khỏi tháp linh thú. Thì ra là thế. Trần Đức vừa tiến vào tháp linh thú thì cũng xuất hiện trong rừng rậm, sau đó, anh rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa bên trong và bên ngoài tháp. Đó là trọng lực, ít nhất phải mạnh hơn Thành Thông Thiên gấp 10 lần. Hèn chi kỷ lục của trái đất cao nhất cũng chỉ có hơn 30 tầng. Trần Đức biết, những võ giả trên trái đất đến Thành Thông Thiên thì riêng trọng lực trong thành vốn đã khiến họ khó đối phó rồi, giờ lại mạnh hơn gấp 10 lần. Ngoài việc trọng lực tảng lên thì còn có khả năng bị dã thú tấn công bất cứ lúc nào. Lẽn đường trong hoàn cảnh ấy quả thật cực kỳ khó khăn. Trần Đức đi không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm, anh bước từng bước một trong rừng,
chính xác né khỏi đám dã thú đi về phía tầng thứ hai. Tốc độ của bàn chiến cũng không nhanh, thong thả tiến về phía trước dưới sự ủng hộ của một đám người, vẻ mặt thoải mái như đi dạo trong sân. Cuộc sát hạch lần này giống như một trận đấu rượt bát, khá là phấn khích. 100.000 người xem bên ngoài nhìn mà phấn khích không thôi. Thậm chí, có người xảy ra xung đột trong tháp linh thú, dứt khoát giải quyết ân oán và đã có 3 võ giả chết bên trong. Thế nhưng, lại chẳng ai quan tâm. Bên trong tháp linh thú giống như một thế giới không có quy tắc, một khi tiến vào bên trong thì sống chết tùy số. Huống chi, còn có truyền tống phù, chỉ cần ai sợ chết thì bất cứ lúc nào cũng có thể xé đồ án. Sau khi lăng không đến tầng thứ 50 thì dừng lại. Không phải hắn không thể đi tiếp, mà là đang đợi Trần Đức. Trần Bát Hoang, hy vọng mày có thể đi lên tầng 50, khóe miệng Lăng Không cong cong, Hân vẫn muốn khiêu chiến Trần Bát Hoang, nhưng anh vẫn luôn làm lơ hắn. Giờ, cuối cùng cũng có cơ hội thì sao hắn có thể bỏ qua được? Đương nhiên, nếu Trần Bát Hoang ăn hại đến nổi không đi lên nổi tầng thứ 50. Ha ha, thì cũng không xứng để hắn ra tay. Lăng Không nhắm mắt, điều chỉnh khí tức, lặng lặng chờ đợi. Mà trong quá trình ấy, đám bàn chiến cũng đến tầng thứ 50. Hắn đi rất chậm, thong dong đủng đỉnh như đi dạo phố, đi ngang qua Lăng Không, nhưng cũng chẳng để ý đến hắn. Sau đó, những người cùng đội với họ đều đi đến tầng 50. Phải công nhận rằng đội cuối cùng của họ có thực lực khá tốt, ít nhất đều đi lẻn được tầng 50 mà chẳng có áp lực nào. Nhưng, trong số họ, cố tình lại không thấy Trần Bát Hoang. 10 phút trôi qua, Lăng Không mở mắt, vô cùng thất vọng, ăn hại như vậy luôn ư. Ngay cả tầng thứ 50 mà cũng không lên nối. Không nên mới đúng. Ít nhất Trần Bát Hoang đã đánh bại Đoạn Bằng, Tất Vân Đào. Theo lý thì lên tầng 50 là không thành vấn đề, nhưng giờ vẫn chưa đi lên. Này, Lăng Không đi đến trước mặt một tu sĩ vừa đi lên tầng 50, hờ hững hỏi, cậu có nhìn thấy Trần Bát Hoang không? Trần Bát Hoang, anh nói tên người trái đất kia hả? Ha ha. Có lẽ giờ tên rác rưởi vẫn còn lăn lê bò. Lết ở tầng thứ 20 mấy ấy, tu sĩ kia thở ơ nói. Tầng thứ 20 mấy, trong mắt Lăng Không càng lộ rõ vẻ thất vọng, đúng là vô dụng đến nỗi khiến người tuyệt vọng mà, lâu vậy mới đến tầng 20, ha ha. Xem ra không cần thiết phải đợi nữa, với cái tốc độ rùa bò đó mà còn muốn đi lên tầng 50. Mơ đi, vậy mà tao còn đứng đây chờ mày, hừ. Mẹ nó đúng là ăn hại mà. Lăng Không không đợi tiếp nữa, có thể đi lên tầng 50 thì đã lên sớm rồi, vẫn còn ở tầng 20 mấy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ bước đi rất khó khăn. Đúng vậy, chỉ có bước đi khó khăn mới chậm như thế. Trọng lực ở tầng 20 mấy và tầng 50 hoàn toàn như trời với đất. Ở tầng đó đã bước đi khó khăn thì đến tầng 50 chẳng phải sẽ bị đè chết. Lăng Không không muốn đợi nữa, dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên tiếp. Vậy còn Trần Đức đâu? Anh đúng là đi được rất chậm, hoặc có thể nói là bước đi khó khăn. Anh đã đi đến tầng thứ 23, tốc độ không những chậm mà sắc mặt cũng hết sức khó coi giống như vô cùng đau đớn. Không chỉ là chậm mà còn là người đi ở cuối cùng trong đội ngũ. Á đù, mới 20 mấy tầng đã không đi nối. Đẩy là người xếp thứ 10 trên bảng hào kiệt. Chắc xếp lộn rồi. Trái đất quả nhiên rác dưới. Tên ăn hại Trần Bát Hoang đúng là mất mặt thật mà. Con chó nuôi trong nhà tôi còn đi nhanh hơn anh ta nữa. Từng tiếng bàn tán xôn xao vang lên hết đợt này đến đợt khác như thủy triều, rất nhiều người thậm chí bắt đầu chơi trò domino tiếp, lớn tiếng hét. Rác rưởi Trần Bát Hoang không bằng chó. Lăng Không, châu bò. Rác rưởi Trần Bát Hoang không bằng chó, một. Lăng Không, châu bò. Tiếng hô rung trời, khá là vang dội, Thạch Thiên hừ lạnh nói, hai người kim hoa thế mà bị loại rác rưởi ấy giết chết. Có lẽ trên người cậu ta có bảo vật gì thật, giờ không thế dùng nên lộ ra nguyên hình rồi, Giang Đồng Hải cười ha ha nói. An Sương, thấy không, tôi đã nói mà, không phải là không nhìn thấu được anh ta, mà bản thân anh ta chính là một tên rác rưởi. Quách Ly Long, trướng lão Tiêu Lôi Môn nhàn nhạt nói. Có lẽ là tôi nhìn nhầm, trong đôi mắt ấn An Sương cũng tràn ngập sự thất vọng, vốn tưởng rằng người trái đất này sẽ khiến cô ta bất ngờ, ai dè. Lại là sự bất ngờ này. Người trái đất chính là người trái đất, quả nhiên rất yếu. Mất mặt ghê, mỗi một tầng đều đi một cách khó khăn như vậy còn tham gia sát hạch gì chú.
Một đám thế lực đều lắc đầu, trái đất quả nhiên là nổi nhục của võ giả, trăm ngàn năm qua chưa từng xuất hiện một thiên tài nào. Nhìn kia, Hàn Hư đã xông tới tầng thứ 405 rồi, không biết ai kích động hô lên một câu, ánh mắt mọi người lập tức từ chẽn người Trần Đức nhìn về phía Hàn Hư. Hàn Hư không hổ là người đứng thứ hai chẽn bảng hào kiệt, vẫn luôn xa xa dần đầu và đã lên tới tầng 405. Tốc độ của hắn cũng không có chậm đi. Đúng thế, lẽ nào Hàn Hư định xông lên tầng thứ 500? 450 tầng. 480 tầng. Ký lục đầu tiên do cậu chủ đại bàn lập nên đã bị phá. Phá rồi. Mọi người cảm thán không thôi, Hàn Hư quá đáng sợ, thực lực không thể chối cãi, có điều. Cũng không ai nói bàn khai yếu vì dù sao hồi đó là lần đầu tiên hắn ta tham gia sát hạch và cũng chỉ mới 16 tuổi mà thôi. 16 tuổi đã lập nên kỷ lục 483 tầng, mấy năm nay vẫn chưa ai phá nổi, có thể thấy được bàn khai có thực lực mạnh cỡ nào. Hân sắp không chịu nổi rồi. Tốc độ Hàn Hư vẫn luôn dẫn đầu, cuối cùng đến tầng thứ 523 thì có vẻ di chuyển đã khó khăn hơn, đầu đầy mồ hôi như gặp được chuyện gì hết sức đáng sợ. Dưới sự tấn công còn khủng bố hơn cả máy bay trực thăng của một con diều hâu, hắn không thể không xé nát truyền tống phù, xuất hiện trước cửa tháp linh thú. Thành tích cuối cùng là 523 tầng. Thành tích này đủ để lập nên kỷ lục thứ hai trong lịch sử. Hắn là người đầu tiên có thành tích khá tốt sau khi đi ra khỏi tháp linh thú nên đã gặp phải một tràng hoan hõ. Nhìn kìa! Tiếng hoan hô vừa dứt, mọi người rõ ràng phát hiện lại có thêm một người xông lẽn tầng thứ 500. Người đó là Trình Nhất Kiếm. Sau khi đi lên tầng thứ 500, hắn ta cũng xé truyền tống phù. Đằng sau hắn là Tả Cao Nghĩa cũng kết thúc kỳ thi với thành tích kinh người là 463 tầng. Hoa Linh Vi, cô ta bỗng dưng tăng tốc, trong màn hình lớn, Hoa Linh Vi vốn đang đi với tốc độ đều bỗng nhiên tăng tốc, từ tầng thứ 430 xông thẳng một mạch lên tầng thứ 500. Mạnh ghẻ. Đúng vậy. Hoa Linh Vi còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi nữa. Mọi người bỗng phát hiện, nếu Hoa Linh Vi mà bùng nổ hết sức thì thực lực chưa chắc yếu hơn Hàn Hư. Hơn nữa, cô ta cũng đi lên tầng 523. Hoa Linh Vi đã vỏ cùng chầy chật, nhưng cô ta vẫn bước tiếp. Con diều hâu tấn công Hàn Hư lúc trước bị một kiếm của cô ta hạ gục, trực tiếp ngã xuống. 523. 524. 525. Theo bước chân của Hoa Linh Vi, trong lòng mọi người cũng căng thẳng, kích động không thôi. Chuyến này đến đúng là không uổng, không ngờ người này đã lợi hại còn có kẻ lợi hại hơn. Tầng 600. Cuối cùng, Hoa Linh Vi đi đến tầng 600 thì không chịu nổi nữa, mặt mày trắng bệch xé truyền tống phủ rời khỏi tháp linh thú. Cô ta vừa xuất hiện, trong thính phòng rộng lớn chợt vang lên từng tràng vỗ tay rào rạt như sóng thần, kéo dài không dứt. Sau Hoa Linh Vi là Liễu An Dật, Cao Nguyệt Tường, Lâm Vô Song, Vạn Kiếm Không, Hạ Minh. Từng người trong top 50 của bảng hào kiệt cũng lần lượt xuất hiện. Bọn họ biểu hiện cũng khá xuất sắc, nhưng so với Hoa Linh Vi và Hàn Hư lại có chút bình thường, nên không ai để ý. Còn những người ngay cả bảng hào kiệt cũng không lọt vào nổi, có thành tích bình thường chẳng chút nổi trội cũng lần lượt xuất hiện. Chẳng qua, họ gần như chỉ là đến tham gia cho có, thì rớt cũng chẳng ai đếm xỉa. Mẹ! Lăng không quá thật là một con ngựa ô. Hẳn đã lén tới tầng 580. Khi mọi người đang để ý đến những người rời khỏi tháp linh thú thì chẳng biết khi nào Lăng không đã xông lên tới tầng 580, hoàn toàn vượt qua Hàn Hư. Biểu hiện của Lăng không đã khiến cho thính phòng và mọi người trong vân tiêu giới chấn động, Thạch Thiên và Giang Đồng Hái cũng trợn mặt há hốc mồm. Ngay sau đó, một sự hối hận bỗng dâng lên. Trong lòng họ, trước đó, họ vậy mà lại xem nhẹ Lăng không? Một cao thủ như vậy lại trực tiếp bị họ bỏ lỡ. Thành tích tốt như vậy e rằng sẽ không chọn chúng ta, Giang Đồng Hải không ngừng than thở, trước đây ai mà biết Lăng không sẽ mạnh như thế cơ chứ? Trên thực tế, mấy ngày trước Lăng không quả thật khá yếu, nhưng ngay khi sát hạch bắt đầu, hắn đã có được một cái cơ duyên, chính vì nó mới khiến hắn bỗng nhiên mạnh lẽn. Trong tháp linh thú, Lăng không cong cong khóe miệng, giống như một cơn gió chạy nhanh như điên. Thực ra, bên trong tháp linh thú vẫn có thể nghe thấy hết những tiếng cảm thán và sự xôn xao bên ngoài. Giờ phút này, mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý lên người hắn nên Lăng không phải cố gắng thể hiện hết sức mình. 580. 590.
591, 599. Chỉ trong 20 phút, Lăng Không đã xông lên tới tầng 599, chỉ còn một tầng nữa thôi là sẽ bằng Hoa Linh Vi. Những thiên tài như Hàn Hư, Trình Nhất Kiếm, Tả Cao Nghĩa, Cao Nguyệt Tường, thậm chí là Hoa Linh Vi đều kinh ngạc không thôi. Lăng Không giống như một con ngựa ô đang lao nhanh trong trái tim họ. 600, trời ơi, hắn đã lên tới tầng 600, khoảng 100 giây sau, trong đám người bỗng phát ra một tiếng hét hết sức kích động. Lăng Không, trâu bò quá đi. Không, không phải 600, mà là 601. 602, 602 rồi. Tốc độ của hắn vẫn không giảm, đù, đây quả là con ngựa ô mạnh nhất lần này. Có ai mua hắn thứ nhất hoặc thứ hai không? Giàu to rồi. Lăng Không quá ghê gớm. 100.000 người xem hoàn toàn sôi trào, bốn chữ Lăng Không trâu bò giống như sóng biến che trời lấp đất, đinh tai nhức óc. Ban sát hạch của Vân Tiêu Giới cũng ngơ ngác, chẳng ai nghĩ đến trong số thí sinh lần này lại có một con ngựa ô mạnh mẽ như vậy, quả thật là khiến cho người ta giật mình mà. Trong tháp linh thú, không ngừng có người rời khỏi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại 3 người. Lăng Không vẫn xa xa dẫn đầu, đã leo lẽn tới tầng 605. Tuy tốc độ có chậm hơn trước, nhưng leo lên tiếp là không thành vấn đề. Thứ hai là bàn chiến đang ở tầng 560, tốc độ của hắn vẫn hết sức thong thả, chẳng giống như đi thi sát hạch, mà lại như là đi du lịch. Người thứ ba là Trần Đức. Mặc dù anh vẫn còn trong tháp linh thú, nhưng đến giờ cũng mới chỉ leo lên đến tầng thứ 171. So với hai người đằng trước, tốc độ của anh quả thật như rùa bò, không đúng, còn chậm hơn cả rùa bò ấy chứ. Có người hò hét Lăng Không trâu bò thì cũng có. Không ít người chế giễu Trần Đức, tuy chỉ là số nhỏ, nhưng con số ấy cũng có khoảng 20-30.000 người nên tiếng mắng cũng rất lớn. Chẳng trách trước đó anh ta không dám chấp nhận lời khiêu chiến của Lăng Không, chỉ với sự chênh lệch ấy thì một đầu ngón tay của Lăng Không thôi cũng đủ để nghiền nát anh ta rồi. Trái đất quả nhiên là trái đất, khá là trái đất đấy chứ. Ha ha! Rác rưởi Trần Bát Hoang! Không hiểu nổi sao cô Tư lại cứu anh ta nữa. Hôm ấy trực tiếp để anh ta chết đi có phải tốt rồi không? Loại người như thế sống chỉ cho trật đất, chết rồi cũng lãng phí đất nữa là. Theo tôi thấy thì nên chết không chỗ chôn cho rồi. Rác rưởi Trần Bát Hoang cút khỏi tháp linh thú đi, đừng thi tiếp nữa. Trần Bát Hoang, cút khỏi tháp linh thú. Cút khỏi tháp linh thú. Ban đầu chỉ là nói chuyện với nhau, nhưng sau lại trực tiếp biến thành từng tiếng hô hào. Một đám hô Trần Bát Hoang, một đám khác lập tức hô cút khỏi tháp linh thú giống như thủy triều, hết đợt này đến đợt khác. Tại sao lại như vậy? Hoa Linh Vi khó hiểu, với thực lực của Trần Bát Hoang thì thật sự không nên có biểu hiện như vậy. Nhưng mà, tại sao mỏi một tầng lại di chuyển vất vả như thế? Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể không chịu nổi và bị đè suy sụp. Anh Bát Hoang, sao anh lại thế, trong cái khe không gian? Hồng Y cũng hết sức khó hiểu, sao anh lại vất vả như vậy? Bình thường với thực lực của Trần Bát Hoang thì ít nhất 500 tầng đổ lại là không thành vấn đề với anh mới đúng. Không phải chứ, đạo sĩ Đoạn Nguyên trong đám đông cũng có chút tiếc nuối lắc đầu, ngay cả anh ta cũng có thành tích hơn 390 tầng. Trần Bát Hoang, ngay cả anh ta cũng không bằng. Nhóc con, đám người ở ngoài đều nói anh là rác rưởi kìa, ha ha, Linh Lung cười khúc khích, trêu ghẹo. Cụ, còn nói nữa, chẳng phải là tại cô sao? Trần Đức có chút cạn lời, sau khi tiến vào tháp linh thú Linh Lung đã bảo anh thu sức mạnh lại, định dùng cách vất vả nhất để rèn luyện bản thân. Nói đơn giản chính là dùng linh khí và thực lực thấp nhất để leo lẽn mỗi một tầng. Cái này giống như một người sắp chết khát, rõ ràng trước mắt có một con sông, nhưng lại chỉ uống một chút, đợi đến khi sắp chết khát lại uống thêm một chút, cứ thế lặp đi lặp lại. Dùng cách này để rèn luyện giới hạn của bản thân, không ngừng chạm vào ranh giới của chân tay, trăm huyệt và thể lực. Chính vì thế nên mỗi một bước của anh mới có vẻ hết sức vất vả, thậm chí là thở hồng hộc. Song, chỗ tốt cũng rất rõ, dưới sự rèn luyện ấy, anh cảm thấy linh lực và thần thức càng đem chặt chẽ, ngay cả khả năng chống cự áp lực, độ cứng cỏi dẻo dai của cơ thể cũng không ngừng tăng lên. Còn về những lời châm chọc, chế giễu của bên ngoài với anh và trái đất, tuy Trần Đức rất tức giận, nhưng cũng không sốt ruột. Anh vẫn cứ vất vả bước ra mỗi bước. Mà trong khoảng thời gian này, có thể thấy được Lăng Không đã leo lên tới tầng 635, bàn chiến cũng đạt tới tầng 600,
càng ngày càng kéo gần khoảng cách với Lãng Không. Có điều, bọn họ cũng không kinh ngạc với tốc độ của Bàn Chiến. Dù Lăng Không là một con ngựa ô, nhưng so với Bàn Chiến thì vẫn có sự chênh lệch khá lớn. Nhưng so với những người khác thì Lăng Không đã rất mạnh rồi. Hết thế lực này đến thế lực khác ở Vân Tiêu giới nhìn mà thèm, hận không thể lập tức thu hẳn vào trong thế lực của mình. Nếu ai thu được người như Lăng Không và Bàn Chiến thì mai sau khi xét lại cấp bậc, thế lực của họ sẽ càng mạnh và càng xếp cao hơn. Những người khác có thể không cần, nhưng ba người Bàn Chiến, Lăng Không và Hoa Linh Vi, Tiêu Lôi Môn chúng ta nhất định phải mời vào, Quách. Ly Long Bá Đạo nói, An Sương, lát nữa sau khi sát hạch kết thúc, chúng ta phải đến mời chào đầu tiên. Vàng. Ẩn An Sương nghiêm túc gật đầu, ba người này, Tẻo Lôi Môn nhất định phải vươn cành ô liu với họ, cố gắng mời chào họ vào dù có phải trả một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Còn Trần Bát Hoang, cô ta đã hoàn toàn thất vọng, không hề có chút hy vọng nào nữa. Trưởng lão, lát nữa thu người thì tôi đề nghị hạ mình một chút, Lăng Không và Hoa Linh Vi còn dễ nói, nhưng riêng Bản Chiến, hẳn rất kiêu ngạo. Hơn nữa, anh trai Hân cũng không ở trong thế lực chúng ta nên rất có khả năng hắn sẽ chọn thế lực hạng năm là Bồng Lai Tông. Dù sao, anh trai hắn cũng ở trong đó. Quách Ly Long nói, có điều, Bản Chiến cũng chưa chắc sẽ chọn họ. Lúc trước, Bồng Lai Tông chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Lần đó, người đến trong tông môn họ là người mạnh nhất, nhưng lần này, ha ha. Nhìn kia, Lăng Không đang làm gì vậy, đúng lúc này, trong thính phòng bồng vang lên từng tiếng xôn xao đầy khó hiểu. Cả đám đều kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình lớn ở tầng 678. Trên màn hình, trong tay Lăng Không cầm một bỏ hoa tươi không ngờ lại quỳ xuống. Quỳ một gối xuống trước mặt 100.000 người. Trong khi mọi người có mặt ở đây đang khó hiểu thì Lăng Không bồng nả một nụ cười tỏa nâng mở miệng. Linh Vi, em có nhìn thấy anh không? Em đã thấy chưa? Anh mạnh hơn tên Chân Bát Hoang rất nhiều, với thực lực của anh, một cái tát thôi cũng đủ để đập chết anh ta rồi. Anh ta không xứng để em khen, càng không đáng để em thích, chỉ có Lăng Không anh mới xứng với em. Linh Vi, làm người phụ nữ của anh, của Lăng Không anh đi. Linh Vi, làm người phụ nữ của anh. Của Lăng Không. Anh đi. Tuy Lăng Không quỳ một gối xuống đất, nhưng thái độ và giọng điệu lại khá tự tin và bá đạo. Hai câu bị hắn nói một cách đầy khí phách, mạnh mẽ đanh thép giống như một thanh kiếm reo lên ngân vang. Hơn 100.000 người trong thính phòng đều vì lời nói của hắn mà chìm trong im lặng. Đứng trong tầng thứ 678 của Tháp Linh Lung bày tỏ tình yêu với nữ thần Hoa Linh Vi. Thật là lãng mạn và hạnh phúc. Rõ ràng đối tượng được bày tỏ không phải mình, nhưng một số cô gái cũng cảm thấy kích động không thôi, hai mắt tỏa sáng lộ ra vẻ mê say. Dù là đàn ông cũng bị chấn động và cảm động. Ai ngờ Lăng Không lại tỏ tình vào lúc này, vào giây phút huy hoàng nhất và dưới vô số ánh nhìn chăm chú của mọi người. Hoa Linh Vi thật hạnh phúc. Có thể được Lăng Không dùng cách này để tỏ tình, Hoa Linh Vi thật sự rất vinh hạnh. Cô Tư, đồng ý Hân đi. Đồng ý hắn đi. Quen nhau đi. Quen nhau đi. Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, đám đông chợt phát ra một đợt hò hét, mọi người hô to cổ vũ Lăng Không. Nếu là mấy ngày trước, có lẽ người khác còn có thể cho rằng Lăng Không không xứng với Hoa Linh Vi. Nhưng sau hôm nay, hắn đã dùng thực lực chứng minh chính mình. Trai tài gái sắc. Quen nhau đi. Quen nhau đi. Khóe miệng Lăng Không cũng lộ ra một nụ cười đắc ý đầy sự tự tin, đợi Hoa Linh Vi trả lời. Lúc này, Trần Bát Hoang lấy cái gì để so với Hân? Hoa Linh Vi có lý do gì không đồng ý? Trong đám người, Hoa Linh Vi nhíu hàng mày xỉnh đẹp lại. Cô ta không nói gì, chẳng những không trả lời mà ánh mắt còn lộ ra vẻ hết sức chán ghét. Trước đó, cô ta và Lăng Không còn chẳng quen biết gì nhau nữa là. Hơn nữa, mấy ngày nay, Trần Bát Hoang trở thành trò cười đa số là vì Lăng Không nên cô ta hoàn toàn chẳng có chút thiện cảm nào với hắn. Điều này không liên quan đến thực lực và lên được bao nhiêu tầng, chuyện tình cảm không có cảm giác chính là không có cảm giác, không thích chính là không thích. Hoa Linh Vi cau mày, đứng trong đám đông, trầm mặc một hồi. Cô chủ, còn do dự cái gì, đồng ý đi. Đúng thế, Lăng Không thực sự rất tốt, rất xứng với cô chủ. Hai nha hoàn đứng hai bên trái phái cỏ vui mừng, cảm thấy mừng thay cho Hoa Linh Vi. Đừng ồn ào linh tinh. Hoa Linh Vi khẽ quát, không lẽn tiếng, mặc cho những người xung quanh hét lớn,
là ó, cô ta coi như không nghe thấy. 10 phút trôi qua, các tiếng la ó ồn ào bắt đầu giảm dần, bầu không khí dần dần trở nên ngượng ngùng. Lâu như vậy, rõ ràng Hoa Linh Vi không muốn đồng ý. Trong tháp linh thú, vẻ mặt của Lăng không cứng lại, đôi tay cầm hoa bắt đầu run lên, hoa tươi trong lòng bàn tay bị bóp đến biến dạng, nát vụn. Linh Vi, Lăng không cam tâm, hỏi lại lần nữa. Cô thực sự không muốn làm người phụ nữ của tôi sao? Yên tĩnh. Hắn vừa hỏi ra câu này, trên hội trường 100.000 người này liền trở nên yên tĩnh đến không một tiếng động, im lặng như tờ, ánh mắt của tất cả mọi người cùng nhìn về phía Hoa Linh Vi, đợi câu trả lời của cô ta. Hoa Linh Vi vốn không muốn quan tâm, lúc này, cũng không thể không trả lời, cô ta lặng lẽ trầm mặc, sau đó nói. Lăng không, chúng ta không hợp nhau. Câu trả lời của cô ta rất đơn giản, chỉ 7 chữ, 7 chữ ngắn gọn dường như chạm đến thần kinh. Điểm yếu của hắn, hoa tươi trong tay hắn lập tức hóa thành bột vụn, mí mắt, khóe miệng đều đang run lẽn. Hoa Linh Vi, chúng ta không hợp nhau. Cô có dung mạo, tôi có thực lực, tại sao không hợp? Làm người phụ nữ của tôi có gì không tốt? Tôi biết, cô thích tên họ Trần đó phải không? Hắn có gì đáng để cô thích? Một tên rác rưởi thôi, bây giờ đã trèo lên được 200 tầng chưa? Ha ha! Hẳn là cái thá gì? Một tên rác rưởi trái đất thì hợp với cô sao? Lăng không gần như nổi điên, trực tiếp tấn công một quyền đến linh thú có thực lực đủ để có thể sánh với địa tôn giả sơ kỳ của hắn đến mức tan nát chia 5 x 7. Soạt! Có người hít khí lạnh, thực lực của Lăng không, thực sự đáng sợ. Tất cả mọi người đều cảm thấy Hoa Linh Vi là kẻ ngốc. Lăng không mạnh như vậy, Hoa Linh Vi lại không từ bỏ tẽn nhóc trái đất đó. Ha ha! Cũng không biết bị chuốc canh mê hồn gì, thật đáng tiếc. Loại phụ nữ như này, mẹ kiếp, thật ngốc. Sau khi Hoa Linh Vi trả lời, cũng không nói thêm một chữ, mặc cho Lăng không nối giận thế nào, mặc cho 100.000 người đứng xem nhìn nhận cô ta thế nào, cô ta cũng không giải thích một câu. Cắn nhẹ môi, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Đức. Được, cô thích Trần Bát Hoang phải không? Tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến tôi giết hắn. Lăng không bất chấp, hắn định đi ngược xuống. Tìm Trần Bát Hoang, nhưng tháp linh thú chỉ có thể lên chứ không thể xuống. Ha, ngu dốt. Đúng lúc Lăng không sốt ruột, một giọng nói lạnh lùng truyền đến bên tai hắn. Hắn muốn nổi khùng theo bản năng, nhưng quay đều nhìn qua, lập tức cứng người, cơn giận biến mất, vội vàng nhường ra một lối đi, cậu tiếu bàn. Bàn chiến. Không biết từ lúc nào, chỉ trong 10 phút, bàn chiến đã từ tầng hơn 500, đến tầng thứ 678, hơn nữa. Hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên như vậy, giống như cưỡi ngựa xem hoa, lặng lẽ đi sát qua vai Lăng không. So sánh ra, Lăng không đã cháy mồ hôi ròng ròng, sắc mặt trắng bệch. Đối diện với bàn chiến, Hân không dám thở mạnh, ngay ra xì hơi cũng không dám. Cuối cùng, Lăng không xé vụn truyền tổng phù. Xuất hiện trước tháp linh thú. Linh thú. Dưới sự bùng phát toàn lực, những con linh thú vốn không dám lại gần anh, gặp phải anh. Chúng cũng tránh thật xa, run rẩy. Anh giống như thần của dã thú. Soạt soạt soạt. Ánh sáng vụt lóe, tốc độ của Trần Đức nhanh đến mức mắt thường đơn thuần không thể bắt kịp, thậm chí có thể nhìn thấy tàn ảnh lưu lại vì tốc độ quá nhanh. Cùng với việc anh tăng tốc độ, các tu sĩ trước đó còn la hét, mắng anh là rác rưởi, báo anh cút ra khỏi tháp linh thú hoàn toàn ngẩn người, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngóng nhìn kim quang lướt nhanh trong màn hình. Vẻ mặt bọn họ đều đông cứng, động tác lời nói dừng lại, giống như bị điện giật chết. Cổ họng như bị một hòn đá chặn lại, không nói được, cũng không thể hò hét. Yên tĩnh như cái chết. Trong đôi mắt của bọn họ, bóng dáng của Trần Bát Hoang đang leo lẽn như bay, mỗi một hơi thở, mỗi một tân chớp mắt, thì có thể nháy vọt lên 4-5 tầng, 5-6 tầng. Trên quảng trường bát ngát, hơn 100.000 người, giống như con rối không có sinh mạng. Không có tuy, không có linh hồn, ngấn người nhìn, quên hết mọi thứ, thậm chí quên cả hít thở. Một số tu sĩ cũng tham gia sát hạch trực tiếp ngất xỉu, ngã lăn xuống đất, không thể chịu được đả kích khoa trương như vậy. Mới có bao lâu chứ? Chưa đến một phút, Trần Bát Hoang đã leo lên hơn 470 tầng. Tốc độ của anh vẫn không suy giảm, không những không suy giảm, ngược lại còn nhanh hơn, càng dũng mãnh hơn. Trước đó còn có thể bật được một chút tàn ảnh, bây giờ. Ngay cả tàn ảnh cũng không còn, chỉ còn lại một luồng sáng.
Hoa Linh Vi, Hồng Y, Quách Ly Long, Ấn An Sương, Thạch Thiên. Đều thôn mặt, cho dù bọn họ đến từ Vân Tiêu giới, hiểu biết sâu rộng, lúc này cũng quên mất lời nói, nhìn chằm chằm màn hình phản quang không chớp mắt. Anh Bát Hoang, tuyệt quá. Tôi biết ngay mà, trong khe nứt hư không, ánh mắt Hồng Y lấp lánh long lanh, cỏ ta biết Trần Đức sẽ không yếu như vậy mà. Hoa Linh Vi không nói một lời, nắm chặt nắm đấm, móng tay trong suốt dường như sắp bấm vào lòng bàn tay, nắm thật chặt, trong đôi mắt động lòng người chớp lên lớp sương mờ. Cô ta, không nhìn nhầm người, tầng 600. Trần Bát Hoang đã lén đến tầng 600, trong chớp mắt lên đến tầng 601, trong phút chốc đã vượt qua Hoa Linh Vi. Sau đó, lại chưa đến một phút, trong ánh mắt của hàng ngàn người, nhẹ nhàng như không, lên đến tầng 678 vô cùng nhanh chóng. Hoàn toàn vượt xa lăng không. Tầng 700. Tầng 705. Trần Bát Hoang giống như một cơn gió, một ánh sáng, vượt qua lăng không vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Không, không thể nào, sao lại thế, sao lại thế? Lúc này, tất cả tự tin, kiêu ngạo. Tự tôn của lăng không bị cảnh trước mắt đánh sập hoàn toàn, khuôn mặt đỏ bừng như bị tát hàng chục triệu cái, miệng khô khốc như ăn phải ruồi, vẻ mặt cực kỳ đặc. Sắc, rốt, sốt, Quách Ly Long, An An Su Ong, các đờ Lirotisia Van Tiêu Ghi Đi đen dây hoàn toàn ngòi không yên, dung len theo do cham chu canh tai rong than kỳ nay. Khuôn mét ngu đi nào cùng do bớng, cu, nhiên nhìn thay quy, không vì gì khác. Chi vi vi đi tâu do, chan bét hoang gia đen gan vi đi ban chi ẩn roi. Lúc này ban chi ẩn giang o tăng 730, thiên gia không còn ung dung nhẹ nhàng gì nhớ trong san vang, tâu do gia cham lai không chi ghép mia đi yên. Vừa mới xuất hiện, hắn trực tiếp chặn trước cửa tháp linh thú, sát khí bừng bừng. Hắn chặn ở đây chỉ để đợi Trần Bát Hoang. Đáng chết, muốn giết anh Bát Hoang ư, thật dám ra tay. Bản cô nương phải cho cả nhà ngươi trả cái giá thảm khốc, trong khe nứt hư không, Hồng Y lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt rất không vui. Ai muốn Trần Bát Hoang chết, cô ta sẽ cho người đó chết. Cho cả nhà người đó chết. Không cần phải nói lý. Đúng là rác rưởi đến mức không thế rác rưởi hơn, mới vừa đến tầng 200 ư. Ha ha, lăng không ngóng nhìn màn phản quang ở không xa, Trần Đức vừa đến tầng 200, tốc độ giống như trước, rất chậm, rất chậm. Giống như có thể không chịu nổi trọng lực trong đó, sẽ bị ép thành bột vụn bất kỳ lúc nào. Cút ra khỏi tháp linh thú đi, đừng lãng phí thời gian. Lâu như vậy mới lên tầng 200, tốc độ như này không phải là con rùa nữa, mà là heo đấy. Heo còn chạy nhanh hơn anh ta. Trong trận ồn ào náo động, cuối cùng Trần Đức đến được trước cửa truyền tống của tầng thứ 201. Được rồi, rèn luyện kết thúc tại đây, lúc này. Giọng của Linh Lung ung dung truyền ra. Anh cũng sắp không chịu được những lời chế nhạo của những người này rồi phải không? Bắt đầu từ 7 giờ có thể dốc hết sức tiến lên rồi. Được. Trần Đức cũng cảm thấy khá được rồi. Tôi luyện trong 200 tầng, đã đến cực hạn, trước khi đột phá lần nữa. Nếu tiếp tục như vậy, không những không có lợi, ngược lại sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Những tên đó chẳng phải đợi tôi làm trò cười cho thiên hạ sao? Ha ha. Lăng không lợi hại lắm hả? Tôi lại muốn xem rốt cuộc là lăng không lợi hại, hay là tôi lợi hại? Thùng thùng thùng. Khí tức của Trần Đức ngưng tụ, không còn đè nén lỉnh khí gào thét trong cơ thể, trong phút chốc, anh trở nên rất nhẹ rất nhẹ. Giống như người bình thường cõng nặng 100 cân chạy, đột nhiên được chút xuống gánh nặng, cảm giác thoải mái đó vô cùng sảng khoái. Bù! Trần Đức hít sâu một hơi, sau đó bước một bước qua cửa truyền tống. Lập tức, bóng hình của anh từ tầng 201 vụt qua, xông thẳng đến tầng 202, tăng tốc. Tăng tốc, tăng tốc thêm nữa. Thùng thùng thùng. Chỉ thấy trong các màn hình phản quang, bóng hình của Trần Bát Hoang gần như hóa thành một. Luồng kim quang, sao sáng, điên cuồng vượt qua từng tầng tháp linh thú. Không ai có thể ngăn cản bước chân anh. Trọng lực, không tồn tại, chút trọng lực này, anh gần như có thế không màng đến. Sự quấy nhiễu với thần thức, cũng không có chút ảnh hưởng đến anh, đây chính là lợi ích của thần thức và linh lực hợp thành một, thần thức của anh vượt xa người cùng cảnh giới. Dã thú, ti a nhiê vác mốt toà nùi kiêu kỳ y ông di ve phía chơ đê xê, còn tràn đài thì sao? Gia đen tàng 720, bò lai lang không dùng thia 2D xa phía sau, giang red gan vi đi ban chi ẩn dung thu nhát.
Cuối cùng ban chi ẩn bút qua tăng 730, len đen tăng 731, tàu do cua han cham di rét nhiêu, nhắc chan vào cùng khó khăn. Chan bét hoang gia đen tăng 730. Sau 3 lần hít thở, anh đã đi qua vai bàn chiến, leo lên tầng 732. Toàn thân bàn chiến cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi. A! À, hẳn hét lớn một tiếng, toàn thân bùng khí, lĩnh khí tỏa ra, đồng thời hy sinh một binh khí có tính phòng ngự để giảm bớt áp lực, tiếp tục xông về phía trước. Nhưng mặc cho tốc độ của hắn nhanh thế nào, vẫn không bằng Trần Bát Hoang, cuối cùng ở tầng 739, linh khí đó sụp đổ, vỡ tan. Bàn chiến bị áp lực đè đến cả người gục xuống đất, ho ra máu. Không thể không xé rách truyền tống phù, rời khỏi tháp linh thú. Đứng trước tháp, nhìn tháp linh thú cao chọc trời và Trần Bát Hoang tiến thẳng về phía trước trong màn hình, cuối cùng hắn không phá được kỷ lục của anh trai bàn khai. Thậm chí, ngay cả một người trái đất cũng mạnh hơn hắn. Sắc mặt bàn chiến trắng bệch, còn trắng hơn người chết. Chỉ một lúc, Trần Bát Hoang đã lên đến tầng 750. Tốc độ vẫn như cũ. 755. 761. 762. Tất cả mọi người gần như nín thở, tham đếm số tầng theo bước chân Trần Bát Hoang, kỷ lục của cậu đại bàn là tầng 768. Trần Bát Hoang, muốn vượt qua bàn khai, tạo nên kỷ lục của mình ư. 763. 764. 765. Mọi người kinh hãi nhìn chằm chằm màn hình phán quang, không nhịn được đếm ra tiếng, giống như nói ra số giây, mỗi một giây, Trần Bát Hoang sẽ lẽn một tầng. 766. 767. 768. Ngang bằng. Ngang bằng với bàn khai. 769. Phá kỷ lục. Trong ánh mắt của hàng vạn người, Trần Bát Hoang vô cùng dễ dàng vượt qua bàn khai, tạo ra kỷ lục hoàn toàn mới. Trời ơi, anh ta, tốc độ của anh ta vẫn không suy giảm. Thật đáng sợ, anh ta muốn đẩy cao kỷ lục lên bao nhiêu? Y ngắn. Trên quảng trường rộng mênh mông, từng tiếng cảm thán sợ hãi vang lên không ngừng, nhưng thấy. Trần Bát Hoang vân điên cuồng trèo lên. Anh đã lên đến tầng 800. Phá kỷ lục, phá kỷ lục. Phá. Tiếp tục phá kỷ lục. Sau 100 cái hít thở. 900, tầng 900 rồi. Vãi, anh ta vẫn đang leo tiếp, làm sao anh ta làm được? 950. Chậm rồi, cuối cùng tốc độ của anh ta cũng chậm lại rồi. Trần Đức đã lên đến tầng 950, ở đây, cuối cùng anh cũng cảm thấy khó khăn, lúc này, trọng lực, sức mạnh thần thức đã khiến anh có áp lực, nhưng vẫn có thể tiếp tục. Tốc độ chậm dần, cũng chỉ là không nhanh như trước thôi. Sau 10 cái hít thở, tầng 951. Sau 100 cái hít thở, tầng 960. Lúc này, tất cả mọi người ở quảng trường cũng ngồi không yên, ào ào đứng lẽn, nắm chặt nắm đấm, nhìn bóng hình không ngừng leo lên, nuốt nước miếng. Một suy nghĩ gần như hoang đường dâng lên trong lòng họ. Trần Bát Hoang, anh ta, muốn làm gì, muốn trèo lên đỉnh sao? Đúng thế, Trần Đức thực sự muốn trèo lên đỉnh. Anh vốn tưởng rằng phá kỷ lục sẽ rất khó, dù sao, vị trí thứ hai trong kỷ lục lịch sử cũng chỉ là tầng 499. Trên thực tế thì sao? Phá kỷ lục thực sự quá đơn giản. Kỷ lục hơn 700 tầng, vốn không gây trở ngại gì với anh, kỷ lục đã được phá. Mục tiêu tiếp theo đương nhiên chính là đạt đến tầng cao nhất. Nếu đã tham gia khảo hạch, anh liền muốn làm đến mức hoàn mỹ nhất, dùng toàn lực đi lên. Khiến những người kia tận mắt nhìn thấy người trái đất không dễ dàng bị bắt nạt và yếu kém như vậy. Nơi đây đã là tầng thứ 980. Trần Đức đã có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, mỗi một bước anh đi, hai chân sẽ lún xuống đất nửa mét để lại một hố sâu. Trong loại tình huống này, trong bóng tối còn có một hơi thở đáng sợ và khủng bố đang rình rập anh, lĩnh thú. Linh thú tầng này tương đối hung mãnh, cách anh gần nhất là một con lợn hoang dã, nhưng lớn gấp 10 lần heo rừng bình thường cũng là linh thú mạnh nhất và tỏa ra hơi thở địa tôn giả tầng 3. Nó đã có một vài tia trí tuệ nhưng không tấn công một cách hấp tấp mà ẩn nấp ở phía xa lập lòe ánh sáng hung ác, chờ đợi cơ hội hành động. Ngoài ra còn có vài chục hơi thở khá khủng bố. Khác cũng đã khóa chặt lấy anh,
nhưng rốt cuộc bọn chúng vẫn không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn chăm chăm theo Trần Đức đi lên từng tầng, 998 tầng. Còn hai tầng cuối cùng là lên tới đỉnh. Trần Đức đi được tới đây cũng đã tương đối gian nan, khóe miệng anh rỉ từng tia máu, đầu vang lên từng chập ong ong. Tay anh gắt gao nắm chặt kiếm long ngâm. Nơi đây giam cầm 4 con linh thú. Hơi thở của linh thú địa tôn cấp 5 vô cùng kinh người, một con mãng xà hàng trăm mét lượn vòng phun ra chữ rắn, giống như một ngọn núi lớn đang rung động khiến người ta tẽ dại ra đầu. Trên không trung một con rồng bay lượn quanh gầm rú, toàn thân bùng cháy ngọn lửa rừng rực khiến những nơi bị nó quét qua đều xanh khói cháy xém. Ngoài ra còn có một con gấu với thân hình lớn hơn cả một ngọn núi nằm vặt ngang ở giữa tầng 998, nếu Trần Đức muốn vượt qua thì phải dẫm lên nó. Cuối cùng là một con mèo, không sai chính là mèo, kích thước tương đương với mèo được chăm nuôi tại thế giới tục, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ngọc. Tuy rằng nó nhỏ, nhưng lại mạnh nhất trong số 4 linh thú. Ở bên ngoài nhóm 100.000 khán giả bình thường lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù họ chỉ là người xem thì khoảnh khắc này cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu đổi lại là bất kỳ ai trong số họ phái đối mặt với chúng cũng chỉ có một con đường chết. Còn Trần Bát Hoang thì sao? Vẫn như cũ vững vàng tiến về phía trước, chân của anh đã dẫm lẻn con gấu kia. Tại thời điểm lòng bàn chân anh hạ xuống, con gấu hung tợn kia dường như muốn phát ra công kích. Nhưng điều kỳ lạ là nó căn bản không hề động. Đậy, giống như không có cách nào di chuyển, chỉ có thể mặc ý để Trần Bát Hoang bước lên. Có thể thấy rõ ràng, lớp da dày dặn của nó đều bị đạp tới hiện lẻn hơn trăm dấu chân. Cuối cùng Trần Bát Hoang đã vượt qua ngưỡng cửa kia thành công bước tới trước cửa tầng 999. Trần Bát Hoang, anh phải suy nghĩ kỹ càng, tầng tiếp theo có thể sẽ có càng nhiều linh thú mạnh hơn. Linh Lung lúc này không thể không lên tiếng nhắc nhở, nếu tiếp tục Trần Đức có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Đến cũng đã đến rồi, nếu cứ từ bỏ như vậy, tôi không cam tâm. Tháp linh thú còn chưa có địa tôn giả leo tới đỉnh phải không? Tôi muốn thử xem. Trần Đức thở hổn hển ngước mắt nhìn lén cánh cửa trước mặt, ánh mắt anh kiên định, từng bước sải vào trong gần như không chút đình trệ. 999 tầng. Theo từng bước chân của anh lại là một màn sáng rực lóa mất trong chớp mắt, sau đó lại rơi vào khoảng đen tĩnh lặng, vươn tay không thấy năm ngón, ánh sáng vàng trên cơ thể Trần Đức là ánh sáng duy nhất trong màn đêm này. Khi Trần Bát Hoang đặt chân tới một tầng này, lại ho ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Anh, bị thương rồi. Không có bất kỳ ai ra tay với anh mà đơn thuần chỉ là một uy lực từ trận văn, tầng này trống rỗng, không có linh thú, không có bất cứ thứ gì. Chỉ có duy nhất bóng tối vô tận và từng đợt công kích khủng bố vào thần thức. Ngay cả khi thần thức của Trần Đức xéo việt hơn người thường cũng vẫn chịu phải thương tốn nặng nề. Nhất định phải leo lên tới đỉnh. Trần Đức nghiến răng, giữa hai hàm răng anh đã chảy ra tia máu, một bước nối tiếp một bước bước về phía trước. Những đợt tấn công vào thần thức trong vô hình vẫn tiếp diễn không ngừng. Trần Bát Hoang, chịu đựng. Trần Bát Hoang, chịu đựng. Trần Bát Hoang, chịu đựng. Trái tim của 100.000 người theo dõi bên ngoài cũng kéo cảng, họ bất giác siết chặt nắm đấm, đồng thanh hô vang như muốn dùng cách thức đặc biệt này cổ vũ cho Trần Đức. Thế giới của tu võ giả chính là tàn khốc như vậy, khi không có thực lực sẽ không có bất cứ người nào thèm ngó ngàng tới bạn, nhưng khi bạn thể hiện được tài năng xuất chúng của mình vậy tất cả mọi người sẽ vì bạn mà kêu gào, vì bạn mà gieo hò. Ba chữ Trần Bát Hoang này giống như vũ khí hạt nhân nổ tung trên quảng trường rộng mênh mông, dung chấn tám phương. Trần Đức vậy mà vẫn vững bước. Giữa muôn trùng gian khó, anh vẫn không từ bỏ, công kích thần hồn không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng cho thức hải, da thịt chẽn người anh sớm đã bong chóc nứt toác, sâu tới tận xương, máu chảy đầm đìa. Nhất định phải leo lên tới đỉnh. Cho dù thần thức đã có chút mơ màng, nhưng Trần Đức vẫn dựa vào một niềm tin và tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đều tiêu tốn 10 phút đồng hồ. Không ai nói anh chậm chạp, càng không có người thúc giục anh. Tâm trí của từng người đều chuyển động theo. Từng bước chân của anh, muốn theo anh cùng nhau sáng tạo nên kỷ lục, lập nền kỳ tích. Sau 3 giờ, thành chủ của thành thông thiên lục âm dương lúc này đã không thể ngồi yên được nữa. Ông ta là một ông già hơn 400 tuổi, một đầu tóc đen, hai mắt có thần. Ông ta sử dụng một phương pháp đặc biệt để kết nối với Trần Đức thông qua một tấm phù truyền tống. Trần Bát Hoang à, từ bỏ đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ chết đó.
cho dù là tôi cũng không gánh nổi tầng thứ 999 này, cậu có thể chống đỡ lâu như vậy đã là không tồi rồi, sau khi đi ra cậu chính là người đứng đầu, là người mạnh nhất trong lịch sử các đợt khảo hạch. Không, Trần Đức từ chối, anh không chút do dự cự tuyệt, tâm tình của anh lúc này không cho phép bản thân có bất kỳ tia dao động nào, nhất định phải giữ vững lập trường. Nếu không anh thực sự có thế không kiên trì nổi. À ồ, Lục Âm Dương thở dài một hơi, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Lại một giờ nữa trôi qua, thấy Trần Đức gian khổ kiên trì, Lục Âm Dương cuối cùng dằn lòng khuyên nhủ, Trần Bát Hoang à, trở về đi thôi, nói thật cho cậu biết, tháp linh thú căn bản không liên thông với cửa tầng thứ 1000. Tầng 999 và 1000 được liên kết riêng biệt với nhau bởi một bảo khí, là một thánh khí thực sự. Chỉ tồn tại để trấn áp tháp linh thú, sợ rằng đến cả người tạo ra tháp linh thú cũng chưa từng bước lên phần đỉnh, lại càng không có cửa để tiến vào, do đó. Dù cậu nỗ lực tới đâu cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Chỉ có Trần Đức mới có thể nghe thấy giọng nói của Lục Âm Dương, đây là một bí mật được bảo vệ bởi thành chủ thành và những người sáng lập Nén Thông Thiên. Hôm nay không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ, nếu không Trần Bát Hoang rất có khả năng sẽ chết. Cái gì? Trần Bát Hoang thẳng thốt một trận, đầu óc anh lúc này chỉ còn lại nổi kinh ngạc đang bủa vây, sau khi ngưng trệ hai ba nhịp thở anh mới vươn tay lau đi vết máu trên miệng, chậm rãi nói. Nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được là có cửa. Hơn nữa, còn ở ngay trước mắt. Giọng nói trầm thấp và khàn đặc của Trần Đức không giấu nổi sự mệt nhọc, quãng đường tới được đây không dễ dàng, linh khí màu vàng trên người anh đã yếu ớt và ảm đạm đi vài phần. Thậm chí cả thần thức cũng trở nên khá yếu ớt, nhưng Lục Âm Dương vào lúc này lại nói với anh rằng không có cánh cửa nào dẫn đến tầng thứ 1000. Tán hươu tán vượn sao? Theo cảm nhận của anh rõ ràng có một cánh cửa chỉ xung quanh đây, ngay trong bóng tối như mực đặc này có được hay không? Có cửa, ở ngay trước mắt. Lục Âm Dương giật mình, trên gương mặt già nua thoáng xẹt qua tia bối rối, không lẽ là bị sự công kích thần thức từ 999 tầng tới xuất hiện ảo giác? Trần Bát Hoang, trò đùa này không vui chút nào, quay lại sớm đi, nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ xảy ra chuyện đỏ, thành tích của cậu đã đứng đầu trong lịch sử rồi, hà cớ gì phải cố chấp. Tôi dùng thân phận và danh nghĩa thành chủ thành thông thiên của mình cam đoan với cậu, chắc chắn không có cửa dẫn tới tầng thứ 1000. Lục Âm Dương tận tình khuyên bảo, một đời này của ông ta điều gì cũng nói, việc gì cũng làm qua, điều duy nhất không làm chính là nói dối. Tháp linh thú thực sự không tồn tại cửa dẫn đến tầng thứ 1000. Trần Đức không gặp ảo giác thì chính là đang nằm mơ. Sáng lên cho tôi, một. Trần Đức không quan tâm tới Lục Âm Dương, anh quát lớn một tiếng gồng cơ bắp cá người thi triển cửu trọng cực ảnh, quầng ánh sáng chói lọi chiếu ra từ trong cơ thể anh, quả thật giống như vầng thái dương tỏa ra ánh vàng rực rỡ khiến người ta không thể mở mắt. Trong chớp mắt, bán kính 5 mét xung quanh anh cuối cùng cũng sáng bừng một mảnh, nhưng... trong màn sáng vô tận đó lại xuất hiện một hố đen. Quả thực là hố đen. Dưới ánh sáng vàng chói lòa, chỉ có một chỗ tối đen chính là lỗ đen hình tròn bất quy tắc kia, nó giống như một khe nứt từ trong hư không, lại giống như miệng lớn của dã thú đang không ngừng nuốt chửng ánh sáng xung quanh, ngay cả ánh sáng vàng của Trần Đức cũng bị nó hấp thụ. Cái này, Lục Ảm Dương sửng sốt, đây là cái gì? Tại sao, ông ta chưa từng thấy nó? 100.000 tu sĩ trong khán phòng cũng sôi bùng phấn khích. 1000 tầng. Đây chính là cửa dẫn tới tầng thứ 1000 sao. Ngay cả cổng dẫn cũng hoàn toàn khác biệt so với các tầng khác. Trần Bát Hoang, tiến vào đi. Trần Bát Hoang, xông vào đi. Tất cả mọi người đều phấn khích hò hét, mong đợi Trần Đức giúp họ mở mang tầm mắt về dáng vẻ của tầng thứ 1000, cảm nhận khoái cảm khi leo tới đỉnh. Các cao thủ của giới Vân Tiêu đều lần lượt đứng lên với vẻ mặt căng thẳng, họ ngước đầu nhìn chăm chăm vào Trần Bát Hoang trên màn hình lờ mờ, cũng vô cùng chờ mong. Không, Trần Bát Hoang, đừng tiến vào, chỉ duy nhất Lục Âm Dương có phản ứng trái ngược, trầm giọng gầm lên mang theo sự ra lệnh, nó không phải là cửa dần tới tầng 1000, ngay cả tôi cũng không biết đó là thứ gì. Chiếc động đen đó vẫn là một ẩn số, có thể sẽ có nguy hiểm. Lục Âm Dương trong phù truyền tống lại thúc giục Trần Đức nhưng Trần Đức vẫn đứng trước hố đen không hề lay chuyển, không tiến vào nữa sao? Không tiến vào há không phải là không thể leo lên tới đỉnh. Không lên đỉnh anh sao có thể cam lòng? Nhưng nếu tiến vào lỡ như thực sự gặp phải nguy hiểm. Nhóc con,
cứ yên tâm tiến vào đi, không cần phải lo lắng. Khi Trần Đức còn đang lưỡng lự, giọng nói thản nhiên của Linh Lung lại vang lên trong đầu anh. Không có nguy hiểm sao? Tâm trạng của Trần Đức thoáng chốc liền biến chuyển. Không có, không thể không nói vận may của tên nhóc nhà anh đúng là không tồi, khá là trái với trời đó. Sau khi tiến vào sẽ thu được một món lợi rất lớn, con ngươi Linh Lung sáng rực dị thường, tháp linh thú có tổng cộng 1.000 tầng, tầng thứ 999 này mới chính là bài đánh giá thực sự, mà anh, đã thông qua rồi. Bài đánh giá chân chính, Trần Đức khó hiểu có ý gì. Một lúc nữa anh sẽ biết, Linh Lung cười ha ha thừa nước đục thả câu. Bên ngoài, mọi người nhìn thấy Trần Bát Hoang đứng bất động tưởng rằng thể lực của anh đã chống đỡ hết nổi, không có cách nào vượt qua bước cuối cùng kia, những tiếng động viên càng lúc càng lớn, giống như bão táp cấp 10 vậy. Trần Bát Hoang, xông vào đi. Đừng từ bỏ. Trần Bát Hoang, phải leo lên tới đỉnh đó. Trần Bát Hoang, lên đỉnh. Trần Bát Hoang, lên đỉnh. 100.000 tu sĩ lại chơi trò hiệu ứng domino với khí thế hào hùng, giống như từng trận sấm rền ầm ầm không dứt. Khuôn mặt già nua vốn âm trầm của Lục Âm Dương càng thêm u ám, chỉ hận không thể vung tới một bạt tai khiến những người này câm miệng lại, nhưng ông ta thực sự không dám làm như vậy, cũng không thể đứng ra nói ra bí mật này mà chỉ có thể dồn dập thúc giục Trần Đức, khuyên anh rời khỏi tháp linh thú. Trần Bát Hoang à, nếu như cậu chết rồi thì lần khảo hạch này còn có ý nghĩa gì đây? Đừng hành động theo cám tính mà. 2. Trần Đức mặc kệ ông ta, dưới ánh nhìn chăm chú của hàng trăm nghìn người, cuối cùng anh cũng nhấc chân nhảy về phía hố đen, vào khoảnh khắc đó anh cũng giống như những tia sáng vàng trước kia bị hố đen sâu thẳm hút vào trong. Sau đó, ánh sáng vàng hoàn toàn biến mất. Tầng thứ 999 lại lần nữa khôi phục sự tối tăm cùng tĩnh lặng. Trần Bát Hoang, leo lên tới đỉnh. Khi Trần Bát Hoang đặt chân vào, ánh mắt của mọi người gần như cùng lúc đều hướng về màn hình lớn cuối cùng vẫn chưa được thắp sáng kia, nó vẫn không khởi động, vẫn là sắc đen lụi tàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại không sáng? Hình ảnh của tầng thứ 1.000 đâu? Chấp pháp giá à, các người mau kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra đi. Ngay lập tức, khán giả liền nóng lòng không ý én, ngay cả những kẻ lão luyện của các thế lực hạng ba kia của Vân Tiêu giới cũng cau mày nghi hoặc. Theo lý mà nói Thành Thông Thiên sẽ không phạm phải loại sai sót cấp thấp này. Lục Âm Dương cứng họng, tầng thứ 1.000 căn bản không tồn tại. Màn hình đó chỉ là một vật trang trí mà thôi. Biểu tượng đại diện cho việc có 1.000 tầng. Trên thực tế đến cả những cường giả kia cũng chưa từng đi qua cái gọi là tầng thứ 1.000, vậy làm sao có thể có hình ảnh truyền tới màn hình. Đi, Đờ Eo ra nói với những người ngoài đó rằng thiết bị màn hình có vấn đề do đó sẽ không thể trình chiếu được nữa. Ai không bằng lòng xem tiếp có thể lập tức rời khỏi. Lục Âm Dương tỏ ra khó chịu rồi ngang ngạnh nói với một chấp pháp giả. 100.000 tu sĩ có được câu trả lời, tuy bất mãn, nhưng cũng không có cách nào, sát hạch do thông thiên các tổ chức, cuối cùng quyền giải thích nằm trong tay bọn họ, ai dám lỗ mãng. Nhưng cả hội trường không có ai bỏ đi. Bọn họ muốn đợi. Đợi Trần Bát Hoang trèo lên đỉnh quay về. Khuôn mặt Lục Âm Dương đầy vẻ nghiêm trọng. Ngồi trong phòng quan sát của mình, không nói rõ chân tướng, ông ta cũng muốn đợi xem sao, ông ta cũng muốn biết, rốt cuộc Trần Bát Hoang gặp được điều gì, sau cái động tối đen đó là cảnh tượng thế nào. Lục Âm Dương trầm mặc, không nói một lời. Đỉnh tháp linh thú. Nơi này là đỉnh tháp linh thú thực sự, tầng cao nhất, khác với những tầng khác rộng lớn, mãnh mông, vô biên vô tận. Nơi này giống như một căn phòng nhỏ hẹp. Trần Đức đến nơi này, vẫn chưa kịp quan sát xung quanh. Lập tức, một luồng hào quang báy sắc từ trên trời giáng xuống, anh vốn không thể né tránh. Không kịp có phản ứng gì, bị đánh trúng một cách chuẩn xác. Điều quỷ dị là hào quang bảy sắc đó như một tấm vải bông mềm mại, không gây bất cứ tổn thương nào cho anh, mà bao trùm lấy cơ thể anh như bọc tơ kén. Dễ chịu, thật dễ chịu. Đối với hào quang chưa biết rõ này, ban đầu Trần Đức hơi chống lại, nhưng chưa đến 3 giây, anh hoàn toàn từ bỏ chống đối. Cũng không còn cách nào, tư tưởng của anh từ chối, nhưng cơ thể lại rất ngoan ngoãn đón nhận. Dưới sự bao trùm của hào quang bảy sắc, lồ chân lông toàn thân bất giác giãn ra, một luồng sức mạnh kỳ lạ đặc biệt truyền vào toàn thân anh, nuôi dưỡng từng tế bào, từng kinh mạch, thần kinh nguyên của anh. Chưa đến 10 hơi thở, thương tích trên người anh hoàn toàn lành lặn. Kể cả là tổn thương mà thần thức gánh chịu cũng hồi phục hoàn toàn, hồi phục như ban đầu.
Hơn nữa, không chỉ hồi phục, hào quang bảy sắc đang được thần thức của anh hấp thụ. Sức mạnh thần hồn, đây là sức mạnh thần hồn đơn thuần, Linh Lung vui mừng khôn xiết, hào quang bảy sắc này không chỉ có lợi với Trần Đức, mà cô ta cũng có được lợi ích không tệ. Bù! Nửa canh giờ sau, hào quang bảy sắc biến mất, được Trần Đức hấp thụ hoàn toàn, thần thức của anh càng rực rỡ, lóng lánh. Lần này, anh lại có thể đi ra khỏi tiên đài ba bước. Bước ra ba bước, lại thấy một người tí hon màu vàng từ giữa đôi lông mày anh nhảy vọt ra một bước, thần thức tách khỏi cơ thể. Trần Đức đã thực sự làm được đến mức thần thức tách khỏi cơ thể. Nhưng thần thức của anh vẫn nhỏ yếu hơn rất nhiều so với Linh Lung cao lớn, cả người chỉ to bằng ngón tay cái. Hơn nữa, chưa đến 3 phút, Trần Đức phát hiện rõ ràng khá là mất sức, không thể không quay về thức hải, về lại trong tiên đài. Cảm giác thật kỳ diệu. Trần Đức tự lấm bấm, thần thức tách cơ thể, giống như linh hồn rời khỏi thể xác, nhẹ bay bay, có cảm giác mộng ảo. Thật không ngờ đấy, thiên tôn cửu trọng mới có thể làm được đến thần thức tách khỏi cơ thể, một địa tôn giả như anh cũng có thể làm được, nếu bị những cường giả đó nhìn thấy, e rằng sẽ phải thổ huyết đấy. Không nói người khác, kể cả Linh Lung cũng hơi buồn bực, người so với người, tức chết. Trần Bát Hoang, thực sự là quá biến thái, yêu nghiệt. Ấy, thần thức tách khỏi cơ thể có tác dụng gì không? Trần Đức lúng túng hỏi, hình như không có tác dụng gì phải không? Ít nhất, tạm thời anh vẫn chưa phát hiện ra có tác dụng gì, hơn nữa, thần thức của anh quá yếu, nhỏ bé, một khi bị lộ ra ngoài, cho dù là một địa tôn giả cũng có thể giết anh ra bã. Vô dụng. Thế mà anh lại nói không tác dụng. Linh Lung hận không thể tát Trần Bát Hoang. Một cái, hận rèn sắt không thành thép nói. Anh biết không, thần thức tách khỏi cơ thể và không thể tách khỏi cơ thể hoàn toàn là hai khái niệm, khác biệt giống như một thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, và một thanh kiếm không thể tuốt ra khỏi vỏ. Thanh kiếm ra khỏi vỏ có thể giết kẻ địch, còn thanh kiếm không thể ra khỏi vỏ lại chỉ có thể dùng vỏ kiếm, có thể đánh thương người khác, nhưng không thể giết người. Nói một cách đơn giản. Trước đây, anh chỉ có thể dùng võ kỹ thần hồn như vạn tự thiên âm làm kẻ địch chấn thương, nhưng thực sự muốn giết người, phải dựa vào linh khí, cảnh giới, thực lực của anh. Sau đó, anh có thể trực tiếp tiến vào thức hải của kẻ địch, tạo ra sát thương chí mạng đối với thần thức. Hiểu chưa? Linh Lung cố kiên nhẫn, giải thích hết một lần cho Trần Đức, đồng thời cũng cảm thấy đau đầu với dáng vẻ thiếu hiểu biết của Trần Đức. Được rồi, nhưng... Trần Đức còn muốn nói gì, nhưng Linh Lung như đã biết suy nghĩ của anh, liền cắt ngang nói. Nhưng gì mà nhưng, anh muốn nói thần thức quá nhỏ yếu, một đòn tùy tiện của người khác cũng có thể giết chết anh phải không? Anh bị ngốc à, không thể coi nó làm ám khí, trực tiếp tiến vào thức hải của đối phương trong lúc bất ngờ không đề phòng à, như vậy anh đã có thể giết được võ giả thiên tôn ngũ trọng trở xuống rồi. Trần Đức ngẩn người. Thiên tôn ngũ trọng. Thần thức tách khỏi cơ thể và không thể tách khỏi cơ thể có sự khác biệt lớn đến mức đó sao? Anh có chút chấn hãi, kinh ngạc. Thực sự khó mà tưởng tượng, luồng năng lượng bảy sắc đó lại mang đến cho anh lợi ích lớn đến vậy. Sau này, lại có đem một con át chủ bài, ánh mặt Trần Đức hừng hực, vô cùng hưng phấn. Dù thế nào anh cũng không ngờ chén đỉnh của tháp linh thú lại có lợi ích như vậy. Đừng vội mừng, điều khiến anh hưng phấn còn ở phía sau. Anh nhìn về phía trước đi, Linh Lung nhìn dáng vẻ chẳng có tiền đồ của Trần Đức, có chút sầu nẫu. Thiếu hiểu biết, thật thiếu hiểu biết. Phía trước, Trần Đức ngước mắt nhìn về phía trước theo bản năng, vừa nhìn mới phát hiện, trung tâm mật thất phong cấm này lại có một cái cây. Cành lá sum suê, ánh sáng tím như lưu ly, không cao, cũng chỉ khoảng 1m4 moi đến 1m50, từng chiếc lá cây tựa như sao sáng trong bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng tím rạng rỡ. Điều quỷ dị là cành cây, từng chiếc cành nối tiếp, đan xen, hội tụ với nhau, giống như lòng bàn tay đang nâng đỡ, một đôi đồng tử đang yên tĩnh nằm ở chính giữa. Đúng thế, là đồng tử trong suốt màu tím yêu dị. Trần Đức chỉ nhìn nó một cái. Trong tích tắc, đồng tử màu tím tỏa hào quang rực rỡ, trực tiếp xông vào trong đôi mắt của Trần Đức. Lập tức, Trần Đức chỉ cảm thấy một cơn đau nhức không thể chịu được nổi lén, cuốn trôi đôi mắt thức hải. Và cả thần thức. A, kiên nghị như Trần Đức, lúc này, cũng phải phát ra tiếng thét, điên cuồng, đau đớn. Quá đau đớn. Thức hải của anh như bị hàng ngàn hàng vạn cái búa khổng lồ đập nện,
đồng tử của anh như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cân xé, lại giống như bị vô số kim châm đâm xuống. Đó là nỗi đau đến từ nơi sâu trong linh hồn. A, à, sự yêu nghiệt của anh khiến ai nấy cũng phải động lòng, bọn họ muốn bày tỏ thái độ hòa hảo, thu hút anh về thế lực của riêng mình. Đáng tiếc, người chết như đèn tắt. Không, không thể nào, anh Bát Hoang, anh sẽ không chết đâu, Hồng Y không dám tin, mạng của Trần Bát Hoang lớn như vậy, vô số lần trải qua nguy hiểm nhưng vẫn sống sót, sao có thể vì đăng đỉnh tháp linh thú mà chết được. Khấn cầu thành chủ mở tháp linh thú, trong bầu không khí im lặng, đôi môi đỏ mỏng của Hoa Linh Vi khẽ mấp máy, kiên quyết nói tôi muốn lên đó tìm anh ấy. Linh Vi, tội gì phải vậy, cô lên đó không được, Lăng Không lập tức ngăn lại, Trần Bát Hoang chết rồi, cô quên hắn đi không được sao? Có mấy ai có thể lên được tầng 1000 của tháp linh thú chứ? Đúng vậy, Hoa Linh Vi, không cần phải mạo hiểm lên đó, Quách Ly Long lập tức nói, tôi là Quách Ly Long. Trưởng lão của Tiêu Lôi Môn, muốn thu nhận cô vào tông môn của tôi, cô có đồng ý không? Tiêu Lôi Môn bắt đầu lôi kéo người rồi. Không ai ngờ lúc này Tiêu Lôi Môn sẽ trực tiếp triển khai tấn công lôi kéo người. Những tông môn và môn phái còn lại cũng không thể ngồi yên, lần lượt lên tiếng, Linh Vi, Thiên Kiếm Tông của ta cũng không tệ, tuy rằng chỉ là tam phẩm hạng 2, nhưng cô cũng là người luyện kiếm, vừa hay rất hợp với cô. Linh Vi, chỉ cần cô gia nhập Ly Hỏa Tông, thì trên dưới tông môn của ta nhất định sẽ dùng toàn lực bồi dưỡng cô. Cô Tư, chỉ cần cô đồng ý đến Long Huyền Môn thì cô chính là thánh nữ của Long Huyền Môn tôi. Sự tiếp đón của tất cả môn phái khá hậu đãi, nhiều người tham gia sát hạch đều ghen tị đến đỏ cả mắt. Linh Vi, cô muốn gia nhập môn phái nào, tôi sẽ gia nhập cùng cô. Lãng Không vốn đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ Trần Bát Hoang đã chết, hắn ta lại khơi dậy hy vọng. Ân cần nói tôi nghĩ Tiêu Lôi Môn không tệ, hay là chúng ta cùng gia nhập Tẻo Lôi Môn đi. Không, tôi sẽ không gia nhập môn phái nào cả, tôi phải đợi Trần Bát Hoang. Hoa Linh Vi khẽ cân đôi môi đỏ mọng, bàn tay hơi siết chặt ửng hồng, từ chối Lăng Không, cô tại lại nhìn về phía Lục Âm Dương, xin thành chủ hãy mở tháp linh thú, cho dù không thể đăng đỉnh, tôi cũng muốn thử. Cô Tư, Lăng Không nói đúng, cô hãy quên Trần Bát Hoang đi. Lục Âm Dương thở dài lắc đầu bất lực, tháp linh thú không phải lúc nào cũng có thể mớ được, ít nhất cũng phải cách nhau 3 tháng. Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Linh Vi khẽ nhúc nhích, tôi sẽ chờ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cô ta phải tận mắt nhìn thấy Trần Bát Hoang mới có thể cam tâm. Trần Bát Hoang là người đàn ông đầu tiên khiến trái tim cô ta rung động. Đúng vậy, có lẽ kể từ ngày hôm đó trong khách sạn, những hành vi xâm phạm và thậm chí nhiều hành động khác nhau của Trần Bát Hoang đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô ta. Chuyện tình cảm rất kỳ lạ, không thể giải thích rõ ràng, đến hôm nay bản thân cô ta mới nhận ra rằng mình thực sự đã rung động với Trần Đức, hình bóng của anh đã chiếm trọn trái tim cô ta. Linh Vi, Trần Bát Hoang có điếm gì tốt chứ, chỉ là một tên rác rưởi mà thôi, ngay cả khi hắn chết rồi cũng đáng để cô nhớ mãi không quên sao, Lăng Không cực kỳ khó chịu và ghen tị. Dù hắn có thiên phú và mạnh mẽ đến đâu thì bây giờ cũng chỉ là một người chết, Lăng Không tôi còn không bằng một tên phế vật ở địa cầu đã chết sao. Câm miệng, Hoa Linh Vi tức giận, ánh mắt trở nên lạnh lùng, khá độc đoán, nếu anh dám sỉ nhục anh ấy thêm một câu nào nữa thì đừng trách tỏi không khách sáo. Người đàn ông mà Hoa Linh Vi tôi nhìn chúng, cho dù có chết cũng không đến lượt anh có thể sỉ nhục. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Người đàn ông của Hoa Linh Vi tôi. Đây có được xem là lời tỏ tình không? Lời tỏ tình quá mạnh mẽ. Đột nhiên, sắc mặt của Lăng Không trở nên u ám đến mức không thể u ám hơn, ánh mắt hung ác nham hiếm, toàn thân run lên. Bị trách mắng trước mặt nhiều người như vậy, hắn ta cảm thấy rất mất mặt, cực kỳ mất mặt, dù thế nào đi nữa thì hắn ta cũng là top 3 trong đợt sát hạch này. Nếu không tính tên chó chết Trần Bát Hoang kia thì hắn ta đã đứng thứ 2. Hoa Linh Vi, thuộc bảng nữ, có tư cách gì mà mắng nhiếc khiển trách hân ta? Hoa Linh Vi, cho cô thể diện cô không muốn phải không? Ánh mắt Lăng Không u ám, lóe lén tia sáng lạnh băng, tôi cho cô cơ hội lựa chọn cuối cùng, một là làm người phụ nữ của tôi, hai là xuống địa ngục bầu bạn với tên chó chết kia, cô chỉ có thời gian 10 nhịp thở để suy nghĩ. Tiếng hét vang vọng giống như sóng âm, lớn đến nỗi truyền ra tận bên ngoài tháp linh thú. Tiếng hét đau đớn vang lên khiến hơn 100.000 võ giả ngoại giới cảm thấy da đầu tê dại, linh hồn run rẩy. Đó là, giọng của Trần Bát Hoang.
Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta? Tiếng hét có vẻ rất đau đớn. Trong đám người đột nhiên nổi lên nghi hoặc, tiếng gào thét như thủy triều lan ra tứ phía, không ai là không kinh hãi. Phải biết rằng, lúc trước khi ở tầng thứ 999, cho dù Trần Bát Hoang ho ra máu, từng tấc da thịt nứt toác ra, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng anh cũng không hề hé răng nửa tiếng. Bây giờ anh gặp phải nỗi đau như thế nào mới có thể gào thét thảm thiết như vậy? Trái tim của mọi người như bị treo lẽn cao, bọn họ rất muốn biết bên trong đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tháp linh thú cao vút tầng mây, không có màn hình lớn chiếu lại cảnh tượng trên đó, bọn họ không nhìn thấy gì cả. Xảy ra chuyện gì vậy, trái tim Hoa Linh Vi run lên, lòng nóng như lửa đối, vô cùng lo lắng. Trong khe nứt của hư không, Hồng Y lo lắng nhảy lên trời, không ngừng tới gần tháp linh thú, muốn tìm hiểu tình hình. Nhưng đáng tiếc vẫn không nhìn thấy gì cả, tăng thứ 1000, rốt cuộc có cái gì, trái tim Lục Âm Dương trùng xuống, bên tai vang vọng tiếng gào thét thảm thiết, quá mức chấn động lòng người, khiến người ta cảm thấy bất an, lạnh cả sống lưng. 10 phút, tiếng gào thét đó kéo dài vỏn vẹn 10 phút, sau 10 phút, dường như anh không thể chịu đựng được nữa, ngay cả gào cũng gào không nổi. Tiếng hét của Trần Bát Hoang dần dần tan biến, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trên quảng trường rộng lớn, tất cả đều cực kỳ yên lặng, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào tháp linh thú và cửa truyền tống, chờ mong bóng dáng của Trần Bát Hoang xuất hiện, nhưng... Suốt 1 giờ, anh không hề xuất hiện. Qua 2 giờ, chưa thấy bóng dáng đâu. 5 giờ trôi qua, vẫn không có dấu hiệu gì cả. Đợi từ sáng sớm đến hoàng hôn. Hơn 100.000 người, chỉ chờ giây phút anh xuất hiện. Nhiều nhân vật lớn trong Vân Tẻo Giới bước ra khỏi phòng quan sát, cùng nhau chờ đợi. Nhưng anh không hề xuất hiện, xem ra tên tạp chủng kia đã chết rồi, trong lúc chờ đợi, khóe miệng Thạch Thiên lộ ra vẻ vui tươi. Hắn ta cao giọng nói, khoe sức, khoe tài, giả vờ giả vịt, đây chính là kết quả trong dự liệu, không phải sao. Tháp linh thú, lặng ngắt như tờ. Trên quảng trường có hơn 100.000 người, lại chìm vào sự im lặng. Trên thực tế, rất nhiều người cho rằng có thể Chân Bát Hoang đã xảy ra chuyện, tầng thứ 999 đã bị thương rất nặng. Đi lại khó khăn, làm sao có thể sống sót đến tầng 1000. Mặc dù, không ai biết tầng 1000 rốt cuộc có gì, nhưng theo suy đoán, tầng 1000 có lẽ còn đáng sợ gấp 100 lần, gấp 1000 lần so với tầng 999. Không ai phản bác lời của Thạch Thiên, bởi vì, mặc dù lời nói của hắn ta rất khó nghe, nhưng đó là sự thật. 2. Thật đáng tiếc, rõ ràng đã phá kỷ lục rồi, nhưng lại cứ muốn đăng đỉnh, tội gì chứ? Loại người này cho dù còn sống sót, tương lai cũng khó có được thành tựu, quá dễ dàng bị lung lay bởi suy nghĩ của người khác. Quả thật, khoe khoang ra vẻ thì phải trả giá. Mấy chục vị đại lão ở Vân Tiêu Giới lắc đầu thở dài, cảm thấy đáng tiếc cho cái chết của Trần Bát Hoang. Dù sao, Trần Đức thực sự được xem là người duy nhất đăng đỉnh trong suốt hàng ngàn năm qua, xưa nay chưa từng có. Lăng Không vừa dứt lời, một luồng hào quang đáng sợ từ trong cơ thể hắn ta phun ra. Áo choàng tung bay gợn sóng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Linh Vi. 10 nhịp thở. Khóe môi đỏ mọng của Hoa Linh Vi nhếch lên, cô ta chế nhạo, giọng nói bình tĩnh, tôi không cần 10 nhịp thở, hiện tại có thể trả lời anh ngay, anh, vĩnh viễn không thể nào làm người đàn ông của Hoa Linh Vi này, vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội. Ngoài ra, trong lòng tôi, thứ rác rưởi mà anh nói so với anh cao gấp 100, gấp 1000, gấp vạn lần. Anh, Lăng Không. Không bao giờ có thể so sánh với anh ấy. Lăng Không đã bị bức đến cực hạn, tâm trạng vốn đang ủ rũ buồn bã, vậy mà bây giờ Hoa Linh Vi lại không nể mặt chút nào, trực tiếp bộc bạch tất cả suy nghĩ từ tận đáy lòng. Đồ đàn bà ngu ngốc, chết đi. Hoa Linh Vi vừa nói xong, Lăng Không liền động thủ. Sát khí đằng đằng khiến không khí xung quanh gợn sóng, sức mạnh của địa tôn tầng 6 bộc phát, một quyền giáng về phía Hoa Linh Vi. Đụp. Quyền phong vụt qua, không gian run lên, tiếng rít gào như xé nát không khí, cú đấm này quá mạnh, ít nhất dùng 4-5 ngàn sức mạnh long tượng. Hoa Linh Vi đã dự liệu được, nhưng khi đối mặt với cú đấm này, cô ta vẫn bị thương, một phần sức lực đổ xuống trên người cô ta, thản thể thanh tú lùi lại như một cánh bướm, liên tục lùi về sau 100 bước mới dừng lại được. Phụt, một ngụm máu phun ra, lục phủ ngũ tạng của Hoa Linh Vi đau đớn dữ dội. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt trâng bệch không còn chút máu. Vẫn chưa chết, đôi mắt của Lăng Không nheo lại, có chút kinh ngạc,
hắn ta không ngờ Hoa Linh Vi lại có thể chống đỡ được một quyền của mình. Đáng tiếc, người phụ nữ tài giỏi như vậy lại không thuộc về hắn ta. Lăng Không lại một lần nữa động thủ, thân thế nhanh chóng chuyển động lao về phía Hoa Linh Vi. Chỉ là, lần này, một bóng người đã chặn hắn ta lại. Đó là Lục Âm Dương, ông ta thấp giọng mắng, Lăng Không, cuộc sát hạch còn chưa kết thúc, cậu đã vội vàng ra tay, là muốn dẫm đạp quy tắc của Thiên Thông Các này sao? Giọng nói của Lục Âm Dương không cao lắm, nhưng khi ông ta lén tiếng, khí thế hung hãn và sát khí dữ dội trong nháy mắt liền dừng lại. Không có chút gì gọi là trì hoãn. Bởi vì, khi đối mặt với Lục Âm Dương, hắn ta cảm giác có một loại vô lực. Đứng trước mặt ông lão này, hắn ta giống như một con thỏ đợi bị làm thịt, không có chút sức công kích nào. Quá mức đáng sợ. Lăng Không chưa bao giờ cảm nhận được loại khí thế này, đối phương không làm gì cả, chỉ khiến trách hắn ta một câu mà thôi. Thành, thành chủ, Lăng Không bất giác lùi lại hai bước, sát khí biến mất, vừa hèn vừa sợ nói, thành chủ, tôi không cố ý, chí là tôi không thể khống chế được bản thân, xin chấm xin thành chủ tha tội. Hừ, quy tắc của Thông Thiên Các không phải ai cũng có thể xem nhẹ, lời nói của Lục Âm Dương có vẻ hơi lạnh lùng, Lăng Không, đáng tội gì đây? Lăng Không dùng mình, kinh hãi, cơ thể hắn ta hoàn toàn cứng đờ, không thể tự chủ được. Lục Thiếu Dương đã khóa chặt hắn ta, xung quanh hắn ta dường như có một bức tường khí vô hình, không thể lùi về phía sau chứ đừng nói là tiến lên trước. Ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Da đầu tê dại, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra khắp người, Lục Âm Dương thực sự là quá mức đáng sợ. Còn lâu hắn ta mới có thể địch lại được. Cô Tư, hay là cô đồng ý với Lăng Không, làm người phụ nữ của cậu ấy đi được không? Trần Bát Hoang không thế nào còn sống, cô muốn ở quá sao? Thạch Thiên cười nói thay cho Lăng Không, thành chủ, sự bốc đồng của Lăng Không, hy vọng thành chủ có thể hiểu được. Dù SAO.SO sánh cậu ấy với một người đã chết, đó không phải là đang sỉ nhục cậu ấy sao? Đúng vậy, thành chủ, tôi nghĩ Lăng Không không có gì sai cả, người trẻ tuổi mà, có chút bốc đồng là chuyện bình thường. Hay nói cách khác, đây không gọi là bốc đồng, mà là dũng khí. Quách Ly Long đích thân đứng lẽn cao giọng nói, giống như cậu chủ tiểu bàn, một thiên tài như Lăng Không nên có dũng khí và kiêu ngạo như vậy, không phải sao? Thành chủ, tôi cũng nghĩ vậy. Ông lão của Thiên Kiếm Tông cũng lên tiếng nói giúp hắn, hoàn toàn là do người phụ nữ kia không biết tốt xấu, tầm nhìn thiến cận, không trách Lăng Không được. Thành chủ, hiếm lắm mới xuất hiện một thiên tài như vậy, lẽ nào thành chủ thực sự muốn trừng phạt sao? Thăng thăng! Hầu hết tất cả các nhân vật lớn trong Vân Tiêu giới đều đứng lên nói giúp cho Lăng Không, không vì bất cứ điều gì khác, mà là để lôi kéo hắn ta. Nếu là trước đây, khi Trần Bát Hoang còn sống, bọn họ không bao giờ nói giúp Lăng Không, so với Trần Bát Hoang thì Lăng Không là cái thá gì. Một Trần Bát Hoang đáng giá bằng 1000 Lăng Không. Tiếc là, Trần Bát Hoang đã chết. Bây giờ trong số cường giá chỉ còn lại hai người bàn chiến và Lăng Không. Hoa Linh Vi đã thuộc về người đứng thứ hai, giữa hai người đó, bọn họ đương nhiên sẽ chọn nói giúp Lăng Không. Lăng Không, đáng để bọn họ làm như vậy. Lăng Không. Nếu như có nhiều người lên tiếng nói giúp cậu như vậy, bốn thành chủ sẽ tha cho cậu một lần, không có tân sau. Đối mặt với nhiều người như vậy ở Vân Tiên Giới, Lục Âm Dương chỉ có thế giúp Hoa Linh Vi đến đây, người chết như đèn tắt, mọi tâm tư đều hóa thành cho tàn. Cho dù Trần Bát Hoang có mạnh mẽ và yêu nghiệt đến đâu, một khi chết đi, sẽ chẳng ai quan tâm hay nhắc đến anh cả, đây là sự thật. Đa tạ thành chủ, Lăng Không thả lỏng cơ thể và tâm trí. Lấy lại tinh thần thoải mái ban đầu, hân ta liếc nhìn hai người Thạch Thiên và Quách Ly Long một cách biết ơn. Sau đó, lại âm trầm liếc Hoa Linh Vi một cái, trước khi sát hạch kết thúc thì không thể ra tay, nhưng sau khi kết thúc. Ha ha! Hắn ta nhất định phải khiến Hoa Linh Vi trả một cái giá thảm thiết. Đương nhiên, trước khi trả giá, hắn ta sẽ chơi cho đã trước, dưa hái xanh không ngọt, nhưng cũng có thể giải khát mà, chẳng phải sao. Thành chủ! Đây cũng là lúc nên thông báo kết thúc sát hạch rồi đúng không? Khóe miệng Thạch Thiên nhếch lên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, hối thúc. Đúng vậy đó, mau thông báo kết thúc đi. Sau khi kết thúc, chúng tôi cũng tiện lựa chọn một số người mà mình nhìn chúng. Quách Ly Long đã có chút sốt ruột nói. Bất kể thế nào, ông ta phải kéo bàn chiến, Lăng Không vào tiêu lõi môn của mình. Còn Hoa Linh Vi, tuy trước đó ông ta cũng khá vừa ý, nhưng người phụ nữ này quá ngu.
Vì một người chết mà đắc tội Lăng Không, người như thế đã không đáng để ông ta mượn sức, càng không xứng gia nhập Tiêu Lôi môn. Hai, Ẩn An Sương khẽ thở dài, hỏi thế gian tình là chi mà cứ khiến đôi lứa hẹn thề sống chết. Tuy cô ta chưa gặp được người đàn ông khiến mình rung động, nhưng cũng khá nể sự dũng cảm của Hoa Linh Vi. Được. Ánh mắt Lục Âm Dương khẽ đảo, nhìn về phía ông lão chủ trì sát hạch trước tháp linh thú, nói, Đông Lưu, tuyên bố kết quả lần sát hạch này rồi đóng cửa truyền tống giữa tháp linh thú và bên ngoài lại đi. Vâng. Ông lão lên tiếng đáp, sau đó lại nhảy lên cao, đầu ngón tay khẽ nhấn, vẽ ra từng cái ký hiệu một rồi quát đóng. Ù, ù. Theo tiếng quát của ông ta, cánh cửa đá kia cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới đất, càng ngày càng ngắn, càng ngày càng ngắn lại. Ông già kia, dừng tay lại cho tôi. Đúng lúc này, có một tiếng quát nhẹ truyền ra từ trong khe không gian, Hồng Y Bồng bước ra, quát. Nếu ông đóng cửa đá lại thì anh bát hoang đi ra kiểu gì? Cô ta bỗng nhiên xuất hiện, thế mà trước đó ông ta lại chẳng hề phát hiện, trong con ngươi già nua lộ ra nét kinh ngạc. Có điều, ông ta cũng chỉ kinh ngạc một xíu mà thôi, sau đó bèn nói. Nhóc con ở đâu ra? Trần Bát Hoang đã chết, không thể nào xuất hiện được nữa, mau rời khỏi đây đi, đừng cản trở tôi thi pháp. Người đâu, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Đông Lưu vừa nói xong, thoáng chốc đã có hơn mười mấy hai mươi chấp sự tư pháp tiến lẻn, một người trong đó chính là Chu Tu chấp sự từng xảy ra xung đột với Trần Đức. Giờ phút này, hắn ước gì cửa đá nhanh chóng đóng lại. Bởi vì cuộc cá cược bên ngoài là do hắn mớ. Chu Tu chính là nhà cái lớn nhất. Nếu Trần Bát Hoang còn sống và đi ra khỏi tháp linh thú thì hắn sẽ lỗ nặng. Hồng Y đặt 5 kg tử linh thạch cùng với 500.000 tiền thông thiên của Hoa Linh Vi, cộng thêm 30.000 tiền thông thiên của Trần Bát Hoang, tổng cộng là 5.530.000 tiền thông thiên. Tất cả số tiền ấy đều đặt cược vào Trần Bát Hoang sẽ phá được kỷ lục. Lúc trước, khi bọn họ đặt cược thì Chu Tu cũng không có từ chối, vì hắn không cho rằng Trần Bát Hoang có thể phá được kỷ lục. Nhưng mẹ nó ai mà biết Trần Bát Hoang chẳng những phá được kỷ lục, còn trực tiếp xông lên đính. Điều này có nghĩa là gì? Với tỷ lệ cá cược 1:5000, hắn cần phải bồi thường 27 tỷ 600 triệu tiền thông thiên. Hẳn đền nổi sao? Đền không nổi. Hơn 27 tỷ tiền thông thiên, đây phải là biết bao nhiêu linh thạch trời. Nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy, nhà họ Chu hắn có phá sản cũng không đền nổi một nửa. Nếu nói ở đây ai hy vọng Trần Bát Hoang chết, nhất thì ngoài Lăng Không ra chính là hắn. Cản trở thông thiên các thi hành pháp luật, tội đáng chết, Chu Tu đứng đằng trước, tản ra sát khí ngùn ngụt, song cũng lộ ra vẻ tham lam. Hân không chỉ mong Trần Bát Hoang chết, mà còn muốn người phụ nữ trước mặt chết. Cô ta chính là người có thể tùy tiện lấy ra 5 kg tử linh thạch đó. Một con dê cực kỳ béo bở như vậy thì sao Chu Tu có thể bỏ qua cho được? Giết cô ta! Chu Tu vừa nói xong, phút chốc, 16 tên cấp dưới đằng sau đã lập tức bao vây lấy Hồng Y. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không chút do dự ra tay. Đao kiếm đều xuất hiện. Vì đế đảm bảo, Chu Tu cũng tự mình ra tay. Hắn vung thanh kiếm lớn trong tay lên, ánh sáng màu đen lập lòe, 17 người hoàn toàn bao vây lấy Hồng Y. Chu Tu tỏa ra sát khí, thanh kiếm lớn màu đen múa may giữa không trung tỏa ra sáng sáng lóa. Mắt, sức mạnh của địa tôn tầng 1 hoàn toàn bùng nổ, nhằm thẳng vào Hồng Y. 16 người còn lại đã đi theo Chu Tu nhiều năm nén biết hân muốn làm gì, cũng không chút nương tay thi chiến ra võ kỹ mạnh nhất của mình. Tật Phong Trưởng, Thần Hồ Quyền, Nhất Đao Lưu, thoáng chốc, mảnh không gian ấy lập tức sôi lẽn sùng sục, khí thế ngất trời. 100.000 võ giả đằng xa cũng hơi ngơ ngác. Đối phó một cô gái thì đuối đi là được, có cần phải làm lớn và chẳng chừa cho người ta một con đường sống nào như vậy không? Cho dù là Lục Âm Dương cũng khẽ cau mày, không hiểu sao Chu Tu lại trực tiếp muốn giết người, song, ông ta cũng không ngăn lại. Vẫn là câu nói ấy, không được phép xúc phạm đến sự uy nghiêm và quy tắc của Thành Thông Thiên. Lăng không không được, cô gái bỗng dưng xuất hiện kia cũng không được. Đối với Lục Âm Dương thì không gì có thể quan trọng hơn quy định, pháp lý và tôn nghiêm của Thành Thông Thiên. Thiên tài hay yêu nghiệt gì đó, ai xúc phạm thì người đó phải chết. Hồng Y đến gần ông lão kia vào lúc quan trọng nhất nên hiển nhiên đã xúc phạm đến tôn nghiêm của Thành Thông Thiên. Muốn giết tôi? Trên khuôn mặt của Hồng Y lộ ra vẻ kiêu ngạo, cơ thể nhoáng lên, khóe
khoảnh khắc khi chiêu thức của mọi người sắp đánh xuống thì cô ta bỗng dưng biến mất tại chỗ. Ngoài Chu Tu ra thì đòn tấn công của mọi người đều thất bại trong gang tấc, đến cả góc áo của Hồng Y cũng không đụng được tới nữa là. Trốn, trốn được sao? Riêng Chu Tu lại có vẻ hơi hờ hững, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười xấu xa. Sau đó, hắn trực tiếp ném thanh kiếm màu đen trong tay ra, thanh kiếm ấy giống như mọc ra một đôi mắt, chuẩn xác đâm vào một chỗ trên không cách đó 3 mét. Phụt, một, nơi vốn giống tuếch bỗng phát ra một tiếng vang, sau đó, cơ thể Hồng Y chợt xuất hiện, cánh tay cô ta rách một đường, máu rơi từ trên không xuống nhiễm đỏ mặt đất. Ông già, tôi bảo ông dừng tay, Hồng Y không để ý đến vết thương của mình, trực tiếp làm lơ đám người Chu Tu, phóng thẳng về phía ông lão đang đóng cửa tháp linh thú. Có điều, cô ta còn chưa đến gần thì Chu Tu đã giành trước một bước chặn trước mặt, nhóc con, Thành Thông Thiên không phải là nơi mà cô có thế dở thói ngang ngược. Chu Tu không thích nói nhiều, trực tiếp ra tay, sát khí dập trời. Đúng lúc này, bỗng dưng. Khoảnh khắc thanh kiếm màu đen của Chu Tu bổ xuống, toàn bộ tháp linh thú bỗng dưng run lên, phát ra một tiếng nổ. Sau đó, nhìn kìa, kia là cái gì vậy? Đù, đù. Tháp linh thú thủng ư, cái quỷ gì thế? Hầu như là cùng lúc đó, mọi người đều không kìm được ngẩng đầu nhìn lẽn đỉnh của tháp linh thú. Xa xa trên chục ngàn mét, giữa những tầng mây, chẽn đỉnh tháp linh thú rõ ràng thủng một lỗ mà mắt thường có thể thấy được. Từng miếng kim loại rơi từ trên mấy chục ngàn mét giống như những hòn đá lớn đập xuống đất gây ra những tiếng nổ. Tiếng động đùng đùng ấy khiến hành động của Chu Tu khựng lại, Hồng Y cũng nhân cơ hội né đi. Chạy sang một bên nhìn lên đỉnh tháp linh thú, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh như đang chờ đợi gì đó. Chuyện gì vậy? Thoáng chốc, ánh mắt của Lục Âm Dương lập tức trở nên sắc bén như hai thanh kiếm, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, nhìn chằm chằm vào tháp linh thú đang vỡ ra kia. Không chỉ là ông ta mà Quách Ly Long, Ấn An Sương, Hoa Linh Vi, Thạch Thiên, Lăng Không và Bàn Chiến cũng nhìn chằm chằm vào chỗ bị hư ấy. Ngay lúc này, dưới vô số ánh nhìn của mọi người, một luồng sáng vàng chói mặt bỗng dưng xuất hiện, sau đó một bóng người chợt nhảy ra từ trong cái lỗ kia. Rồi rớt thẳng xuống đất. Vù, vù. Gió thối vù vù, ánh vàng lóe mắt, 10 giây sau. Cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả quảng trường như xuất hiện động đất, rung lắc kịch liệt rồi cuốn lên từng luồng khói bụi bay đầy trời. Tiếp theo, mọi thứ đều kết thúc. Một khuôn mặt điển trai như điêu khắc hiện lén. Trong mắt của mỗi người. Cùng với sự xuất hiện của anh, cả quảng trường chợt trở nên nghẹt thở, yên tĩnh như chết. Bởi vì, bóng người kia không phải ai khác mà chính là Trần Đức, Trần Bát Hoang. Anh, vẫn còn sống. Ban nãy, là ai muốn giết người con gái của tôi, trong sự yên tĩnh đó, ánh mắt Trần Đức lập tức lia về phía Chu Tu. Là mày. Tao. Chu Tu vừa định há miệng nói gì đó thì đập vào mặt hẳn chính là một trưởng của Trần Bát Hoang. Cách 20-30 mét. Bỗng dưng Chu Tu cảm giác được một áp lực khủng bố không thể chống cự lại được ập tới. Bịch. Hai chân hân không kìm được trực tiếp quỳ xuống tại chỗ. Bịch. Bịch. Cùng lúc đó, mười mấy người đằng sau hắn cũng quỳ xuống, run lẩy bẩy. Kế tiếp, Trần Đức nhấc chân lên thong dong bước từng bước một đờ eo đến trước mặt Chu Tu, rồi liếc nhìn đám chấp sự tư pháp kia, hình như là mấy người, định đụng vào người phụ nữ của tôi đúng không? Cả người Chu Tu toát mồ hôi lạnh. Lòng thầm sợ hãi đến cùng cực. Mấy ngày trước, hắn còn có thể lập tức giết chết Trần Bát Hoang, nhưng hôm nay, Chu Tu lại chẳng thể chống cự dù chỉ là một chút. Chu Tu sợ hãi đến run rẩy linh hồn, nếu không nhìn thấy tận mắt và tự mình trải qua thì hắn không tài nào tin được chuyện này sẽ là thật. Cơ thể hắn run lấy bấy, co rúm lại, mà 16 tên cấp dưới đằng sau Chu Tu lại càng khoa trương hơn, cả đám đều run rẩy quỳ rạp xuống đất, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Tựa như nhìn thấy thần chết, sợ hãi đến cùng cực. Cảnh tượng đó khiến 100.000 võ giả trong quảng trường nhìn ngây người. Kia chính là chấp sự tư pháp đó. Chấp sự tư pháp của thông thiên các đều là địa tiên, thậm chí là địa tôn. Vậy mà lại quỳ xuống trước mặt Trần Bát Hoang. Quan trọng nhất là, Trần Bát Hoang còn chưa ra tay, mà chỉ mới lắng lặng đứng đó thôi. Rốt cuộc thì, chuyện này, là như thế nào? Có chuyện gì xảy ra vậy? Hơn nữa, chẳng phải Trần Bát Hoang đã chết rồi sao? Tại sao lại còn sống? Tháp linh thú là do anh đâm thủng ư? Giờ phút này,
đầu óc của mọi người đều rối như tơ vò, trong đầu đều là sự khó hiểu và vô vàn dấu chấm hỏi. Hoa Linh Vi chảy xuống hai hàng nước mắt, cô ta còn tưởng rằng Trần Bát Hoang đã chết và không thế xoay chuyển tình thế được nữa. Giờ lại nhìn thấy anh sống sờ sờ trước mắt, cái cảm giác mừng rỡ từ trong nỗi tuyệt vọng ấy khiến một người lạnh lùng như cô ta cũng không nhịn được bật khóc. Phụ nữ, anh ấy nói là người phụ nữ của tôi, Hồng Y vui vẻ không thôi, chuyến này đúng là không uổng đến, dù có bị thương cũng đáng. Cậu ta còn sống, nhất định phải thu cậu ta vào Tiêu Lôi môn. Quách Ly Long hổn hển nói, giống như là nhìn thấy bảo vật, trong mắt lóe lén vẻ hết sức tham lam. An Sương, lát nữa cô tự mình đi mời chào cậu ta, tuyệt đối không thể để cậu ta gia nhập vào tông môn khác. Ấn An Sương khẽ gật đầu, không cần Quách Ly Long nói thì cô ta cũng biết phải làm như thế nào. Đám người xuất sắc trong kỳ sát hạch như Lăng Không, Bàn Chiến, Trình Nhất Kiếm, Hàn Hư thấy Trần Đức còn sống khỏe mạnh thì trong lòng có chút khó chịu. Đặc biệt là Bàn Chiến và Lăng Không. Tâm trạng của họ dao động rất lớn, ngay cả hò hấp cũng trở nên dồn dập, nóng rát, tim đập thình. Thịch, Bàn Chiến là một người cực kỳ kẽo ngạo, từ khi sinh ra tới giờ, ngoài việc kém hơn anh trai Bàn Khai ra thì trong những người cùng lứa tuổi hay bất cứ cuộc thi nào cũng chưa có ai có thể thắng được hơn. Bất kể đi tới đâu đều được người ta nịnh nọt vây lấy trở thành tiêu điểm của tiêu điểm. Hắn kiêu ngạo, tự tin nên lòng tự trọng cũng cực kỳ cao. Trần Bát Hoang xuất hiện, giành chiến thắng khiến niềm kiêu ngạo, lòng tự trọng và sự tự tin của Hân bị đánh nát như, hung hăng bị dầm dưới chân mà chà đạp. Hắn thật sự cảm thấy nhục nhã, cực kỳ nhục nhã. Nó giống như một con chúa sơn lâm, vốn tưởng rằng có thể quét ngang tất cả, được mọi người ngước nhìn. Ai ngờ, kết quả lại bị một con kiến dẫm nát dưới chân. Đúng vậy, Bàn Chiến tự coi mình là chúa sơn lâm, mà Trần Bát Hoang ngay từ đầu cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé, ti tiện trong mắt hắn, không xứng để hắn liếc nhìn một cái nữa là. Nhưng giờ thì sao? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Trần Bát Hoang, hoàn toàn quên mất cậu chủ Tiếu Bàn là há nỉ. Còn Lăng Không thì lại ghen ghét, oán hận, hận thật sự rất muốn Trần Đức chết, hận không thể chặt anh ra làm ngàn khúc. Nhưng cố tình, Trần Đức vẫn còn sống, mà còn sống khỏe mạnh lành lặn, càng sống càng mạnh. Lăng Không cực kỳ tức giận, siết chặt nắm đấm, móng tay đảm vào lòng bàn tay hằn lên vết sâu, cả người không ngừng run rẩy, sát khí như một con dao long quay cuồng trong ngực. Hắn nghiến chặt hai hàm răng, lợi như sắp bật máu. Muốn giết người phụ nữ của tôi thì phải trả một cái giá đắt, trong sự yên tĩnh ấy, Trần Đức nhìn chằm chằm vào Chu Tu, chậm gì gì mở miệng. Cùng lúc đó, trong tay cũng xuất hiện từng luồng sấm sét rực rỡ. Chấn Lôi Ấn lập tức ngưng tụ. Xung quanh cơ thể, các luồng điện sáng rõ thỉnh thoảng lóe lén, tiếng sấm ầm ầm, Trần Đức như hóa thân thành thần sấm, sự khủng bố đó thực sự chấn hãi lòng người. Trần Bát Hoang, dừng tay, đúng lúc Trần Đức muốn ra tay, Lục Âm Dương cũng coi như lấy lại mạch suy nghĩ, liền sau đó, xuất hiện trước Chu Tu, quát lớn. Chu Tu là người chấp pháp thông thiên các, cậu không có tư cách phán quyết cậu ta, còn nữa. Sát hạch vẫn chưa kết thúc, thí sinh không thể tùy tiện ra tay. Trần Bát Hoang, cậu dám giết người, chính là khiêu chiến quyền uy thành thông thiên. Giọng Lục Âm Dương vang như sấm rền, đinh tai nhức óc, tựa như sư tử gầm, trầm bổng truyền khắp bốn phương tám hướng. Lập tức Chu Tu liền hưng phấn. Cơ thể vốn đang căng chặt của hắn liền thả lỏng, thậm chí hắn còn thách thức nhìn Trần Đức mấy cái, khẽ động môi, dùng lời vô thanh khích bác, chế giễu nói. Đến giết tao đi. Có giỏi thì mày giết tao thử xem. Có thành chủ chặn trước tao, mày dám làm gì? Rác rưởi thì vĩnh viễn là rác rưởi. Cho dù mày có mạnh đi nữa, quỳ trước mặt tao, mày cũng không dám động đến một cọng lông của tao. Tao, Chu Tu, xin chết, xin giết. Ha ha! Trần Đức khẽ nhướng mày, sự thách thức của Chu Tu đương nhiên đã lọt vào trong mắt anh, khóe miệng anh cong lên. Thành chủ, tôi không có ý khiêu chiến quyền uy của Thành Thông Thiên, càng không muốn khiêu chiến quyền uy của ông. Chí là Chu Tu này, tôi ỷ buộc phải giết, không ai có thể cản tôi. Trước đó, nếu không phải là Hoa Linh Vi, Trần Đức đã chết trong tay Chu Tu, hiện giờ, Chu Tu này lại muốn ra tay với Hồng Y, chiêu nào cũng chí mạng. Đương nhiên Hồng Y có lỗi trước, đuổi đi là được, nhưng Chu Tu lại muốn ra tay giết. Trần Đức không ngốc, rõ ràng Chu Tu lấy việc công báo thù riêng. Lục Âm Dương không thế nào không biết rõ điều này,
ông ta không phải bảo vệ trật tự, mà là thiên vị. Chu Tu, anh phải giết. Không ai có thể cứu, huống hồ, Chu Tu xin chết, xin giết, chẳng phải ư. Lục Thành Chủ, nế tình trước đây ông từng giúp Linh Vi, tôi đồng ý tha cho 16 người đó, còn Chu Tu, thì phải chết, đối diện với Lục Âm Dương. Trần Đức không có chút sợ hãi, tôi hỏi ông lần nữa, ông chắc chắn muốn bảo vệ hắn, thiên vị hắn, phải không? Ánh mắt Trần Đức lẫm liệt, vô cùng kiên định, nhìn thẳng vào Lục Âm Dương ép hỏi. Anh đang ép hỏi. Nhìn thấy cảnh này, Chu Tu vô cùng hưng phấn, trong lòng vui mừng điên cuồng. Hắn cố ý thách thức Trần Bát Hoang, chính là muốn thấy kết quả này. Trần Bát Hoang ơi là Trần Bát Hoang, mày chết chắc rồi. Có ai mà không biết điều Lục Âm Dương kiêng kỵ nhất là người khác khiêu chiến quyền uy của ông ta, làm trái mệnh lệnh của ông ta. Mày lại dám ăn nói với ông ta như vậy. Ha ha, trèo lên đính thì đã làm sao, thí sinh lợi hại nhất trong lịch sử thì đã làm sao. Chẳng phải vẫn chết tại đây ư. Không chỉ hắn, 100.000 võ giả cũng đều ngẩn người, lắc đầu thở dài. Trần Bát Hoang điên rồi à. Thực sự tưởng rằng trèo lên đỉnh thì vô địch à? Lại dám khiêu chiến uy nghiêm của thành chủ Thông Thiên Các. Từ khi Thông Thiên Các thành lập đến nay, người làm trái lời ông ta, không có một người nào còn sống. Quá ngốc. Ây, cho dù lẻn đỉnh tháp linh thú, cũng không có nghĩa là đối thủ của Lục Âm Dương. Rõ ràng có thể hưởng đãi ngộ cao vinh dự lớn. Bây giờ lại khiến mình rơi vào chỗ chết, đúng là còn ngu xuẩn hơn heo. Không chết trong tháp linh thú. Sợ là cũng phải chết trong tay Lục Âm Dương. Các nhân vật lớn Vân Tiêu giới cũng lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc, cho dù bọn họ thương tiếc nhân tài, nhưng cũng không thể ngăn cản Lục Âm Dương giết người. Trong thành Thông Thiên, Lục Ảm Dương là nhân vật có quyền lực đỉnh cao. Nhưng người Vân Tiêu giới bọn họ dám ngăn cản ông ta chấp pháp, sẽ chọc đến nhân vật lớn của thành Thông Thiên, bọn họ không dám mạo hiểm cứu Trần Bát Hoang. Có thể thấy rõ ràng, sắc mặt của Lục Âm Dương đã trở nên cực kỳ khó coi, giống như bị nhuốm một lớp mực đen, nghiêm mặt, sầm xì. Nổi giận. Ông ta nổi giận thực sự. Đã bao nhiêu năm không ai dám ăn nói với ông ta như vậy. Được cưng sủng nên kiêu căng ư. Muốn chết mà. Thành chủ, tôi hỏi ông đấy, trả lời tôi đi. Trong lúc Lục Âm Dương âm trầm một lúc, Trần Đức lại lên tiếng lần nữa. Lời nói âm vang tựa như một đòn búa đập mạnh. Mang theo tiếng gào rít cuồn cuộn, rơi bên đôi tai Lục Âm Dương. Một đôi mắt nhìn thẳng va chạm với đôi mắt tràn đầy sát khí của Lục Âm Dương. Cùng vào lúc này, Lục Âm Dương giống như nhìn thấy quý, dưới ánh mặt ép bức của Trần Bát Hoang, bất giác lùi lại một bước nhỏ, cơ thể trở nên cứng đờ, da đầu tê dại. Sắc mặt trở nên trắng hơn người chết ở âm. Phủ, ánh mắt của Trần Đức khiến ông ta sợ hãi. Giống như Trần Bát Hoang trước mắt là một vị đế vương cái thế. Khí thế, uy áp đó, kể cả là ổng ta cũng hoàn toàn không chống nối. Vào khoảnh khắc ánh mắt hai người đổi thắng. Với nhau, ông ta cảm nhận rõ ràng tim loạn nhịp, và khí tức của cái chết. Sau đó, bù, Lục Âm Dương hít sâu một hơi rồi thả dài ra, khẽ làm dịu áp lực trên người xong, thận trọng, nặng nề, kinh sợ nói. Trần Bát Hoang, chuyện hôm nay. Không có lần sau. Nói xong, Lục Âm Dương sầm mặt, bất đắc dĩ lùi ra một bước. Một bước lùi của ông ta khiến 100.000 tu sĩ hoàn toàn trố mắt, thôn mặt, kinh ngạc ngẩn người nhìn Lục Âm Dương. Lục Âm Dương, lại, nhường bộ. Cảnh này đánh sâu vào trong đôi mắt, trong đầu của tất cả mọi người, còn như nằm mơ hơn cả nằm mơ, như ảo giác hơn cả ảo giác. Sắc mặt Chu Tu liền trở nén xám xịt trong phút chốc. Khó coi như màu gan heo. Lục Âm Dương nhượng bộ, cho dù là nắm mo, Chu Tu cũng không ngờ đến điều này, cho nên hẳn mới có gan dám thách thức Bát Hoang, khích bác Trần Bát Hoang, nếu không, chỉ dựa vào khoảng cách chênh lệch giữa hắn và Trần Bát Hoang, cho hơn 10 cái gan, hắn cũng không dám chọc vào anh. Lục Âm Dương nhường một bước, sắc mặt Chu Tu trở nên gần giống như màu gan heo, toàn thân băng lạnh, hoảng hốt lúng túng. Hơn 100.000 võ giả cũng ngạc nhiên, bất ngờ. Không thể tưởng tượng, bọn họ cũng không ngờ Lục Âm Dương sẽ nhượng bộ. Nhượng bộ vì một thí sinh sát hạch. Bọn họ sắp bị Trần Bát Hoang làm chấn hãi đến tê tái, trèo lên đỉnh tháp Thông Thiên, đánh xuyên tháp Thông Thiên. Lục Âm Dương thỏa hiệp vì anh. Các nhân vật lớn Vân Tiêu giới cũng chấn hãi,
ông già cố chấp như Lục Âm Dương mà cũng có lúc nhượng bộ. Lăng Không được một phen thất vọng, hắn giống như Chu Tu, chỉ mong Lục Âm Dương giết. Chết Trần Bát Hoang, băm vằm anh thành trăm ngàn mảnh. Kết quả, Lục Âm Dương lại hèn nhát. Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Lăng Không nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt hiện lên các tia máu dày đặc. Thành chủ, cứu tôi với. Tôi làm vậy không phải vì bản thân, mà vì công bằng tư pháp của Thành Thông Thiên. Chu Tu hoảng sợ, bất an, quỳ dưới đất run rẩy. Có câu nước mắt đàn ông không rẻ rơi, nhưng Chu Tu đã khóc, nước mắt rơi lã chã, hắn thực sự sợ hãi, hoảng loạn. Lục Âm Dương chỉ đứng một bên. Không nói gì, cũng không để ý đến hắn, làm như không nghe thấy. Trên thực tế ông ta cũng muốn cứu, nhưng thực lực ông cho phép. Ông ta, không phải là đối thủ của Trần Bát Hoang. Người sống đến độ tuổi như ông ta, đều tiếc mạng sống, không dám mạo hiểm. Giống như những nhà tuyến chọn vản tiêu giới đến, mặc dù bọn họ có thực lực siêu mạnh, nhưng cũng không dám dễ dàng động chạm vào quy tắc của Thành Thông Thiên, lo sợ chọc đến nhân vật lớn. Còn Trần Bát Hoang thì sao? Tính cách của anh, quá quyết đoán, tàn độc, không kén sợ bất cứ thứ gì. Lục Âm Dương dám khẳng định, nếu ông ta thực sự ra sức bảo vệ Chu Tu, Trần Bát Hoang chắc chắn sẽ giết ông ta. Đến lúc đó, Chu Tu cũng sẽ chết. Bảo vệ Chu Tu, cả hai cùng chết, không bảo vệ, chỉ một người chết. Đây là một câu hỏi lựa chọn rất đơn giản, cho nên, Lục Âm Dương không hề do dự, từ bỏ Chu Tu. Mặc cho Chu Tu khổ sở cầu xin, khóc trời kêu đất, ông ta cũng sầm mặt, không nhúc nhích đứng một bèn. Chẳng phải mày xin giết, xin chết sao? Chẳng phải thách thức tao à? Thách thức thử lần nữa xem, Trần Đức đứng trước mặt Chu Tu, giọng điệu bình tĩnh, giống như ma vương cúi nhìn Chu Tu. Vừa dứt lời, không hề báo trước, anh giơ một chân đạp lên lồng ngực Chu Tu, trong tích tắc, Chu Tu chưa cảm thấy đau đớn, đã hóa thành xương máu. Chỉ một cú đạp, đã giải quyết được địa tôn nhất trọng như Chu Tu. Soạt, trong đám đông có người hít khí lạnh, không thể tưởng tượng, Trần Bát Hoang, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mấy ngày trước, khi đấu với ba người Mạc Ly Tiêu, vẫn còn rất khó khăn mà. Thực lực này, e rằng nhìn khắp các giới dưới vân tiêu giới, cũng hiếm có như lông phượng sừng lân đấy. Người trái đất, cường mạnh như thế từ lúc nào? Nhưng lời bàn tán rùng rợn vang lẻn trong tiếng xì xào to nhỏ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên bóng dáng cao gầy của Trần Bát Hoang, cảm thán không thôi. Đặc biệt là Hoa Linh Vi, trong đôi mắt đẹp liên. Tục hiện lên sắc thái kỳ lạ, Trần Bát Hoang của ngày hôm nay, e rằng. Thực lực đã vượt qua cô ta rồi đấy. Cảm ơn Lục Thành Chủ cho phép, giải quyết Chu Tu xong, Trần Đức khẽ chắp tay với Lục Âm Dương. Anh không phải là người không nói lý, biết Lục Âm Dương nhượng bộ đã là phá lệ, vô cùng nể mặt anh, đương nhiên anh cũng phải nể mặt đối phương. Nhận được lời cảm ơn của Trần Đức, Lục Âm Dương nhìn anh một cái sâu sắc, sắc mặt dịu dần, nói. Chu Tu mạo nhiên ra tay, muốn giết người bừa bãi, chết cũng chưa hết tội, chuyện này, không được xảy ra lần nữa. Câu này, bề ngoài là nói lè Trần Đức nghe, nhưng thực tế là cứu vãn thể diện của mình, đồng thời cảnh báo cho 100.000 võ giả có mặt tại đây. Ông ta vừa dứt lời, cánh cửa đá thông đến tháp linh thú hoàn toàn chìm sâu vào lòng đất. Tháp linh thú, đóng cửa. Lục Thành Chủ, cái lỗ hổng chẽn đỉnh tháp linh thú đó, tôi không cố ý. Thực sự là, Trần Đức nhìn một phần bị phá hỏng chẽn đỉnh tháp linh thú, có chút bất đắc dĩ. Anh vốn định xé vụn truyền tống trận để đi ra, nhưng sau khi truyền tống trận bị xé vụn, lại không có phản ứng gì. Bất đắc dĩ, anh dùng toàn lực đánh ra một lỗ hổng nhảy xuống. Nhưng, anh vẫn chưa nói hết, liền bị Lục Âm Dương cắt lời, không sao, tu sửa đỉnh tháp không phải việc khó. Ngoài miệng thì nói không sao, thực tế thì lòng Lục Âm Dương lại đang nhỏ máu. Đó là tháp linh thú đấy, chí bảo thực sự đấy. Đặc biệt là từ tầng thứ 1000 và tầng 999, đó mới là nơi có chí bảo thực sự, lại bị Trần Đức phá tan bắn một quyền. Ông ta có thế không đau lòng sao? Đương nhiên là đau lòng rồi. Nhưng, chuyện này buộc phải nén xuống, không thể làm lớn chuyện, gây sức ảnh hưởng lớn, nếu không hậu họa khó lường. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà ông ta nhượng bộ, chỉ có giết Chu Tu. Mới có thế di chuyển sức chú ý của 100.000 người có mặt ở đây. Đã vậy thì tôi yên tâm rồi, Trần Đức biết đỉnh tháp là chí bảo, thứ nhất, đỉnh tháp đó,
anh phải dùng toàn bộ sức lực mới đánh phá ra được một lỗ hổng nho nhỏ. Thứ hai, từ trong đỉnh tháp, anh đã có được cơ duyên trời bế. Đôi mắt ngự thú, cũng chính là đôi mắt yêu dị màu tím trên đỉnh tháp. Nếu nói đỉnh tháp linh thú đều là chí bảo, vậy thì đôi mắt ngự thú là chí bảo trong chí bảo. Hiện giờ, đôi mắt ngự thú đã hợp thành một thể với đôi mắt của anh. Cũng có nghĩa là, đôi mắt đó và thần thức của anh đã hợp nhất thành một thể. Sự phá hủy của tầng 999 với thần thức và hào quang bảy sắc của tầng 1000, ở tầng 999 là kiểm tra anh có đủ tư cách kế thừa đôi mắt ngự thú không, còn tầng 1000 lại để tăng cường thần thức của anh, khiến anh có năng lực kế thừa đôi mắt ngự thú. Không thể thiếu một trong hai. Nếu không, đôi mắt ngự thú có thể phá hủy thần thức, thậm chí là tính mạng của anh, người bình thường vốn không thể chịu nổi. Nhưng sau cơn đau đớn, anh thu hoạch được khá lớn. Đôi mắt ngự thú, giống như cái tên, điều khiến thú. Nếu anh muốn, anh có thể ra lệnh cho linh thú trong tháp linh thú bỏ chạy, giết người, tấn công tháp linh thú bất cứ lúc nào. Thần thức của anh sau khi hợp thành một thể với đôi mắt ngự thú cũng trở nên mạnh hơn so với trước đây. Đến một tông môn thế lực mạnh nhưng không được đối xử tốt, không bằng gia nhập vào thế lực coi trọng anh. Lời này của anh vừa nói ra, các thế lực như Thiên Kiếm Tông, Thanh Vân Môn, Vân Hư Tông lại nhen nhóm hy vọng, trên mặt tràn đầy vui mừng. Ha ha! Tên ngốc Quách Ly Long! Cơ hội gần quan được ban lộc trước cứ như vậy bị ông ta lãng phí rồi. Không ít người nhìn đến Quách Ly Long như thể họ đang xem trò cười. Trần Bát Hoang, cậu cho rằng cậu leo được lẽn đỉnh tháp linh thú là rất giỏi sao, dám từ chối. Tôi! Sắc mặt Quách Ly Long đột nhiên trở nên đặc biệt khó coi. Dù có nói thế nào thì ông ta cũng là trưởng lão của Tiêu Lôi Môn, trước mặt đám đồng bị một tên địa cầu rác dưới từ chối, còn bị nhiều người như vậy xem như trò cười, không thể nhịn nhục được, sôi gan nóng máu, đôi mắt già nua như rắn cạp nong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của Trần Đức, gân xanh nổi lên, cả người tràn đầy linh lực, chờ thời cơ bộc phát, đây là điểm báo ông ta sắp ra tay. Tỏi cho cậu một cơ hội cuối cùng, Tiêu Lôi Môn, có gia nhập hay không? Ánh mắt Quách Ly Long u ám, nhìn chằm chằm vào Trần Đức, trong mắt tràn đầy khó chịu cùng tức giận, chỉ cần Trần Bát Hoang dám nói không, ổng ta sẽ ra tay. Quách Ly Long, chú ý thân phận của ông, thấy tình huống không ổn, Lục Âm Dương lập tức nhắc nhở, nói, ở đây lẻ thóng thiên các. Đúng vậy, Quách Ly Long, lẽ nào ông còn định ra tay, tiền bối nối giận với tiểu bồi, còn cần mặt mũi nữa không? Ha ha, đây chính là phong thái của Tiêu Lôi Môn sao? Bị người ta từ chối liền tức giận muốn giết. Người rồi. Tinh khí cũng nóng nảy đấy. Đây là còn chưa gia nhập Tiêu Lôi Môn. Nếu gia nhập rồi, há chẳng phải muốn giết là giết sao? Các thế lực như Thiên Kiếm Tông, Thanh Vân Môn, Vân Hư Tông nhao nhao lên tiếng. Cơ hội tranh giành Trần Đức ở ngay trước mắt. Làm sao bọn họ có thể bỏ qua được? Nhiều người như vậy, lại đang ở trong thông thiên các. Bọn họ đương nhiên không sợ Quách Ly Long ra tay. Nếu ông ta thật sự dám ra tay ở đây, chẳng phải là đánh vào mặt mấy nhân vật lớn kia sao? Trở về Vân Tiêu giới, e rằng Quách Ly Long cũng sống không nổi, cho ông ta mượn 10 lá gan ông ta cũng không dám lỗ mãng ở đây. Trưởng lão Quách, chú ý cách cư xử của mình, Ấn An Sương nén giận, nhắc nhở Quách Ly Long. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không có lợi cho Tiêu Lôi Môn. Hừ, Quách Ly Long lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt vẫn rất khó coi. Xem như đã mất hết mặt mũi trước mặt đám thế lực hạng 2, hạng 3 này, mà tất cả những điều này, lại bởi vì một con kiến ở địa cầu. Ông ta nhìn đến Trần Đức, ánh mắt cực kỳ thù hận, âm hiếm. Mà lúc này, Trần Đức cười ha ha, chọn cách phớt lờ ánh mắt của ông ta, nói với Ấn An Sương, thánh nữ, thực xin lỗi, tôi và Tiêu Lôi Môn của các cô bất đồng ý kiến, đặc biệt là ông già bên cạnh cô xung khắc với bát tự của tôi, tính cách con người tôi vừa xấu vừa bướng bỉnh. Nhìn không nối bộ dạng cao ngạo, coi mình là nhất của người khác, Tiêu Lôi Môn, không có duyên với tôi. Nếu nói lúc trước Trần Đức từ chối còn tương đối uyển chuyến, nhưng lần này từ chối khá dứt khoát, trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng với Quách Ly Long. Anh Trần, Ấn An Sương không cam lòng, vội vàng nói, mọi người đều là võ giả, người trưởng thành, đều nên đặt lợi ích của bản thân lên trên hết, không nên hành động theo cảm tính. Xin lỗi. Con người tôi chính là thích hành động theo cảm tính, Trần Đức cười rất ôn hòa, dịu dàng. Cây sống vì vỏ, người sống vì mặt. Nếu ngay chính kiến cũng không có, sống còn có ý nghĩa gì nữa?
trên con đường luyện võ đạo phải suy nghĩ thông suốt, chứ không phải là ép giả cầu toàn. Tên nhãi được, được lắm, cậu sẽ phải hối hận. Quách Ly Long nghiến răng, từ trong cổ họng lạnh lùng thốt ra mấy chữ, nếu ánh mắt có thể giết người, Trần Bát Hoang sớm đã bị ông ta băm vằm thành trăm ngàn mảnh. Phải không? Trần Đức chẳng ừ hử gì, đối với sát khí của Quách Ly Long, anh không quan tâm, đúng là Quách Ly Long rất mạnh, hẳn là tu sĩ cảnh giới thông thần, nhưng, đây là thông thiên các, ông ta dám ra tay sao? Tuyệt đối không dám. Bằng không, sẽ đợi ồ đến bây giờ sao? Trần Đức từ chối, ngay lập tức, mười mấy thế lực tiến tới giới thiệu bản thân. Những thế lực này hầu hết đều là thế lực hạng 2 đến hạng 5, ngoài hạng 5 chỉ có thế lựa chọn im lặng, chờ những người đó chọn trước, bởi vì bọn họ biết rõ, trừ khi mặt trời mọc phía Tây, hoặc Trần Bát Hoang bị mù, bằng không tuyệt đối sẽ không chọn bọn họ. Sắc mặt Thạch Thiên Thánh Tử Thái Dương Cung vô cùng khó coi, đỏ bừng, hắn ta thật sự không ngờ một tên rác rưởi Côn Luân lại trở thành món hàng hấp dẫn. Lại còn là món hàng hấp dẫn hàng đầu. Thánh Tử, hay là chấm hay là cậu đi lén xin lỗi, bằng không, một khi Trần Bát Hoang gia nhập những thế lực đó, hắn có thế sẽ trả thù chúng ta, bất kỳ một thế lực nào trong đó chúng ta đều không thể đắc tội. Đứng ở bên cạnh Thạch Thiên, Giang Đồng Hải đầy lo lắng, cảm thấy thật nực cười, trước đây bọn chúng còn nhục nhã Trần Bát Hoang như vậy, còn đợi Trần Bát Hoang sau khi sát hạch xong quỳ xuống cầu xin bọn chúng, bây giờ thì sao? Mọi thứ hoàn toàn đảo ngược. Không phải Trần Bát Hoang cầu xin bọn chúng, mà bọn chúng phải cầu xin Trần Bát Hoang tha thứ. Thạch Thiên có vẻ căm hận, hậm hực, nhưng không thể làm gì được, hắn ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý xin lỗi và nhận sai. Dẫu sao, thế lực hạng 10 như bọn chúng thật sự không chịu được đàn áp. Chọn lưỡng nghi tổng. Cùng lúc đó, khi Trần Đức còn đang do dự không biết nẻn gia nhập vào thế lực nào, Linh Lung đột nhiên nói, hỏi xem có người của Lưỡng Nghi Tông không. Lưỡng Nghi Tông. Lưỡng Nghi Tông được sáng lập bởi một vị thánh cách đây hàng chục ngàn năm trước, là thế lực thích hợp với anh nhất, Linh Lung nói. Được. Trần Đức lựa chọn tin tưởng Linh Lung vô điều kiện, trên con đường này, nếu không có sự giúp đỡ của Linh Lung, anh sẽ không trưởng thành được như ngày hôm nay. Ngay lập tức, ngẩng đầu nhìn đến mọi người. Thực xin lỗi, tôi muốn hỏi các vị một chút, trong số các vị, ai là người của Lưỡng Nghi Tông? Lưỡng Nghi Tông. Ba chữ này vừa nói ra, tất cả thế lực lôi kéo Trần Đức đều há hốc mồm, chẳng hiểu gì. Bao gồm cả Ấn An Sương, cũng không thể tin được nhìn đến Trần Đức. Anh ta, không lẽ là muốn gia nhập Lưỡng Nghi Tông? Cùng lúc đó, trong góc, một bóng người khẽ chấn động, có chút giật mình, kinh ngạc cùng mong đợi, tiến lên hai bước, nói cậu Trần, tôi đến từ Lưỡng Nghi Tông, xin hỏi có gì chỉ giáo? Đây là một ông lão nhìn có vẻ khoảng 60 tuổi, khác với mọi người là ông ấy đế râu dài, mặc áo choàng thái cực lưỡng nghi, hai con cá âm dương trên áo choàng cực kỳ dễ thấy. Ông ấy không hề nổi bật, luôn đứng ở trong góc, lúc trước không ai để ý đến ông ấy. Ngay cả Trần Đức cũng không chú ý đến ông ấy, trong lần tuyến chọn và tranh giành này ông ấy dường như là một nhân vật ngoài rìa. Đức cung kính lễ phép hỏi. Tỏi là Trình Lâm Phong báo tên tuổi, sau đó nói tiếp tông chủ đương nhiệm của Lưỡng Nghi Tông. Tông chủ. Ánh mắt Trần Đức sáng lên, không ngờ tông chủ lại đích thân đến tuyến chọn những người tham gia sát hạch lần này. Phải biết rằng, những thế lực lôi kéo anh đó, người đến hoặc là chấp sự hoặc là trưởng lão. Không một ai là tông chủ đích thân đến đây. Đúng vậy, Trình Lâm Phong gật đầu, không biết Trần Đức định làm gì, nghi hoặc nói, cậu Trần, cậu tìm Lưỡng Nghi Tông có việc gì vậy? Trình Lâm Phong không có suy nghĩ Trần Đức muốn gia nhập tông môn của họ, không vì lý do nào khác, Lưỡng Nghi Tông chỉ là thế lực hạng 18. Tam phẩm hạng 18. Mặc dù là thế lực mạnh nhất trong tam phẩm hạng 18, nhưng vẫn là hạng 18. Trong tất cả các thế lực đến lần này, nếu nói tông môn nào yếu nhất, Lưỡng Nghi Tông thứ nhất, tuyệt đối không ai dám nói thứ hai. Vì vậy, ông ấy cho rằng Trần Bát Hoang tìm ông ấy, nhất định có chuyện. Không chỉ có ông ấy nghĩ như vậy, mà những thế lực còn lại cũng nghĩ như vậy, yên lặng chờ đợi, đợi Trần Bát Hoang xử lý xong chuyện rồi tiếp tục lôi kéo anh. Trình Lâm Phong dứt lời, Trần Đức liền nói, tông chủ Trình, không biết, tên nhóc tôi có thể gia nhập Lưỡng Nghi Tông không? Hả? Trần Đức vừa nói ra những lời đó, ánh mắt Trình Lâm Phong liền sững lại, sau đó trở nên cực kỳ sắc bén, vô cùng kinh hãi, kinh ngạc, nhìn thẳng vào Trần Đức. Trần Bát Hoang,
cậu muốn gia nhập Lưỡng Nghi Tông, Trình Lâm Phong nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không, thận trọng hỏi lại. Những nhân vật lớn của các thế lực còn lại cũng đều kinh ngạc, khó bề tưởng tượng nhìn chằm chằm đến Trần Đức, đợi anh trả lời. Đúng vậy. Trần Đức nói một cách chắc chắn khẳng định, tông chủ, không biết ông có bằng lòng thu nhận tôi không? Bằng lòng. Trình Lâm Phong không chút do dự, gần như ngay lúc Trần Đức dứt lời, sau khi xác nhận ông ấy không nghe nhầm, lập tức gật đầu, hứa hẹn, Trần Bát Hoang, chỉ cần cậu bằng lòng gia nhập Lưỡng Nghi Tông của chúng tôi, Lưỡng Nghi Tông nhất định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng cậu, trong tông môn, bất kỳ nơi nào cậu muốn đi đều có thể đi, bất kỳ tài nguyên nào cậu muốn sử dụng đều có thể sử dụng, sẽ là đệ tử đệ nhất trong tông môn tôi. Ông ấy thật sự không ngờ Trần Bát Hoang lại gia nhập Lưỡng Nghi Tông của bọn họ, giống như đang nằm mơ vậy, kích động đến mức toàn thân nối da gà. Trần Bát Hoang là người địa cầu, dựa vào nguồn tài nguyên cằn cỗi ở địa cầu có thể leo lên được đính tháp linh thú. Thiên phú mạnh đến mức nào, ông ấy hoàn toàn không dám tưởng tượng. Một người có thiên phú siêu mạnh, siêu cấp yêu nghiệt như vậy gia nhập Lưỡng Nghi Tông đúng là đã nhặt được bảo vật rồi. Trước đây, Trình Lâm Phong hoàn toàn không dám nghĩ tới. Mọi thứ trước mắt giống như một kẻ ăn mày sắp chết đói đột nhiên nhặt được 10 triệu, loại kinh ngạc vui mừng đó làm chấn động mạnh mẽ trái tim Trình Lâm Phong. Ông ấy vô cùng coi trọng, nghiêm túc hứa với Trần Bát Hoang những đãi ngộ về sau. Không chỉ Trình Lâm Phong không ngờ tới, mà những tông môn còn lại cũng kinh ngạc không kém, lúc trước bọn họ vô cùng tán thưởng Trần Đức, nhưng hiện tại đều lắc đầu, đúng là tên ngốc. Cơ hội tốt như vậy, nhiều thế lực tốt như thế không chọn, lại chọn một thế lực hạng 18. Ngay cả Thạch Thiên vốn muốn đi lên xin lỗi, nhận sai, cũng bởi vì sự lựa chọn của Trần Đức mà dừng lại bước chân, tên ngốc, lại đưa ra sự lựa chọn như vậy, ha ha. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, bao gồm cả Hoa Linh Vi và Hồng Y đều sững sờ, mắt trợn tròn. Thực sự không thể hiểu được tại sao Trần Đức lại chọn Lưỡng Nghi Tông. Chọn một thế lực hạng 18, cho dù thiên phú của anh có mạnh đến đâu, có yếu nghiệt thế nào, cũng sẽ bị lãng phí. Giống như một con hổ vừa mới sinh ra bị ném vào một bầy mèo, lúc đầu, nó có thể trông không giống, nhưng dần dần nó sẽ bị đồng hóa, ngoan ngoãn, bản năng mất đi chớ nên giống như mèo. Cậu Trần, Lưỡng Nghi Tông là thực lực tam phẩm hạng 18, cậu phải suy nghĩ kỹ, một vị trưởng lão của Thanh Vân mòn lẻn tiếng nhắc nhở, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu như Trần Bát Hoang là con của ông ta, sợ rằng ông ta đã sớm tát cho một cái. Đúng vậy, cậu Trần, cậu phải suy nghĩ kỹ càng. Cậu Trần, cậu xem một tông chủ như ông ta, ha ha, thực lực còn kém hơn cả mấy trưởng lão chúng tôi. Thậm chí đến cả đệ tử sau cùng của tôi còn mạnh hơn ông ta, tại sao cậu muốn gia nhập Lưỡng Nghi Tông bọn họ chứ? Một nhóm các nhân vật lớn của các thế lực nhao nhao thuyết phục, nếu Trần Đức gia nhập Tiêu Lôi Môn, bọn họ còn hiếu được, dẫu sao Tiêu Lôi Môn cũng là thế lực mạnh nhất trong số bọn họ, nhưng, gia nhập một tông môn yếu nhất là sao? Ngay cả Ẩn An Sương cũng thuyết phục, cậu chủ Trần, anh đừng vội vàng quyết định, nên suy nghĩ kỹ càng một chút. Bị rất nhiều người dèm pha và coi thường như vậy, nhưng Trình Lâm Phong, tông chủ của Lưỡng Nghi Tông chỉ có thể im lặng không nói một lời. Không phải vì lý do gì, trước hết những người này nói đúng, không phải lời giả dối. Thứ hai, thực lực của chính ông ta rất yếu, không đủ tư cách phản bác. Chỉ có điều, ông ta vẫn rất căng thẳng, sợ rằng Trần Đức sẽ hối hận. Mặc dù ông ta vốn không nghĩ có thể tiếp nhận một người hiểu nghiệt như Trần Đức, nhưng nếu như miếng thịt sắp tới miệng lại biến mất thì Vân sẽ cảm thấy mất mát. Ha ha! Trần Đức cười hiền hòa, sau đó nhã nhặn nói cảm ơn các vị tiền bối đã xem trọng và thuyết phục tôi. Có điều tôi có duyên với Lưỡng Nghi Tông, ý tôi đã quyết, không cần phải nói nhiều nữa. Ngay khi lời này của Trần Đức nói ra, cuối cùng Trình Lâm Phong cũng thở phào nhẹ nhõm và yên tâm hơn. Chuyến đi này, ông ta không đến một cách phí công vô ích. Có được Trần Bát Hoang, cho dù tiếp theo không chọn được người nào, ông ta cũng không bị thiệt. Tất cả những người xung quanh thuộc các thế lực lớn đều im lặng, lần lượt thở dài lắc đầu, cảm thấy Trần Bát Hoang thật giống một kẻ ngốc. Ngay cả 100.000 võ giả cũng cực kỳ cạn lời. Bỏ mặc nhiều thế lực lớn không chọn, lại đi chọn hạng thứ 18, đúng là lãng phí cơ hội. Đúng vậy, tiếc thật đấy. Cũng không thể nói như vậy. Lưỡng Nghi Tông là do một vị thánh nhân thành lập 10.000 năm trước. Mặc dù bây giờ suy tàn rồi, nhưng 10.000 năm trước cũng đã từng huy hoàng rực rỡ một thời.
có lẽ trong đó còn có cơ duyên khác thì sao? Cơ duyên, cậu nghĩ nhiều rồi. Mấy năm trước, có người chọn Lưỡng Nghi Tông, cũng cho rằng Lưỡng Nghi Tông là tông môn do thánh nhân thành lập nên. Kết quả thì sao? Ha ha! Quả thực, cho dù có cơ duyên, cũng đã bị người khác chiếm hết rồi. Đám đông thi nhau bàn tán xôn xao, bọn họ muốn có cơ hội như vậy còn không được. Bây giờ Trần Bát Hoang lại đưa ra lựa chọn thế này, thật sự là quá đáng tiếc. Người địa cầu không những là phế vật mà còn rất ngu ngốc, Quách Ly Long chế nhạo, cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Có thiên phú mạnh mẽ thì đã sao? Gia nhập vào nơi như Lưỡng Nghi Tông chẳng phải sẽ sớm trở thành rác rưởi sao? Vốn dĩ lúc đầu Quách Ly Long rất tức giận, nhưng sau khi Trần Đức đưa ra lựa chọn của mình, cơn giận của ông ta đã hoàn toàn biến mất, tự nhiên cảm thấy thoải mái và dễ chịu một cách khó hiểu. Tông chủ Trình, tôi cũng muốn gia nhập Lưỡng Nghi Tông, đúng lúc này, Hoa Linh Vi từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên bước lên phía trước. Nghiêm túc nói, giọng điệu có chút khẩn cầu. Khi cô ta vừa đứng lên, tất cả mọi người lại một lần nữa sững sờ. Hoa Linh Vi đang làm gì vậy? Rốt cuộc đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì? Loại thế lực rác rưởi như vậy cũng muốn đi theo Trần Bát Hoang. Linh Vi, cô không cần phải đi theo tôi, ngay khi Trình Lâm Phong đang định đồng ý, Trần Đức lập tức đứng lẽn ngăn cản, Lưỡng Nghi Tông không phải là lựa chọn tốt nhất của cô nên chọn một thế lực tốt hơn. Trần Bát Hoang, tôi. Hoa Linh Vi muốn nói gì đó, nhưng Trần Đức lại nói tiếp, cô hãy tin tôi phù hợp với Lưỡng Nghi Tông, còn cô không thích hợp đâu. Trần Đức không hề nói đùa mà là Linh Lung đang nhắc nhở Trần Đức, Lưỡng Nghi Tông mang lại lợi ích to lớn cho anh, nhưng đối với Hoa Linh Vi, không có chút tác dụng nào cả. Việc cô ta gia nhập Lưỡng Nghi Tông mới thực sự là phung phí của trời. Tôi, Hoa Linh Vi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Trần Đức, cuối cùng cô ta chọn tin tưởng anh. Trần Bát Hoang vốn dĩ là một kỳ tích, một người sáng lập nên kỳ tích. Biết đâu sau khi gia nhập Lưỡng Nghi Tông, anh cũng có thể tạo nên kỳ tích thì sao? Cô ta cũng không muốn tụt lại phía sau Trần Đức quá xa, Lưỡng Nghi Tông quả thực không phải lựa chọn tốt nhất. Sau đó, cô ta khẽ gật đầu nói, được, vậy tỏi sẽ nghe anh, chọn tông môn khác. Nghe được lời này của cô ta, Trình Lâm Phong có chút thất vọng, có điều ông ta vẫn không nói gì, có được Trần Bát Hoang đấp là một bất ngờ quá lớn, ông ta cũng không dám đòi hỏi thêm gì nữa. Sau khi lựa chọn tông môn xong, Trần Đức hít một hơi thật sâu, tiếp theo, đã đến lúc giải quyết một chuyện khác, tiếp đó. Trần Đức lấy phiếu đổi thưởng lúc trước anh đã cực chính mình phá kỷ lục vần luôn cất trong người ra, bước đến trước mặt Lục Âm Dương, thành chủ của Thành Thông Thiên, thành chủ, không biết phiếu đổi thưởng này phải tìm ai, tìm ông sao? Nhìn ba tấm phiếu đổi thưởng trong tay Trần Đức, Lục Âm Dương đương nhiên biết đó là thứ gì. Mặc dù ông ta nghiêm cấm đánh bạc, nhưng mấy năm nay, những chấp pháp giá dưới trướng ông ta vẫn luôn thích mở những trò này. Thân là thành chủ, ổng ta chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, dù sao mỗi lần mấy tẽn đó thắng được tiền thông thiên cũng sẽ chia cho ông ta một ít, cũng may là mấy năm nay ông ta vẫn luôn mắt nhầm mắt mớ. Còn đợt sát hạch năm nay, nếu nhớ không nhầm thì có lẽ người khởi xướng cá cược là Chu Tu. Tuy nhiên, bây giờ Chu Tu đã chết, các cổ đông khác chắn hắn còn có những chấp pháp giả khác và những nhân vật lớn đến tham gia cuộc tuyển chọn năm nay. Phải không? Có điều, Chu Tu chết rồi, Lục Âm Dương không định để những người khác mất tiền thêm, chuẩn bị tự mình giúp Trần Đức đối thướng, ông ta không tin một tên võ giả địa cầu sẽ có rất nhiều tiền thông thiên để đặt cược, có lẽ là bản thân chả được nẽn bèn nói, đưa tôi xem thử đi. Mơ vâng. Trần Đức mỉm cười và đưa ba tấm phiếu đổi thưởng cho Lục Âm Dương, trên phiếu có một dấu ấn đặc biệt thể hiện số lượng cược, tỷ lệ ăn cược, đế phân biệt thật giá. Sau khi nhận lấy phiếu đổi thưởng, Lục Âm Dương vốn đang định trả tiền thắng cực thì bất giác sững sờ, ông ta nhìn chằm chằm vào ba tờ phiếu đó, cả người chết lặng. Đệt! Ông ta tự hỏi liệu có phải mình bị hoa mắt rồi không? Ba tấm phiếu đổi thưởng, tổng cộng 5.530.000 tiền thông thiên. Hơn nữa, tất cả đều cược phá kỷ lục. Tỷ lệ ăn cược một ăn 5.000. Cái này, con mẹ nó phải trả bao nhiêu chứ? Sau khi tính toán một chút, Lục Âm Dương suýt nữa ngất đi vì sợ hãi. 27,6 tỷ tiền thông thiên. Ngay cả đối với thành chủ như ông ta mà nói, đây cũng là một con số thiên văn. Mẹ nó chứ, tẻn Chu Tu chết tiệt, chết thì cũng. Chết rồi, còn để lại một mớ hỗn độn như vậy làm gì?
Lục Âm Dương cầm ba tấm phiếu đổi thưởng giống như một củ khoai nóng bỏng tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng tìm kiếm một lượt toàn bộ người nhà của Chu Tu. Sau một hồi im lặng, ông ta hét lên, tất cả chấp pháp giả, tập hợp. Mệnh lệnh này vừa dứt, cùng một giây, hơn 30 bóng người đã xuất hiện trong quảng trường, tất cả bọn họ đều đồng loạt chào Lục Âm Dương, tham kiến thành chủ. Một. Sắc mặt của Lục Âm Dương cực kỳ khó coi. Ông ta ném ba tấm phiếu đổi thưởng cho một chấp pháp giả đứng phía trước, đại tư pháp, ông tự mình xem đi. Ba tấm phiếu đổi thưởng rơi vào tay của vị đại tư pháp kia, sắc mặt ông ta bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi, hai tay run rẩy. Ai đã đầu tư vào vụ cá cược này thì tự mình trả tiền cho cậu chủ Trần, Lục Âm Dương phất tay áo, trực tiếp phúi sạch can hệ. Hơn 20 tỷ, dựa vào một mình ông ta căn bản không thể trả nổi. Mở đợi một chút. Vị đại tư pháp kia miệng khỏ lưỡi đắng, cảm giác lần này sắp ói ra máu rồi. Mặc dù nhân vật chính bắt đầu phiên giao dịch là Chu Tu, nhưng Chu Tu chỉ nắm giữ 20% cổ phần, 80% còn lại thuộc về nhóm chấp pháp giả bọn họ cùng với những nhân vật lớn đến từ Vân Tiêu giới. Ông ta lấy ra một cuốn sổ kế toán màu đỏ, trong đó ghi chép đầy đủ các cổ đông của lần này, ánh mắt ông ta quét về phía Quách Ly Long, Thạch Thiên, trưởng lão Thanh Vân Môn Doanh Hải Hiên. Và những người khác, trưởng lão Quách, Quách Ly Long sở hữu 50% cổ phần, Thạch Thiên thuộc Thái Dương Cung chiếm 10% cổ phần, Doanh Hải Hiên thuộc Thanh Vân Môn 5% cổ phần, Đại Tiền Môn 3% cổ phần. Đối mặt với số tiền đổi thưởng lớn như vậy, vị đại tư pháp trực tiếp đọc tên những người này ra. Những người đến từ Vân Tiêu giới chiếm phần lớn. Ngoài ra, Chu Tu chiếm 20%, tất cả các chấp pháp giả bọn họ cộng lại chiếm 5%. Nghe danh sách này được đọc lên, Trần Đức nhướng mày, cảm thấy chuyện này trở nên rất thú vị, đúng thật là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ Thạch Thiên và Quách Ly Long lại là cổ đông lớn trong vụ này. Có thế chơi bọn họ một vố, thực sự là một niềm vui bất ngờ lớn. Các vị, lần này cậu chú Trần Bát Hoang đặt cược 5.930.000 tiền thông thiên, trong đó có 530.000 tiền thông thiên và 5 triệu là đặt cược theo hình thức 2 ký rưỡi tử linh thạch. Tất cả đều cược phá ký lục, tổng cộng phải đối thưởng 27,6 tỷ tiền thông thiên, tương đương với. Khi vị đại tư pháp nói ra con số này, mí mắt cứ giật giật, ông ta hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp, tương đương với 13.800 trảm ký tử linh thạch. Ngay sau khi con số khổng lồ được đưa ra, Quách Ly Long vốn vân luôn mừng thầm thì lúc này sắc mặt ông ta đột nhiên đanh lại, hét lên, ông nói cái gì, cần phải trả 13.800 ký tử linh thạch. Ông bị điên à? Có ghi sai không đấy? 13.800 ký tứ linh thạch, Quách Ly Long chiếm 50% cổ phần, đồng nghĩa với việc ông ta phải trả 6.900 ký tử linh thạch. Cho dù có bán ông ta đi thì ông ta cũng không thể có nhiều như vậy được. Sắc mặt của Thạch Thiên cũng không vui vẻ gì mấy, chiếm 10% cổ phần, hân ta cũng sẽ phải trả hơn 1.000 ký tử linh thạch. Chuyển thành tử linh thạch, có vẻ như con số này không lớn, nhưng mà, đó là tử linh thạch đấy. Không phải linh thạch bình thường. Cho dù ở Vân Tiêu giới cũng là một sự tồn tại vô cùng quý giá. Trong toàn bộ Thái Dương Cung, số lượng tử linh thạch dự trữ được cũng chỉ hơn 500 ký. Còn hắn ta, với tư cách là thánh tử của Thái Dương Cung, trong suốt nhiều năm nay cũng chỉ mới tích lũy được chưa đầy 15 ký tử linh thạch. Đệt, mí mắt Thạch Thiên giật liên hồi, tâm trạng gần như sụp đổ. Về phần những người khác, nảm phần trăm, 3%. Mặc dù lấy ra số tiền này rất đau đớn nhưng bọn họ vẫn có thể chịu đựng được. Tôi cũng hy vọng là ghi sai, nhưng, đây là sự thật, vị đại tư pháp cười khổ, sau đó nói với nhóm chấp pháp giả đứng phía sau, mọi người, theo cổ phần, đem hết thảy, tiền thông thiên mà mọi người có ra để trả, 20 phần của Chu Tu cũng do chúng ta chịu. Vâng, mỗi một chấp pháp giả đều lấy từng xấp tiền thông thiên trên người ra, giao tất cả cho vị đại tư pháp kia. Ai nấy cũng đều vô cùng đau đớn, rất muốn ăn quỵt, nhưng Lục Âm Dương đang đứng bển cạnh theo dõi, sao bọn họ dám làm loạn. Tất cả bọn họ có tổng cộng 25% cổ phần. Tính theo tiền thông thiên thì bọn họ cần 6,9 tỷ tiền thông thiên. Hết sấp tiền thông thiên này đến sấp tiền thông thiên khác chất đống trên quảng trường, tập hợp lại với nhau gần như chất thành một ngọn núi. Qua sự kiếm kê của Đại Tư Pháp, có hơn 6,7 tỷ. Cậu chủ Trần. Vị đại tư pháp đi tới trước mặt Trần Đức, bất lực nói, chúng tôi, chỉ có thể góp được từng này. Không sao, cũng chỉ thiếu 200 triệu mà thôi,
Trần Đức bước đến trước đống tiền thông thiên như một ngọn núi nhỏ, hai mắt sáng rực, nếu như thay thế bằng linh thạch, chắc chắn là một tài nguyên khổng lồ. Quan trọng nhất, đây chỉ là một phần nhỏ trong đó. Thu hoạch lớn thực sự vẫn còn ở phía sau. Trần Đức tỏ ra khá phấn khích, anh vung tay một cái, bí mật di chuyển đỉnh Long Văn, toàn bộ 6,7 tỷ tiền thông thiên đều được nạp vào trong đỉnh. Cậu chủ Trần, đây là của chúng tôi. Sau đó, Thanh Vân Môn, Vân Hư Tông, Đại Tiền Môn và các thế lực khác cũng trả tiền cho Trần Đức. Bọn họ trực tiếp trả bằng tử linh thạch, tổng cộng là 2070 ký tử linh thạch, anh hài lòng cất những chiến lợi phẩm này đi. Sau đó, ánh mắt của Trần Đức quét về phía sắc mặt khó coi như sắp chết, cực kỳ nặng nề của Thạch Thiên và Quách Ly Long, bọn họ đều đắp trả tiền rồi, không biết hai vị, định thế nào? Là định trả tiền chấm hay là muốn quyệt nợ? Nhóm chấp pháp giả, Thanh Vân Môn, Thiên Kiếm Tông và những thế lực khác đều đã thanh toán xong, duy chỉ còn Quách Ly Long và Thạch Thiên vẫn đứng yên bất động, khi ánh mắt của Trần Đức nhìn về phía bọn họ, sắc mặt của hai người càng trở nên khó coi hơn, Quách Ly Long hừ lạnh. Vẻ mặt u ám, Trần Bát Hoang, đừng có ép người quá đáng. Ép người quá đáng, trong mắt Trần Đức lóe lên vẻ đùa cợt, chướng lão Quách, ông đừng đố oan cho tôi, trước khi đặt cược, tôi còn không biết ông chính là cổ đông lớn nhất. Sao thế, cổ đông chỉ được phép thẳng tiền, không thể mất tiền à? Có điều, nếu ông không biết xấu hổ mà mặt dày quỵt nợ thì tên nhóc như tôi cũng không thế làm gì được. Trưởng lão của Tiêu Lôi muôn muốn cậy già bắt nạt trẻ, tôi cũng không còn cách nào khác. Đệt, Quách Ly Long thật sự muốn quyệt nợ, Tiêu Lôi Muôn keo kiệt như vậy sao? Không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Thực sự là không biết xấu hổ. Ngay lập tức, đám đông 100.000 người cảm thấy cực kỳ không vui. Trước kia thể hiện dáng vẻ cực kỳ lợi hại, bất khả chiến bại, bây giờ lại muốn quyệt nợ. Trong quảng trường, hầu hết mọi người đều đặt cược, cư nhiên bọn họ sẽ đứng về phía Trần Đức, câm miệng hết đi, sắc mặt của Quách Ly Long cực kỳ u ám. Vẻ hung ác nham hiểm ngày càng đậm hơn, sau đó ông ta ném một túi chữ vật cho Trần Đức, Trần Bát Hoang, trong này có 2.500 ký tử linh thạch, cầm lấy cút đi. Trần Đức đón lấy túi gấm kia, trên mặt càng ngày càng tươi cười. Đối với loại túi chữ vật này, anh không hề cảm thấy kinh ngạc, Thành Thông Thiên có bán loại này. Công năng gần giống với công năng thu nạp của đỉnh Long Văn hiện tại. Một túi chữ vật nhỏ có thể chứa khoảng 500 ký đồ. Chỉ với cái túi này không thôi cũng có giá lên đến 5 ký tử linh thạch. Trưởng lão Quách, cộng với giá trị của cái túi chữ vật này, tổng cộng có 2.505 ký tử linh thạch. Nhưng ông sở hữu 50% cổ phần, phải đưa tôi 6.900 ký mới phải, còn 4.400 ký kia, Trần Đức cười tít mắt nhìn chằm chằm Quách Ly Long. Người trẻ tuổi, đừng có lòng tham không đáy như vậy, 2.500 ký tử linh thạch đã là khá nhiều rồi. Cố họng của Quách Ly Long như sắp phun ra lửa, giọng nói trầm khàn. Ông ta đã đưa ra 2.500 ký tử linh thạch đấy. Không phải 2.500 ký linh thạch thông thường. Càng không phải 2.500 ký đá vụn. Nếu những tài nguyên này được giao cho bất kỳ đệ tử nào của Tiêu Lôi Môn thì cũng đủ để đệ tử đó hấp thụ trong vòng 1-2 năm. 2.500 ký tứ linh thạch, ông ta phải mất thời gian 1-2 chảm chảm mới có thể tích lũy được số này. Vậy mà Trần Đức còn muốn ông ta trả thêm. Mí mắt của Quách Ly Long run lên, nhìn chòng chọc về phía Trần Đức, cậu còn trẻ, không cần nhiều tử linh thạch như vậy, cẩn thận nhiều quá nhai không nổi. Tôi không tham lam, Trần Đức chớp chớp mắt một cách vô tội, đây không phải là thứ mà tôi nên có được sao, trưởng lão Quách. Hơn nữa, tỏi nghĩ tôi có thể nhai nổi. Quách Ly Long rất muốn tát Trần Đức vài bạt tai, khuôn mặt vô tội đó thực sự là quá mức đáng ghét, có thể nhai nổi. Nhai nổi con mẹ mày. Quách Ly Long muốn chửi thề, nhưng hiện tại có rất nhiều người đang đứng nhìn, nếu ổng ta động thủ thì sẽ làm mất thể diện của Tiêu Lôi Môn. Thể diện của Tiêu Lôi Môn không thể mất. Quách Ly Long nghiến răng nghiến lợi, từ trong người lấy ra hai cái túi chữ vật, một cái chứa 100 triệu tiền thông thiên, còn cái kia chứa 250 ký tử linh thạch. Ông ta đau lòng muốn chết, đây gần như là tất cả tài sản của ông ta. Tài nguyên của thế lực tam phẩm vốn dĩ có hạn, là trưởng lão, tài nguyên có thể giao cho ông ta lại càng có hạn hơn. Hiện tại, đây thực sự là tất cả tài sản của ông ta rồi. Trần Đức cười vui vẻ nhận lấy, Quách Ly Long càng khó chịu thì anh càng vui, không phải cao cao tại thượng sao? Không phải nói anh trèo cao sao? Không phải luôn miệng mắng anh lè kẻ ngốc sao? Ha ha!
Trần Đức cẩn thận đếm lại, sau khi chuyển đổi xong, anh nói, trưởng lão Quách, chỗ này của ông cũng chỉ có 270 ký thôi, để tôi tính thử xem, ông vẫn còn nợ tôi, 4.400 trừ 270, Trần Bát Hoang, Trần Đức chưa kịp nói xong, Quách Ly Long gần như muốn nhảy dựng lên, gân xanh cuồn cuộn, một luồng linh lực như bão táp. Dâng trào, gào rít không thôi, trong phút chốc dưới lòng bàn chân bắt đầu lộ ra các khe nứt, từng đường lần lượt xuất hiện. Trưởng lão Quách, đừng quá đáng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì uy tín của Tiêu Lôi Môn chúng ta còn đâu. Sắc mặt Ấn An Sương hơi lạnh, nhắc nhở ông ta. Thực sự là một lão già thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Trước khi trở thành cổ đông, cô ta đã nhiều lần nhắc nhớ Quách Ly Long đừng quá tham lam, hiện tại biết mình không có khả năng chi trả, cảm thấy mất mặt rồi. An Sương, tôi. Ông tránh qua một bên đi. An An Sương thầm mắng một tiếng ngu ngốc, chẳng lẽ Trần Bát Hoang là người như thế nào đến giờ còn không nhìn ra sao? Tên này chỉ ăn mềm, không ăn cứng. Ông cứng, hẳn còn cứng hơn. Nếu Quách Ly Long còn tiếp tục gây rắc rối như thế này, e là sẽ thật sự xảy ra chuyện. Ấn An Sương lấy ra một túi chữ vật, đi tới trước mặt Trần Đức, cậu chủ Trần, trong này có 500 ký tử linh thạch. Hiện tại, trưởng lão Quách và tôi chỉ có thể lấy ra từng này. Hơn 3.500 ký còn lại, đợi đến Vân Tiêu Giới, chúng tôi sẽ trả cho anh được không? Trần Đức tiếp nhận túi chữ vật không chút áp lực, cười nói, được, tất nhiên là phải nể mặt thánh nữ rồi, có điều, tôi cần một tờ giấy ghi nợ, cô và trưởng lão Quách sẽ cùng nhau ký tên và đóng dấu lên đó. Ấn An Sương nhìn sâu vào trong mắt Trần Đức, người đàn ông tính toán này thật là quá thận trọng. Được, tôi đồng ý với anh. Trần Đức mỉm cười, mượn giấy bút, viết giấy nợ và số tiền nợ, sau đó đưa cho Ấn An Sương. Ấn An Sương cứa đầu ngón tay, dùng máu ký tẽn và đóng dấu. Sau đó, cô ta đi đến trước mặt Quách Ly Long, trưởng lão Quách. Hừ, trưởng lão Quách rất bất đắc dĩ thế nhưng, nếu hôm nay chuyện này không được giải quyết, rõ ràng Trần Bát Hoang sẽ không từ bỏ nên ông ta chỉ có thể ký tên. Trần Bát Hoang, mày đợi đấy cho ông. Bị một tên tiểu bối khủng bố như vậy, ông ta tức muốn chết. Cảm ơn thánh nữ. Trần Đức cất giấy nợ đi, sau đó lại nhìn về phía Thạch Thiên. Thạch Thiên vẫn đang ở trong trạng thái bàng hoàng, đầu óc trở nên trống rỗng. Hắn ta là thế lực tam phẩm hạng 10, không thế nào so với thế lực hạng 1. Toàn bộ tử linh thạch hắn ta tích trữ được cũng chỉ có 30 ký mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.